chương một tạch tạch. Trong giáp ngực hắc khô lâu cự thần binh, bất ngờ truyền đến một tràng tiếng kim loại đứt gãy cổ quái, tay chân lập tức mất cân đối, bước đi có phần loạn choạng, giống như cự nhân uống say lảo đảo trong đại điện, pháp bảo dùng để cảm giác bốn phía dường như đều mất tác dụng, thiếu chút thì trượt chân bấp phải sàn bảo dưỡng sau lưng, chân đạp mạnh xuống đất, oanh ra dấu chân cực lớn. Đây là biểu hiện linh năng mất đi khống chế, điên cuồng tràn ra. Không đúng, không phải kết cấu bên trong đứt gãy, mà giống như, có tồn tại nào đó đang tranh đoạt quyền khống chế hắc khô lâu cự thần binh cùng lôi vân tiên quân đây là sâu trong tư duy của hắc khô lâu cự thần binh truyền đến tiếng than nhẹ kinh ngạc từ lôi vân tiên quân sau đó than nhẹ biến thành tiếng thét lớn không tất cả kinh mạch thủy tinh đỏ trói quanh thân cự thần binh múa may cuồng loạn như là rắn độc lại không công kích lý diệu và yến ly nhân ngược lại hung hăng công tới chỗ hiểm và các đốt ngón tay của chính mình chỉ nghe suy suy mấy chục tiếng bạo vang, chúng bất ngờ quấn vào các đốt ngón tay của bản thân, tương đương với trói gô chính mình lại. Thật sự quá kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Lý Diệu cũng chấn động. Tình thế đột biến, hắn cường hành áp chế không điều khiển tinh khải gào thét mà ra, nhưng lại cảm giác được bụi gai linh năng và hộ thuẫn quang, diễm mặt ngoài hắc khô lâu cự thần binh, đều biến mất sạch sẽ giống như thủy triều rút đi. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, đây là cơ hội tốt nhất. Lý Diệu và Yến Ly nhân liếc nhau, ba tháng qua hai người gần như sớm chiều ở chung đấu kiếm với nhau sớm đã hình thành ăn ý cực vi diệu yến ly nhân không thốt một tiếng thân hình như cục thịt quay tròn lướt đến giữa trời người ngón tay thô ngắn xòe ra bốn khối càn khôn giới trên ngón tay phóng ra hào quang một hơi lấy ra trên trăm thanh phi kiếm tuy thứ yến ly nhân yêu nhất chỉ có thanh kiếm thứ tư độc nhất vô nhị kia nhưng thân là trưởng lão tử cực kiếm tông kiếm tu mạnh nhất cổ thánh giới bình thường tự nhiên cũng tiếp xúc với đủ loại bí kiếm thiên hình vạn trạng chủng loại phong phú, trên trăm thanh phi kiếm này đều là chân phẩm được hắn sưu tầm, một ít trong đó càng được Lý Diệu tôi luyện qua, dài ngắn đủ loại, quang mang rực rỡ, chán phóng ra quang huy vô cùng vô tận, giao hòa với nhau, quả thực như một mảnh thác nước bằng ánh sáng. Thác nước ánh sáng chợt hóa thành sóng trào mãnh liệt, tấn công tới khe hở trên giáp ngực Hắc Khô Lâu Cự Thần binh. Động tác Hắc Khô Lâu Cự Thần binh thoáng ngưng trệ, ngưng trệ hơn cả vừa nãy bị trọng lực phiên thiên ấn đè áp, không có vẻ gì là muốn trốn tránh, trong lúc đó đại trận phòng ngự dùng để dung hợp linh năng, quấy nhiễu sóng ánh sáng, ngăn cản công kích lại ảm đạm vô quang, mặc cho kiếm ý, kiếm quang và kiếm khí của Yến Ly Nhân tiến quân thần tốc, lần lượt chảm kích lên trên khe hở kia. Khe hở vốn đã yếu ớt như tờ nhện lập tức bị xé toạc. Có thể thấy được rõ ràng toàn bộ tầng kim loại đen xì hai bên khe hở đều biến thành màu vỏ quýt, dưới sự xung kích điên cuồng của kiếm khí, nhiệt độ bị đẩy lên tới mấy ngàn độ. Hắc Khô Lâu cự thần binh liên tiếp lùi ra sau, dường như muốn thò tay chụp chết Yến Ly Nhân, nhưng cự chảo rơi lên giữa không trung nửa buổi, lại mãi không rơi xuống nổi, phảng phất pháp bảo và thần thông dùng để xác định mục tiêu đều đã mất đi hiệu lực. Thời cơ lấy mạng là đây. Đợt kiếm chiêu như gió táp mưa rào của Yến Ly Nhân vừa ngưng nghỉ, Lý Diệu đã từ bả vai hắc khô lâu cự thần binh phi thân nhảy đến lồng ngực nó, hư 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 hư, mấy chục khối trưởng tâm lôi chuẩn xác men theo khe hở Yến Ly Nhân vừa xé toang, bắn vào trong buồng điều khiển cự thần binh sau đó lại là mấy chục khối, rồi lại mấy chục khối, tiếp sau vẫn lại là mấy chục khối. Thằng này rốt cục mang theo bao nhiêu trưởng tâm lôi. Tể trung đạo, Hàn Bạt Lăng và đám siêu cấp Nguyên Anh đều trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi linh thú thượng nhân có phải dùng toàn bộ không gian trong cản khôn giới, để tồn chữ trưởng tâm lôi. Lý Diệu cười một tiếng dữ tợn, sau khi đầu nhập trên trăm khối pháp bảo tạc đạn chọn dùng tinh thạch thuần thuất, tinh tủy và nội đan linh thú luyện chế mà thành, hai tay hắn kết ấn, người ngón hung hăng chúi xuống điên cuồng hét lên một tiếng, bạo, oanh oanh rầm rầm. Trong tư duy hắc khô lâu cự thần binh truyền đến tiếng ẩm vang đinh tai nhức óc, ngọn lửa do mấy vạn loại màu sắc tổ thành chui ra từ trong khe hở, lập tức lưu chuyển quanh toàn thân cự thần binh. Rầm rầm, cửa ra vào tư duy cự thần binh mở ra. Quá, quá điên cuồng. Nhìn biểu hiện dũng mãnh vô song của Lý Diệu, Tề Trung Đạo, Hàn Bạt Lăng, Ba Tiểu Ngọc, Thích Trường Thắng tất cả siêu cấp nguyên anh đều trợn mắt há hốc mồm ngay cả hỗn thiên vương thích trường thắng nổi danh với phong thái hung hãn không sợ chết dũng mãnh hào hùng cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh dù hắn có hạn tiêu bất diệt thể nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy linh thú thượng nhân cái tên này lần nữa khắc sâu trong nội tâm phần đông siêu cấp nguyên anh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bọn hắn số tu sĩ cao dai còn đang kịch chiến quanh bốn phía càng là nghẹn họng chân chối chấn kinh tới cực điểm trong đại điện cự thần binh nhất thời lặng ngắt như tờ, ai nấy bất giác đình chỉ chém giết, lẳng lặng nhìn xem lý diệu giữa trời đều không thể tin hắn 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 không ngờ lại cùng mãnh như thế, cường hành bắn nổi vân tần kim nhân do thượng tiên khống chế, tiên tiên quân không ít chuẩn tu tiên giả vừa mới hạ quyết tâm đầu nhập lôi vân tiên quân, lập tức nhao nhao hô lớn, ai nấy đều thấy được tình hình lôi vân tiên quân có vẻ đang rất không ổn, bọn hắn hình như đã đầu hàng quá sớm, a à, trong khói đặc cuồn cuộn. cuộn lôi vân tiên quân thất thiểu chui ra từ trong tư duy hắc khô lâu cự thần binh bộ dạng thống khổ vạn phần tinh khải quanh thân mặc dù không bị trưởng tâm lôi nổ tung nhưng cũng bị nổ cho người đầy bụi đất bề mặt phù trận mơ hồ linh năng vận chuyển mất linh lý diệu cười lạnh một tiếng cánh tay phải chẳng biết lúc nào đã quấn quanh thanh đồng quỷ chảo hung hăng chộp lên đầu lôi vân tiên quân lôi vân tiên quân vì khống chế hắc khô lâu cự thần binh hẳn là đã sử dụng một bộ tinh khải chuyên dụng dùng để phóng đại sóng điện não gia tăng cường độ thần hồn lượng lớn cấu kiện pháp bảo đều trồng chất quanh mũ bảo hiểm và phụ cận bả vai, tạo nên một phần đầu to lớn. Tạo hình như vậy đương nhiên không thích hợp cho vật lộn cận thân. Hơn nữa lại bị dị biến sâu trong hắc khô lâu cự thần binh quấy nhiễu, lôi vân tiên quân tự hồ triệt để mất đi phương tắc, không kịp trốn tránh, bị quỷ trào của Lý Diệu bắt được. Hư! Lý Diệu dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng kéo hất lên, vung lôi vân tiên quân ra giữa trời. Kiếm của Yến Ly Nhân và Long Dương Quân, phiên thiên ấn của tề trung đạo kim cương hùng trưởng của hàn bạt lăng tẩu hút của ba tiểu ngọc tràng hạt và thiền trượng của khổ thiền đại sư liệt diễm trảm mã đao của thích trường thắng bạch liên âm hồn sát của vạn minh châu tám đại siêu cấp nguyên anh đồng loạt vây công lôi vân tiên quân dù hắn có tinh khải phòng thân vẫn cứ bị đánh cho liên tục bại lui hoàn toàn không sức đánh trả tinh khải dần dần sụp đổ oanh lúc kiếm quang của yến ly nhân và long dương quân một trước một sau gần như sắp sò xuyên qua tinh khải của hắn sau lưng lôi vân tiên quân đột nhiên tuôn ra một đoàn hỏa cầu sáng ngời cùng thời điểm mặt ngoài tinh khải hiện ra từng đạo khe hở sáng lóng lánh khe hở không ngừng giao thoa và vươn dài giống như lưới đánh cá bao trùm quanh thân cuối cùng từng phiến khải giáp bất ngờ bắn bay ra ngoài lý diệu biết rõ đây là tinh khải khởi động công năng giải thể khẩn cấp hẳn là lò phản ứng bị sỏ xuyên sắp sửa phát sinh nổ tung kịch liệt trong vài giây đồng hồ nữa nếu không khẩn cấp bắn khải sư ra ngoài thì sẽ bị tinh khải của chính mình nổ chết Quả nhiên, lát sau, một khối đơn nguyên pháp bảo đen xì bắn ra, từ sau lưng tinh khải đã phá thành mảnh nhỏ, nổ tung giữa không trung, hóa thành một mảnh đống lửa đỏ rực, suy suy rơi vãi khắp mặt đất. Lôi vân tiên quân sớm đã bị rất nhiều siêu cấp nguyên anh đánh cho hấp hối, mất đi tinh khải tăng phúc và chống đỡ, lại bị sóng xung kích từ lò phản ứng nổ tung trùng kích. Hắn kêu thảm một tiếng, đầu dưới chân trên, vô lực ngã xuống từ giữa không trung. Đừng giết hắn. Tề trung đạo và hàn bạt lăng đồng thời cao giọng kêu to, người này đại có huyền cơ phần đông siêu cấp nguyên anh đương nhiên biết tên lôi vân tiên quân này mặc dù không phải là tiên nhân thực sự nhưng trên người hắn nhất định cất giấu bí mật cực lớn đương nhiên không thể cứ vậy giết đi bọn hắn chỉ lạnh lùng tập trung vào đám cận vệ hỏa phượng quanh bốn phía e sợ những người này hành động thiếu suy nghĩ lần nữa làm ra dị biến thình lình một đạo lưu quang dùng tốc độ vô cùng nhanh bắn về phía lôi vân tiên quân bắt lấy hắn dùng lắc cuồng bạo thân thể hắn như là hung hăng trà đạp một chiếc bao tải rách nát Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải lão tổ nhà ta. Mấy năm này ngươi vẫn luôn gạt ta, gạt ta. Tiếng gầm rú khàn cả giọng kia tự nhiên là, xuất từ thiên cổ nhất đế giã tâm bừng bừng muốn trung hưng đại càn. Kết quả lại biến thành trò cười ngay trước mắt bao người, Phượng Hoàng đế Chu Tông Hữu. Quan hệ giữa Phượng Hoàng đế và Lôi Vân Tiên quân không giống bình thường. Mấy năm trước, Chu Tông Hữu vẫn là người không được coi trọng trong tất cả hoàng tử, bị đầy đi trông coi tổ miếu Lôi Vũ Điện, mắt thấy không những cả đời mình, mà ngay cả đời đời con cháu đều sống trong tầm thường vô vị. Giữa lúc đó, chính tên Lôi Vân Tiên Quân này lại xuất hiện với thân phận tổ tiên Chu gia, còn trở thành sư tôn mà hắn vô cùng sùng kính, không những hiển lộ các loại pháp thuật tiên gia không cách nào tưởng tượng, phô bày rất nhiều trí bảo tiên gia hoa hết cả mắt, thậm chí còn giúp hắn cướp lấy ngôi vị hoàng đế trí cao vô thượng. Thủ đoạn và pháp bảo của Lôi Vân Tiên Quân không phải là thứ thế tục giới có thể có được. Thủ đoạn mà hắn dạy cho Chu Tông Hữu càng là chưa từng thấy, chưa từng nghe cho nên chu tông hữu luôn tin tưởng từ tận đáy lòng rằng lôi vân tiên quân là tổ tiên của hắn đặc ý về lại thế gian để giải cứu đại càn đồng thời cũng giải cứu mình tông hữu tông hữu tên của hắn chẳng phải cũng vừa khéo hàm ẩn ý trời nói rõ đời này hắn nhất định được tổ tông phù hộ làm ra một phen đại sự ư thẳng đến bây giờ chu tông hữu đã trở thành phượng hoàng đế lại tìm được tiên cung trong truyền thuyết mọi thứ đều đang ở trên đỉnh cao nhưng sau đỉnh cao là biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn thoáng chốc từ trên đỉnh cao quang mang vạn trượng hung hăng ngã xuống u cốc sâu không thấy đáy, té cho cơ hồ thịt nát xương tan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phượng Hoàng đế giận không thể át, hắn triệt để điên cuồng, dùng sức kéo xé lôi vân tiên quân, chấn vỡ toàn bộ trang phục chiến đấu bao quanh, lộ ra một hình tượng lão giả tóc trắng xóa, mũi ưng, hốc mắt sâu hoắm. Chợt nhìn quả có vài phần phong thái siêu phàm nhập thánh, tiên phong đạo cốt, đáng tiếc lúc này lại lấm le máu tươi gần như hôn mê thoi thóp một hơi trong kịch đấu vừa rồi phần đông siêu cấp nguyên anh mặc dù bản thân không bị trọng thương song ít nhất đều là giếng cạn đèn khô linh năng tiêu hao rất nhiều chỉ có phượng hoàng đế là không tham chiến hắn không biết rốt cục nên giúp bên nào vẫn cứ duy trì dự trữ linh năng cường đại linh diễm điên cuồng bành trướng người khác rất khó ngăn cản hành động mất kiềm chế của hắn chợt nghe xoẹt một tiếng hắn hung hăng túm lấy mái tóc trắng xóa của lôi vân tiên quân chính bản thân Phượng Hoàng đế cũng hơi sững sở, nhìn từng sợi tóc bạc như tờ trong lòng bàn tay mà không biết làm sao, rồi bỗng đột nhiên giơ hai tay lên trên đầu lôi vân tiên quân. Bệ hạ, đừng! Tiểu Hoàng đế, dừng tay! Tề Trung Đạo và Hàn Bạt Lăng đồng thời kêu lên, e sợ Phượng Hoàng đế nộ khí công tâm, bất chấp tất cả giết chết lôi vân tiên quân. Sắc mặt Phượng Hoàng đế lại đầy vẻ cổ quái, hai tay như văn vê vắt mì, trà sát vò loạn một hồi trên đầu lôi vân tiên quân không đến một giây, mười ngón co thành móng vuốt sắc bén, dùng sức xé mạnh bá một tiếng, da mặt lôi vân tiên quân bị hắn kéo xuống. a, à, tề trung đạo và hàn bạt lăng gần như ồ lên cùng một lúc, lát sau cả hai lại đồng loạt chấn kinh. hà, da mặt lôi vân tiên quân bị giật xuống, nhưng không có cảnh máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, đây rõ ràng chỉ là một tầng tế bào hoạt tính giả làm màng ra được luyện chế cực kỳ tinh xảo, là lớp ngụy trang gần như hoàn hảo. đằng sau bộ dạng lão giả tóc trắng mũi ưng lại là một gương mặt nữ tử ngăm đen, ngũ quan khá là sắc bén. Lôi vân tiên quân không ngờ lại là một nữ nhân, một nữ tử tuổi trẻ khí chất hệt như một đóa hoa hồng đen. Đương nhiên, đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, dù hình dung khí chất nàng cao quý sắc bén thần bí thế nào cũng đều là dư thừa. Cái này, Phượng Hoàng đế không ngờ vị lão tổ kiêm sư tôn mình kính, như thần minh lại có bộ mặt thật là một nữ tử, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này, tề trung đạo và đám siêu cấp nguyên anh, cũng không nghĩ tới cái gọi là vị khách tiên giới lại có bộ mặt thật thế này bọn họ ngơ ngác nhìn nhau ai nấy đều xứng sở không thể nào ngay cả lý diệu đều âm thầm nhíu mày nữ tử này nhất định là bộ đội đặc trùng tinh nhuệ của đế quốc chân nhân loại chẳng qua chọn cả sự kiện và quá trình đế quốc thẩm thấu tân thế giới tô trường phát kể lúc xưa tựa hồ hơi có chỗ bất đồng lực độ thật sự quá yếu vì sao chỉ có một mình nàng thực lực của nàng thoạt nhìn còn không bằng tô trường phát và khấu như hòa cùng lắm chỉ cao hơn đường thiên hạc một chút, không giống như là thủ lĩnh của một chi tiểu đội xâm nhập đến từ đế quốc. Ngoài ra hơn 10 tên cận vệ hỏa phượng kia thực lực còn yếu hơn cả nàng, toàn là dựa vào tinh khải mới miễn cưỡng chống đỡ, 89 phần 10 cũng không phải là thành viên quân viễn trinh đế quốc, mà là binh sĩ thổ dân được nàng chiêu mộ, dạy dỗ và khống chế tại cổ thánh giới mà thôi. Vậy vấn đề là, nàng còn có đồng bạn khác nữa không? Nếu chỉ lẻ loi một mình, vậy rốt cục vì sao lại lưu lạc đến bước này? đám đầu heo óc chó các ngươi, mở to hai mắt mà nhìn cho rõ. Vẫn là Hàn Bạt Lăng phản ứng nhanh nhất, tuy hắn cũng không hiểu ra sao, không biết chân tướng rốt cục thế nào, nhưng với sự nhạy bén như một thợ săn, lập tức nắm lấy cơ hội đả kích sĩ khí đối phương, cười ha ha nói với đám tu chân giả vừa nãy thuần phục lôi vân tiên quân, đây chính là tiên quân của các ngươi, nhìn bộ dạng nàng bây giờ đi, có đáng để các ngươi thuần phục không? Nàng sẽ ban cho các ngươi tiên gia trí bảo, thần thông vô thượng ư? Đúng là buồn cười, cái gọi là Lôi Vân Tiên Quân, chẳng qua là một tên nhãi nhép không biết chui ra từ đâu mà thôi, giờ nàng đã triệt để thất bại, các ngươi cũng đã đến bước đường cùng, đừng chống cự vô ích, đầu hàng đi. Cả các ngươi nữa, cũng tương tự, trong vòng nửa nén hương, lập tức lột bỏ toàn bộ chiến giáp trên người, nếu không, giết không cần luận, thần hồn không lưu. Hàn Bạt lăng thanh sắc cô lệ, sát khí đằng đằng. Những lời sau cùng kia là nói với hơn 10 tên cận vệ Hỏa Phượng, không cần hắn nhắc nhở những tu chân giả trước kia hướng lôi vân tiên quân quỳ xuống thuần phục đến sau lại bị ma quỷ ám ảnh ra tay với sư huynh đệ và đồng bào đều biết đại thế đã mất tận thế hàng lâm nguyên một đám mặt xám như cho như tăng cha mẹ một niệm thiên đường một niệm địa phủ lời này quả thực không sai chút nào gần gần nửa canh giờ trước bọn hán còn là trưởng lão đức cao vọng trọng trong tu chân giới là đường chủ thậm chí là trưởng môn giờ phút này lại bị dày vò bởi vô số ánh mắt xem thường rơi xuống kết cục thân bại danh liệt vạn kiếp bất phục hơn 10 tên cận vệ Hỏa Phượng kia đều bị Lôi Vân Tiên Quân dùng bí pháp và cấm chế khống chế thần hồn, giờ Lôi Vân Tiên Quân thần trí mơ hồ, bọn hắn đều giống như phượng hoàng đế, cấm chế hơi hơi lỏng đi, nhất thời không biết nên làm thế nào. Tràng Diện bỗng chốc xa vào trong im lặng quỷ dị. Lý Diệu lại không chút quan tâm những người này có đầu hàng hay không, toàn bộ chú ý của hắn đều tập trung trên thân Hắc Khô Lâu cự thần binh. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, hắn ẩn ẩn cảm giác được dù cho lôi vân tiên quân đã bị thoát ra từ trong tư duy cự thần binh nhưng sâu trong cự thần binh vẫn còn ẩn núp tồn tại nào đó vô cùng cường đại phát ra uy áp to lớn ngang bằng nhịp tim của thần ma khí thế khiếp người còn kinh khủng gấp mấy lần lôi vân tiên quân khống chế hắc khô lâu cự thần binh lúc nãy rất nhanh tất cả siêu cấp nguyên anh đều cảm giác được tiếng tim đập liên miên không dứt kia ngoại trừ lý diệu ra ai nấy đều lộ vẻ cả kinh nghẹn họng chân chối nhìn chằm chằm hắc khô lâu cự thần binh trơ mắt nhìn linh diễm lần nữa thiêu đốt quanh thân nó, dần dần bao trùm bởi một đoàn khói đen thần bí. Chiến đấu, vẫn chưa chấm dứt. Hoặc nói cách khác, giờ mới bắt đầu. Hắc khô lâu cự thần binh rõ ràng không người khống chế, vậy mà bất ngờ lần nữa hành động. Nó nâng lên cánh tay phải, duỗi ra đoạn ngón tay gầy trơ cả xương, đầu ngón tay kích đáng lên một đoàn quang mang màu đỏ tươi gai mắt. Ra đầu đám siêu cấp nguyên anh, bao gồm cả tể trung đạo, hàn bạt lăng điều tê dần, trái tim gần như vỡ tung, sinh ra cảm giác sợ hãi tuyệt vọng không chỗ để trốn. Hư, hắc khô lâu cự thần binh nhẹ nhàng bắn ra, quang cầu màu đỏ tươi kia lập tức hóa thành một đạo chỉ đỏ nhanh như chớp, xuyên qua phần đông tu sĩ cao dài, gọn gàng mà linh hoạt chui vào mi tâm một gã trưởng lão ngự thú trai. Tên trưởng lão này vẫn không có phát giác được rốt cục đang xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi phát hiện người khác đang nhìn mình, bằng ánh mắt quỷ dị mới ý thức được không ổn, con mắt dần lồi lên giống như cá chết, hắn thò tay muốn bắt lên mi tâm, nhưng tay vừa đưa lên một nửa, từ trong mi tâm trượt vươn dài ra mấy chục đạo tia sáng màu đỏ tươi, giống như lưới cá bao bọc toàn thân, hung hăng thu lại, chặt đứt toàn bộ mạch máu, kinh mạch và cốt cách của hắn, thậm chí đến cả thần hồn cũng bị trực tiếp xoắn cho nát bấy. Trưởng lão ngự thú trai ngã xuống, đồng thời đầu ngón tay hắc khô lâu cự thần binh, lần nữa ngưng kết ra năm quang cầu màu đỏ tươi, đồng loạt phun về năm hướng khác nhau. Dù nhìn rõ lộ tuyến công kích, lại không ai có thể trốn tránh, tiếp tục có 5 tu sĩ cao dài ngày xưa quát tháo phong vân, giờ đến kêu thảm cũng không kịp phát ra, thậm chí biểu tình hoảng sợ gần chết cũng không kịp hiển hiện trên mặt, thì đã hóa thành 5 cỗ thi thể. Chớp mắt, hắc khô lâu cự thần binh liên tục oanh giết 6 tu sĩ cao dài, nhưng vẫn không lây dính chút bụi trần. So với bộ dạng sức đầu mẻ chán, luống cuống tay chân vừa nãy lúc lôi vân tiên quân khống chế, hoàn toàn là tranh lệch như trời với đất. Đây mới là uy năng thực sự của cự thần binh đây mới là siêu cấp pháp bảo đủ để thay đổi kết quả một trường chiến dịch phần đông thổ dân cổ thánh giới lập tức ồ lên xôn xao lúc này bọn hắn mới phát hiện chết thảm dưới công kích thần bí khó lường của hắc khô lâu cự thần binh đều là chuẩn tu tiên giả vừa rồi quỳ xuống thuần phục lôi vân tiên quân sau đó ra tay công kích người nhà để cho các ngươi chết rõ ràng sở dĩ các ngươi tội không thể tha không phải là bởi các ngươi đầu hàng lôi vân tiên quân mà là bởi các ngươi lại ra tay với người nhà sâu trong hắc khô lâu cự thần binh chuyển đến một giọng nữ thâm trầm đạo của tiên giới từ cổ đã có phi thăng tiên giới càng là điều vô số tu chân giả tha thiết ước mơ cho nên nếu bị tên lôi vân tiên quân này mê hoặc sinh ra tâm thái thuần phục tiên giới thì cũng là điều thường tình của con người tội không đáng chết chẳng qua thuần phục tiên nhân cùng tiên giới là một chuyện còn bị tham lam ăn mòn bị tiên khí hấp dẫn sau đó động thủ với đồng môn sớm chiều ở chung cùng sống cùng chết thậm chí là động thủ với cả tiền bối sư môn vậy lại là một chuyện khác. Cổ thánh giới đã đạn nạn lâm đầu, sắp xảy ra tai họa các ngươi không cách nào tưởng tượng, hệt như hành tẩu trên tơ nhện dưới cửu u hoàng tuyền, hơi không cẩn thận liền thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục, không chỉ các ngươi, mà tông môn và gia tộc, đại càn và vân tần, tất cả mọi người, tất cả thế lực, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, triệt để chôn vùi. Giữa thời khắc mưa gió phiêu diêu, sinh tử tồn vong đó, tất cả tu chân giả nhất định phải đoàn kết, ngưng tụ cổ thánh giới thành một trình thể mới có một tuyến sinh cơ, vượt qua ải khó. Đầu hàng tiên giới cũng được, không đầu hàng tiên giới cũng được, tóm lại, tất cả tu chân giả đều phải đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng. Tuyệt không thể chứa chấp nửa tên vô sỉ bất chung với cổ thánh giới, bất nghĩa với đồng bào tồn tại. Mỗi lần giọng nữ trầm thấp nói một câu, trên 10 ngón hắc khô lâu cự thần binh, lại ngưng kết ra 10 đoàn quang cầu màu đỏ tươi, lao vút tới đám đông, giết chết những chuẩn tu tiên giả vừa nãy đầu hàng lôi vân tiên quân lại ra tay tàn nhẫn với người mình tề trung đạo hàn bạt lăng và đám siêu cấp nguyên anh đã tiêu hao quá nhiều trong lúc kịch chiến đối kháng lôi vân tiên quân vừa rồi căn bản không phải đối thủ của hắc khô lâu cự thần binh trong trạng thái đã hiển lộ ra sức chiến đấu thực sự huống hồ nghe ý tứ trong lời đối phương thì có vẻ là bạn chứ không phải định là đang giúp bọn hắn tiêu diệt nhân tố không ổn định trong cổ thánh giới dù là tu sĩ chính đạo như tề trung đạo ba tiểu ngọc và khổ thiền Đại sư đều không phải hạng giả nhân giả nghĩa nhân từ nương tay, không phân biệt được thị phi, bọn họ thật sự tìm không ra lý do đi ngăn cản đối phương đại khai sát giới, diệt trừ phản đồ. Truy cập halazi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhân số chuẩn tu tiên giả vốn đã không nhiều, mà vừa rồi trong lúc kích chiến vì hướng chủ mới tranh công thỉnh thưởng, lại đều tận hết sức lực công kích đồng bạn ngày xưa, bản thân đã hao tổn tương đối lớn, gần như lâm vào cảnh giếng cạn đèn khô khi giọng nữ thần bí kia thao túng hắc khô lâu cự thần binh phát động đồ sát với bọn họ bọn họ gần như không thể ngăn cản liên tục bảy tám tên chuẩn tu tiên giả chết thảm dưới tia sáng đỏ tươi của cự thần binh số chuẩn tu tiên giả còn lại rốt cục kịp có phản ứng nhao nhao hô lớn cuống cuồng tháo chạy ra khắp bốn phương tám hướng trốn chỗ nào trong lúc tể trung đạo và đám tu sĩ chính đạo còn đang trầm ngâm đám hung nhân tà đạo coi trời bằng vung như hàn bạt lăng vạn minh châu và thích trường thắng lại không có nhiều cố kỵ như vậy lập tức nhao nhao bổ nhào tới đám thủ hạ dưới tay khi nãy quỳ xuống thần phục lôi vân tiên quân ra tay công kích đồng bào thanh lý môn hộ trong mắt lý diệu trượt lóe hàn mang cũng hóa thành một đạo lưu quang lập tức xuất hiện ở trước mặt tên trưởng lão phong lôi cốc khi trước báo cáo cho lôi vân tiên quân về sự tồn tại của hắn tên trưởng lão phong lôi cốc kia sớm đã sợ tới mức co lại thành một đoàn nhìn lý diệu mà như nhìn yêu ma run giọng cầu khẩn nói linh thú thượng nhân mới vừa kêu ra tên hiệu Lý Diệu, chưa kịp thốt lên tiếng cầu khẩn, tay phải Lý Diệu đã rũ ra một đoàn linh hỏa xanh biếc, bao trùm hắn lại. Trên trăm đoạn ngưu mau tế châm kéo theo đơn tinh vân mẫu ti, dưới sự yểm hộ và quấy nhiễu của linh hỏa cũng suy suy, hung hăng đâm lên chỗ hiểm quanh thân trưởng lão kia, bao gồm cả lục phủ ngũ tạng. Năm ngón tay Lý Diệu run loạn, trưởng lão phong lôi cốc liền như con rối bị giật dây, liều mạng run rẩy, mặt mày vặn vẹo đến độ xương quay hàm vỡ vụn, thất khiếu phun ra huyết tương nồng đặc, kêu gào thảm thiết bá bá năm ngón tay lý diệu thu lại ngư mau tế châm và đơn tinh vân mẫu ti quấy mạnh trong cơ thể trưởng lão phong lôi cốc chặt đứt toàn bộ lục phủ ngũ tạng kinh mạch mạch máu cốt cách thần kinh hắn trưởng lão phong lôi cốc lập tức co quắp ngã xuống như một bãi bùn nhão mất mạng ngay tại chỗ từng làn khói hơi mờ màu tím nhạt cùng với huyết tương chậm rãi tràn ra từ trong thất khiếu quấn quanh với nhau thành hình đinh ốc giữa không trung ngưng kết thành bộ dạng một hình người óng ánh sáng ngời chính là âm hồn của trưởng lão phong lôi cốc linh thú thượng nhân, tha mạng, tha mạng, ta biết sai rồi, vãn bối biết sai rồi. Âm hồn trưởng lão phong lôi cốc chẳng lớn hơn ngón tay cái là bao, trôi nổi lơ lửng trong hư không, giống như ngọn nến trước giớ, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Hắn bày ra bộ dạng quỳ dập đầu xuống đất, nước mắt lã trả, cầu xin tê tâm liệt phế. Lý Diệu nhíu mày, nhìn âm hồn trầm ngâm nửa buổi, cuối cùng thở dài nói, Âu Dương trưởng lão, quả thật biết sai rồi ư. Biết sai, biết sai, biết sai. Rồi, âm hồn nghe ra ý tha thứ trong lời lý diệu lập tức vui mừng quá đỗi bất giác gật đầu dùng giọng lý nhí như đứa trẻ khóc thét nói vãn bối bị ma quỷ ám ảnh nhất thời hồ đồ đến sau hối tiếc không kịp nhưng không cách nào nghịch chuyển thời gian rơi xuống kết cục thân vẫn đạo tiêu cũng là gieo gió gặt bão giờ chỉ còn một mảnh tàn hồn vãn bối thật sự biết sai rồi ta ta sai quá sai biết sai có thể sửa đó là tốt nhất lý diệu thở dài một tiếng ngữ trọng tâm trưởng nói bổn thượng nhân cũng không phải hạng tàn nhẫn khát máu nếu ngươi đã chân tâm thật ý nhận sai bổn thượng nhân không so đo hành vi mật báo khi trước tha thứ cho ngươi nếu ngươi còn có kiếp sau nhớ sửa đổi làm người cho thật tốt âm hồn âu dương trưởng lão nghe được nửa câu đầu của lý diệu thì rất cao hứng đặc biệt là lúc nghe lý diệu nói tha thứ ngươi càng là vui sướng vô cùng nào ngờ lời lý diệu lại xoay chuyển lập tức nói đến cái gì mà kiếp sau âm hồn âu dương trưởng lão tức thì há hốc mồm không đợi hắn kịp phản ứng, quỷ trào của Lý Diệu quấn lấy ngàn vạn sợi linh diễm đã đổ ập tới, nắm âm hồn trong lòng bàn tay, hung hăng nghiết mạnh, lập tức nghiết vỡ ba hồn bảy vía, hóa thành từng đạo mảnh vụn bắn loạn khắp bốn phương tám hướng, lại bị trên trăm luồng linh diễm do Lý Diệu phân hóa ra nhau nhau đuổi theo, tất cả đều bị thiêu cháy không còn một mảnh, nửa phiến tàn hồn đều không buông tha. Nháy mắt, trưởng lão Phong Lôi Cốc đã thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên quét mắt nhìn thổ dân cổ thành giới quanh bốn phía, sau đó lại dùng ánh mắt dò xét nhìn hắc khô lâu cự thần binh. Sau khi mọi người bắt đầu động thủ, hắc khô lâu cự thần binh liền đứng im không nhúc nhích, cũng không phát động công kích, giống như là đang yên lặng quan sát mọi người thanh lý môn hộ thế nào. Không đến một giây, mấy chục tên chuẩn tu tiên giả đều bị hàn bạt lăng và đám siêu cấp nguyên anh, dẫn theo thổ dân cổ thánh, giới giết cho không còn một mảnh, không lưu lại nửa điểm hậu hoạn tề trung đạo, ba tiểu ngọc thậm chí khổ thiền đại sư đều không ngăn cản, mà chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn xem, thậm chí khi một ít chuẩn tu tiên giả chạy thục mạng tới, bọn họ còn sẽ chủ động ra tay chặn những người này lại, bước trở lại đối mặt với đám đông nổi giận. Hô, thống khoái. Hàn bạt lăng một hơi giết chết ba tên chuẩn tu tiên giả, trên mặt và chiến bào da gấu đều đầm đìa máu tươi, bộ dạng càng thêm hung ác, khiến người nhìn mà sợ hãi. Hắn quét mắt nhìn toàn trường một vòng, phát hiện không còn nửa tên chuẩn tu tiên giả còn sống cười lớn một tiếng lại chuyển rời ánh mắt sắc bén về phía hắc khô lâu cự thần binh dùng lễ tiết của bộ lạc nhỏ đối với bộ lạc lớn trên thảo nguyên khom người thi lễ cất cao giọng nói đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay ngăn cơn sóng dữ cứu tánh mạng chúng ta cho chúng ta cơ hội thanh lý môn hộ báo thù rửa hận tiền bối nếu đã cùng một đường với chúng ta trong lời nói lại nhắc tới cổ thánh giới đại nạn lâm đầu chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đoán rằng tất có chỗ cần tới chúng ta, vậy mong tiền bối hiện thân, tiếp nhận vãn bối cảm tạ, đồng thời cùng bàn đại kế. Trong hắc khô lâu cự thần binh lần nữa truyền đến một chàng tiếng cười nhạt. Nhưng lần này lại không phải giọng nữ, mà là giọng nam thô quánh. Đại hùng, trăm năm không gặp, ngươi vẫn cứ hùng hổ dọa người như vậy, không buông tha bất cứ cơ hội dò xét hay công kích nào. Hàn bạt lăng trước nay dù núi đầu trước mặt cũng không đổi sắc, nhưng giờ sắc mặt lại chợt đại biến, trợn mắt há hốc mồm giống như vừa nghe được tiếng nói quỷ dị nhất trên thế giới. Nét mặt của hắn cũng trở nên vô cùng hoảng hốt. Đặc biệt là hai chữ đại hùng kia, hệt như hai thanh đại chùy nện lên hai bên huyệt thái dương, khiến hắn sững sờ ngay dại. Không ít tu sĩ quỷ tần, lớn tuổi cũng xa vào hồi ức dưới ảnh hưởng của đạo thanh âm kia. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy thanh âm thô quánh này có phần quen tai. Đại điện cự thần binh lần nữa xa vào yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Diệu đều gắt gao chằm chằm Hắc Khô Lâu Cự Thần binh. Lỗ thủng mở toang trên giáp ngực Hắc Khô Lâu Cự Thần binh tới giờ khắc này, vẫn bốc ra hơi nước, bên trong tuy đen xỉ không thấy được rõ ràng, nhưng quả thực không giống như là cất giấu người. Lôi Vân Tiên Quân cũng không phải đứa ngốc, nếu bên trong thật sự cất giấu một người khác, vậy cớ gì mà không phát hiện ra được? Nhưng mà, từ phần đầu và các chỗ hiểm yếu quanh thân Hắc Khô Lâu Cự Thần binh, lại giật tràn ra từng sợi sương mù sinh cơ bừng bừng, phân hóa thành vài trăm sợi chậm rãi lơ lửng hạ xuống mặt đất. Những sương mù này đều óng ánh, loè loè tỏa sáng như là cực quang trong đêm, tràn đầy mỹ cảm thần bí khó lường. Mấy trăm sợi sương mù phân thành hai luồng, một trái một phải xoắn thành hình đinh ốc, dần dần phát họa ra hai đạo hình người một nam một nữ. bọn hắn phẳng phất giống như pho tượng đúc từ cực quang và thủy tinh trong suốt, thần bí, đồng thời tỏa ra khí thế mạnh vô cùng. Nữ tử bên trái mặc pháp bào màu xanh nhạt, trên pháp bào thêu một đám mây tinh mỹ đám mây này không ngờ lại đang thật sự chậm rãi lưu động giống như nàng khoác cả áng mây lên thân mình nàng giống như nữ thần trong tranh đẹp đến kinh tâm động phách không chút khiếm khuyết chỉ có sắc mặt thoáng hiện vẻ xa cách lạnh lùng nam tử bên phải lại có bả vai cực rộng hai tay rất lớn áo choàng và mái tóc đều đen như thác nước khăng khăng hai hàng lông mày lại trắng toát cắm nghiêng vào trong mái tóc đen phụ trợ khiến đôi mắt sáng càng thêm phần rõ nét dung mạo của hắn không thể nói là anh tuấn song tuyệt đối có thể lưu lại cho người ấn tượng vô cùng khắc sâu, tự mang một cỗ mị lực nhất ngôn cửu đỉnh, quát tháo thiên hạ. Hai nhân vật thần bí giống như mang theo từng vòng từ trường mãnh liệt, bao phủ toàn bộ tu sĩ cao giai ở đây, khiến mọi người nảy sinh áp lực vô biên, thậm chí trong thoáng chốc hoảng hốt, Lý Diệu bất thần nhớ lại cảm giác rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Đao Bành Hải, ở trường cấp 2 Xích Tiêu lúc hắn còn là thiếu niên. Hắn đã rất lâu không có cảm giác kính ngưỡng núi cao như thế rồi. Hiện tại mà nói thì đều là người khác ngẩng cổ lên nhìn hắn ngưỡng mộ. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, cơ hồ muốn rên rỉ ra tiếng, thân phận hai nhân vật thần bí này đã quá rõ rồi. Quả nhiên, Hàn Bạt Lăng sau phút rung động tức thì rút lui hai bước, che ngực, không thể tin vào mắt mình, gầm nhẹ nói, sư, sư tôn. Ở bên kia, biểu tình của tề trung đạo cũng vô cùng cổ quái. Hoặc nói cách khác, trước giờ Lý Diệu chưa từng thấy được gương mặt điểm tĩnh, thiết diện vô tư kia lại có vẻ kích động, trong kích động mang theo một tia nghi hoặc, trong nghi hoặc mang theo vài phần, ngượng ngùng như thế. Vu, Vu Đại Tỷ, là ngươi. Tề Trung Đạo bất ngờ dùng một xưng hô rất là cổ quái, đi tới nữ tử phẳng phất bước ra từ trong ánh trăng kia, thẳng thốt nói. Hai nhân vật thần bí một mực ẩn núp sâu trong hắc khô lâu cự thần binh, thời khắc mấu chốt nhiễu loạn thần hồn lôi vân tiên quân, sáng tạo cơ hội cho Lý Diệu và mọi người, không ngờ lại là hai đại hóa thần, trăm năm trước tiến hành quyết đấu trong vĩnh dạ băng nguyên, sau đó mất tích thần bí, vu tùy vân và mông xích tâm. Đến đây, ba đại biến số lý diệu chú ý nhất trong chuyến đi tiên cung lần này, Long Dương Quân, bộ đội đặc chủng đế quốc và hai đại hóa thần, rốt cục đã xuất hiện toàn bộ. Chẳng qua, nói bọn họ là hai người, vậy cũng không thật sự chính xác. Bọn hắn rõ ràng đã không còn thật thể, mà dùng thần hồn và linh năng ngưng kết lại. Chỉ có điều cảnh giới hóa thần có thể điều động và khống chế linh năng, vô cùng mạnh mẽ, phảng phất trình hiện ra thân thể máu thịt sống động như thật. Song về thực chất thì vẫn là quỷ tu, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự xuất hiện của hai đại hóa thần Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm, quả như một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, khiến cho phần đông tu sĩ cao dai nhao nhao hít sâu một hơi khí lạnh, kinh ngạc vô cùng. Tạm thời không nói hai đại hóa thần, rốt cục tại sao lại xuất hiện trong tiên cung thần bí, cũng không nói bọn tại sao bọn hắn lại chuyển hóa thành quỷ tu, con dấu kín trong vân tần kim nhân, hệt như ngay từ vừa bắt đầu đã đào sẵn bẫy dập cho lôi vân tiên quân chỉ nói thân phận và quá khứ trước đây của hai người bọn họ, rõ ràng là cừu địch không đội trời chung, làm sao giờ lại vai sóng vai đứng chung một chỗ. Trăm năm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hai quỷ tu thần bí khó lường này có thật sự là vu tùy vân và mông xích tâm. Đáy lòng tất cả mọi người không khỏi đều hiện lên cùng một nghi vấn. Mông xích tâm là tu sĩ thiên tài xuất sắc nhất trên đại thảo nguyên U Vân, mấy ngàn năm qua. Mấy trăm năm trước, thế lực U Vân quỷ tần còn chưa xuất hiện, trên đại thảo nguyên U Vân Hỗn tạp rất nhiều bộ lạc và một số tông phái, cũng không có quân đội và cơ cấu chính trị thống nhất, tương tự như Vu Nam Ngũ Lộ, đều được xem là phiên thuộc của Đại Càn Vương triều. Tuy tu sĩ thảo nguyên kiệt ngao không thuần, càng thêm khó chơi hơn Sa tu sĩ Vu Man, chẳng qua trong lòng bọn họ, Đại Càn tu chân giới vẫn cứ là tồn tại như mặt trời ban trưa, không thể chống lại, mặc dù những chuyện như cướp bóc quy mô nhỏ, âm thầm tập kích thương đội Đại Càn vẫn thường phát sinh, song rốt cuộc vẫn không dám công nhiên dơ cờ phản loạn. Mông xích tâm ngang trời xuất thế đã thay đổi hết thảy. Nghe nói hắn đào móc ra rất nhiều bí bảo còn sót lại của biên hoang vương triều, mấy vạn năm trước từng nhập chủ trung nguyên ở sâu trong thảo nguyên. Bản thân hắn cũng là thiên tài tu luyện tư chất kinh người đúng thời mà sinh. Dùng 50 năm ngắn ngủi liền dung hội quán thông hết thảy công pháp và thần thông phức tạp truyền lưu vài vạn năm trên thảo nguyên, lại đi vu tồn tinh tiến hành cải tiến, được xưng là tập 800 thần thông lên thân mình. Ngay lúc đó U Vân Đại Thảo Nguyên và Đại Càn Vương Triều chưa triệt để trở mặt, tu chân giới hai bên vẫn còn trao đổi, giúp nhau đấu đạo là chuyện hết sức bình thường. Đấu đạo trước đây thường thường đều là tu sĩ đại càn nhẹ nhàng chiến thắng, tu sĩ man di tứ phương thảm bại mà về. Đại càn chính dựa vào vũ lực vô địch tu chân, giới mới có thể chỉ dựa vào chút ít biên quân mà chấn nhiếp được tứ phương. Mông xích tâm sau khi đánh khắp thảo nguyên vô địch thủ liền xuôi nam trung nguyên, quang minh tránh đại phát động khiêu chiến với cao thủ sáu đại phái. Trên lôi đài hắn liên tiếp đánh bại 18 tên siêu cấp cao thủ uy phong, của sáu đại phái, nhất thời chấn động thiên hạ, danh tiếng nổi như cồn, cũng khiến cho tu sĩ man hoang, tứ phương nảy sinh hoài nghi đối với thực lực tu chân giới trung nguyên, bởi vậy gieo xuống hạt giống phản loạn sau này. Nếu chỉ là mấy lần thắng lớn trên lôi đài, thì chưa đủ để thành tựu uy danh vô địch cho mông Xích Tâm. Sau khi liên tiếp đánh bại 18 tên cao thủ sáu đại phái, hắn lại tràn chọc đi tới phía Nam đại càn hòng khiêu chiến càng nhiều cao thủ, nhưng nửa đường thì bị mấy trăm tu sĩ thần bí vây công. Kết quả, mấy trăm tu sĩ kia vẫn không thể lưu lại mông xích tâm, bị hắn ra mở một con đường máu, trốn vào trong thập vạn đại sơn phía nam đại càn. Mấy trăm tu sĩ đuổi theo vào núi rừng rậm rạp, lại gặp phải đại đồ sát kinh khủng trước nay chưa từng thấy. Mông xích tâm lợi dụng hoàn cảnh núi cao rừng sâu, hang hóc liên hoàn, quần nhau dòng rõ mấy tháng với trên trăm tu sĩ, cuối cùng hắn giết chết gần trăm người trong đó, ngây ngang rời đi, quá quan trảm tướng, thuận lợi trở về đại thảo nguyên U Vân. Việc này truyền ra, Ai nấy đều xôn xao. Dù không một tông phái nào nguyện ý thừa nhận, nhưng đưa mắt khắp thiên hạ, mọi người đều biết, đây nhất định là do Tu chân giới Trung Nguyên với Lục Đại phái cầm đầu làm ra. Tu vi không bằng người thì cũng thôi, đằng này còn làm ra hành vi hèn hạ vô sỉ như vậy. Mà làm ra hành vi hèn hạ vô sỉ như vậy thì cũng thôi, đằng này còn thất bại thảm hại. Mấy trăm tu chân giả vây công một người, không ngờ bị đối phương giết chết gần trăm người sau đó nghênh ngang rời đi. Mặt mũi tu chân giới Trung Nguyên đúng là bị mất sạch trận chiến đó là bước ngoặt cực thịnh chuyển suy của tu chân giới đại càn. Trước trận chiến này, tu sĩ Man Di Tứ Phương, hoặc nhiều hoặc ít còn bảo trì vài phần kính sợ đối với tu chân giả, đối với sáu đại phái, triều đình và tu chân giới đại càn, làm việc luôn có vài phần cố kỵ, không dám liều lĩnh tùy ý làm sằng. Sau trận chiến này, bộ mặt miệng cọp gan sứa của tu chân, giới đại càn hiện ra rõ mồn một trong mắt thiên hạ, từ đó về sau thiên hạ dung chuyển, gió nổi mây vần, những kẻ dã tâm bừng bừng nhao nhao trồi lên mặt nước, nổi sóng nổi gió đẩy đại càn tới vực sâu trận chiến này còn dẫn phát hai sự kiện không ngờ ảnh hưởng sâu xa đến cách cụ thiên hạ ngày sau thứ nhất thanh danh mông xích tâm lan truyền nhanh chóng sau trận chiến trong thập vạn đại sơn được xưng lăng thần nhất thời vô số anh hùng hào kiệt trên thảo nguyên dồn dập tới đầu trong đó có một tên thiếu niên lúc ấy xuất thân từ trong tiểu bộ lạc địa vị không cao hơn nô lệ là bao tên là phá lục hàn bạt lăng lúc ấy mặc ai đều không thể tưởng tượng được thiếu niên gầy như que củi, trầm mặc ít nói, chỉ biết chăn ngựa này, sau vài chục năm ngao luyện lại trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của mông xích tâm. Đồng thời sau khi mông xích tâm biến mất trăm năm, hắn đã thống nhất toàn bộ thảo nguyên, đổi tên Hàn Bạt Lăng, thành lập chế độ bát bộ, dùng một loại phương thức khác càng thêm mạnh mẽ, phát động khiêu chiến với đại càn đang mưa gió phiêu diêu. Thứ hai, ngay lúc đó trong tu chân giới trung nguyên cũng có một tồn tại giống như tể trung đạo, tương tự minh chủ tu chân giới. Thời điểm đó, minh chủ tu chân giới xuất thân từ đại phái số một thiên hạ thái huyền đạo tên là thạch tông nguyệt nghe nói trận chiến vây quét mông xích tâm ở thập vạn đại sơn là do thạch tông nguyệt một tay bày ra tự thân thực thi chân tướng việc này rốt cục thế nào trăm năm sau sớm đã không thể khảo chứng chẳng qua gần trăm tên tu sĩ cao giai chết thảm nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm nếu thạch tông nguyệt đã là minh chủ tu chân giới vậy hắn chính là đối tượng đương nhiên phải nhận tiếng xấu này Tóm lại, ngay không lâu sau khi cuộc chiến trong Thập Vạn Đại Sơn kết thúc, minh chủ tu chân giới Thạch Tông Nguyệt, trong một lần bế quan tu luyện đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người chết hết nợ, xong xuôi mọi chuyện, chân tướng cuộc chiến Thập Vạn Đại Sơn triệt để tan biến theo gió rồi, tất cả những người biết chuyện đều kín miệng như bưng, phảng phất chưa từng xảy ra trường chém giết kia. Từ đó về sau tu chân giới trung nguyên gió êm sóng lặng, hoặc nói cách khác là vạn mã im tiếng trong suốt mấy chục năm. Mông Sích Tâm cũng vội vã chỉnh hợp thế lực thảo nguyên, tiếp tục tinh luyện và cải tiến 800 thần thông, không hề mạo muội phát, động khiêu chiến với Trung Nguyên. Mấy chục năm sau, chân tướng cuộc chiến ở Thập Vạn Đại Sơn hoàn toàn bị cắt sỏi thời gian chôn vùi, tu chân giới Trung Nguyên cũng đang đắm chìm trong bầu không khí dối mình gạt người kia, thì từ trong mộ địa minh chủ tu chân, giới Thạch Tông Nguyệt sớm đã hoang vu bỗng đi ra một người. Một nữ nhân mang theo kiếm hoa trong gương, trăng trong nước của Thạch Tông Nguyệt. Quá phụ Thạch Tông Nguyệt, Vu Tùy Vân thẳng đến khi Vu Tùy Vân cũng như mông sích tâm xưa kia, dùng kiếm hoa trong gương, trăng trong nước liên tục đánh lật hai mươi mấy tên cao thủ lục đại phái, toàn bộ tu chân giới mới phát hiện, nàng không ngờ lại là một cao thủ hóa thần thâm bất khả chắc, khủng bố đến cực điểm. Không ai biết, rốt cục Vu Tùy Vân tại sao phải khiêu chiến cao thủ sáu đại phái, thậm chí bao gồm cả thái huyền đạo của chính mình đều không ngoại lệ. Hành động của nàng sớm đã vượt ra khỏi phạm vi đấu đạo, ở trên lôi đài, dù là mặt đối mặt với tu sĩ đồng môn Thái Huyền Đạo, nàng cũng ra tay vô cùng hung mãnh lăng lệ không lưu nửa điểm dư địa thương nặng không ít cao thủ chỉ là những cao thủ bị nàng trọng thương đều không có nửa câu chấn vấn hay phàn nàn phẳng phất lòng dạ biết rõ tại sao nàng lại tìm tới tới lúc ấy rất nhiều người mới lần nữa nhớ lại trận chiến thập vạn đại sơn ngày xưa dần dần có tin đồn truyền ra nói trận chiến ngày xưa thật ra không liên quan gì đến thạch tông nguyệt thuần túy là đám người mặt dưới tự chủ trương muốn bắt mông xích tâm để khảo vấn bí pháp thần thông truyền lưu vạn năm trên thảo nguyên kết quả biến khéo thành vụ, sau khi tạo thành thảm kịch không cách nào thu thập lại muốn Thạch Tông Nguyệt đứng ra chịu trách nhiệm. Thạch Tông Nguyệt bị những người này chọc tức đến độ thần hồn bất ổn, cuối cùng mới tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử trong lúc tu luyện. Cho nên, Vu Tùy Vân đằng đằng sát khí tìm tới cửa, những cao thủ sáu đại phái thẹn ở trong lòng kia, dù bị nàng đánh cho đứt gân gãy xương, tu vi đại ngã cũng không dám có nửa câu oán hận. Chẳng qua việc này lại chưa bao giờ được Vu Tùy Vân chứng thực. Bởi vì sau khi quét ngang sáu đại phái, cường giả hóa thần này liền trực tiếp bắc thượng tới đại thảo nguyên u vân đi tìm mông xích tâm có lẽ nàng muốn một bước truy vấn chân tướng trận chiến thập vạn đại sơn mấy chục năm trước hoặc có lẽ nàng cho rằng trong cái chết của chồng mình thạch tông nguyệt mông xích tâm cũng phải chịu một phần trách nhiệm hoặc có lẽ nàng tùy oán hận đám người làm sằng làm bậy trong sáu đại phái nhưng lại kế thừa di trí chồng mình không thể không nâng lên đại kỳ của tu chân giới trung nguyên trong mấy chục năm qua dưới sức hiệu triệu vô địch từ uy danh của mông xích tâm thực lực chọn cả đại thảo nguyên u vân đã bành trướng kịch liệt ẩn ẩn có xu thế quật khởi nếu không triệt để áp chế cỗ khí diễm này xuống có lẽ không cần đợi đến hàn bạt lăng hiện tại mà đã hoàn thành thiên mệnh thay chiều hoán đại ở trong tay mông xích tâm toàn bộ cổ thánh giới chỉ còn lại hai đại hóa thần là mông xích tâm và vua tùy vân mà hai đại hóa thần này lại ở hai trận doanh bất đồng và chạm giữa bọn hắn là điều không thể tránh né trận chiến ấy xảy ra ngay sâu trong vĩnh dạ băng nguyên ai cũng không biết kết quả trận chiến thế nào, chỉ biết sau 10 ngày 10 đêm gió lốc và bão tuyết liên tục không ngừng, Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm đồng thời biến mất sâu trong băng nguyên, trăm năm sau đó không ai có tin tức gì về bọn hắn. Thẳng tới hôm nay, hai người dùng thân phận quỷ tu thần bí khôn lường, vai sóng vai xuất hiện trước mặt mọi người. Sư Tôn, hết thảy điều này rốt cục là chuyện gì, lão nhân ra ngài không vẫn lạc, sao trăm năm qua mãi vẫn lặng không tiếng thở. Hàn Bạt Lăng cung kính hỏi thái độ tuy kính cẩn nghe lời, nhưng ngôn từ vẫn rất sắc bén, hiển nhiên không vì thân phận của đối phương mà đánh mất cảnh giác. Dù là thầy trò. Vậy thì đã sao? Trăm năm qua đi, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vu đại tỷ, mông xích tâm chính là họa lớn trong lòng đại càn ta. Tại sao ngài lại kề vai sát cánh cùng người này? Hơn nữa các ngươi còn ẩn núp trong vân tần kim nhân. Chẳng lẽ sớm đã biết rõ chúng ta sẽ xuất hiện ư? Tề Trung Đạo cũng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nhíu mày nhìn Vu Tùy Vân nói, Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm nếp nhau, thản nhiên nói, hai người chúng ta đã chọn dùng mặt thật hiện thân trước mắt chư vị, tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng hết thảy trải nghiệm suốt 100 năm qua, cùng với nguy cơ diệt thế mà cổ thánh giới đang rất có khả năng phải đối mặt, sau đó mọi người sóng vai dắt tay, cộng đồng vượt qua cửa ải này. Tin tưởng chờ chư vị nghe xong chúng ta giải thích hết thảy liền sẽ biết, chúng ta có thể buông thủ hận và mâu thuẫn, kề vai chiến đấu là điều hết sức bình thường. Nàng chỉ chỉ lôi vân tiên quân đang bị hơn 10 đạo cấm chế bất đồng, do đám siêu cấp nguyên anh tể trung đạo, khống chế trói gô lại, nói, vô luận người. Này có thật là tiên nhân hay không, chỉ ít có một câu nàng không nói sai, khi các ngươi thực sự hiểu rõ về tồn tại tiên giới, biết được tiên giới bao la cỡ nào, liền sẽ phát hiện, hết thảy yêu hận tình thù ở thế tục giới đều chẳng đáng là gì. Không những ta và mông xích tâm, mà ngay cả các ngươi đều không cần ôm theo thù hận và mâu thuẫn trước kia. Lời này vừa ra, ai nấy đều xôn xao. Chẳng đáng là gì, tề trung đạo cả giận thanh sắc câu lệ chất vất vu đại tỷ ngài có ý gì ân oán trăm năm mâu thuẫn như trời với đất giữa đại càn chúng ta và u vân quỷ tần chẳng lẽ đều không đáng là gì hàn bạt lăng cũng trợn trừng mắt nhìn chằm chằm mông xích tâm gần từng chữ nói sư tôn trăm năm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì ngày xưa ngài chính là lang thần thảo nguyên trước nay vẫn luôn coi đà đào đại càn giúp thảo nguyên quật khởi là nhiệm vụ của mình thích trường thắng và vạn minh châu càng là trăm miệng một lời kêu nói buông bỏ thù hận và mâu thuẫn với đám đạo mạo ngạn nhiên nam trộm nữ xuống kia ư làm sao có thể đừng có tự mình đa tình ăn mày ba tiểu ngọc nhe răng trợn mắt nhổ nước miếng về phía thích trường thắng và vạn minh châu ai nói muốn buông bỏ thù hận với các ngươi lại đây thả phất trần xuống ăn mày tùy thời phụng bồi không sai phượng hoàng đế nghiến răng nghiến lợi hai mắt đỏ rực hung hăng trừng nhìn hàn bạt lăng thích trường thắng vạn minh châu vương hỉ thậm chí là cả mông xích tâm Xiết nắm tay lại nói, trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ từng người các ngươi. Ai muốn nhúng tay giang sơn đại càn, trẫm nhất định sẽ ngũ lôi chu diệt, nghiền thành bột phấn, chọn đời không được siêu sinh. Bệ hạ, ngài nói ít thôi. Long Dương Quân khoanh hai tay, dựa lưng lên chân một bộ cự thần binh, lạnh lùng nói, đây là nơi người lớn thảo luận đại thế thiên hạ. Bệ hạ trẻ người non dạ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lão nô cho rằng, bệ hạ tốt nhất nên im lặng ngồi bên, khiêm tốn thỉnh giáo là được. Ngươi phượng hoàng đế hận không thể trực tiếp nuốt sống long dương quân vào bụng số đông siêu cấp nguyên anh hai phái chính tà lập tức dương cung bạt kiếm linh diễm tăng vọt trận tuyến thống nhất mới vừa được kết thành bởi sự xuất hiện của lôi vân tiên quân lập tức sụp đổ trường diện hỗn loạn vô cùng lý diệu âm thầm kêu khổ trong lòng mẹ nó chuyện quái quỷ gì thế này ánh mắt quét qua phát hiện yến ly nhân vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy không khỏi thoáng thở phào một hơi rốt cục vẫn có người đủ lý trí đủ tỉnh táo bên tai bỗng chuyển đến tiếng truyền âm nhập mật của Yến Ly Nhân, Linh Thú Đạo hữu. hai tên Hóa Thần Lão Quái này hình như đều đã mất đi thân thể, biến thành quỷ tu, tu vi bọn hắn nhất định giảm mạnh, không cách nào giữ được trạng thái Hóa Thần Cảnh đỉnh phong. người nói xem, nếu ngươi phụ trách hấp dẫn chú ý của bọn hắn, còn ta đột nhiên ra tay, liệu có khả năng chém dụng hai người bọn hắn không? Lý Diệu, A Di Đà Phật, ngoại trừ Lý Diệu và Yến Ly Nhân ra, Khổ Thiền Đại Sư cũng giữ được tâm thái bình thản tuyên đọc một tiếng phật hiệu hướng mông xích tâm và vu tùy vân thi lễ nói hai vị thí chủ bần tăng là người ngoài lục căn thanh tịnh không có ân oán cừu hận hay mâu thuẫn gì với chư vị thí chủ chẳng qua vừa rồi nghe vu thí chủ nói tiên giới kia thật sự tồn tại vấn đề này đã hỏi tới trọng điểm thoáng cái khiến chàng diện sôi trào bình tĩnh lại không sai mâu thuẫn và thù hận giữa các bên không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết nhưng sự tồn tại của tiên giới và tiên nhân lại liên quan đến tương lai tất cả mọi người đặc biệt là vu tùy vân và mông xích tâm còn khăng khăng nói cổ thánh giới sắp đối mặt nguy cơ diệt thế đây rốt cục là chuyện gì tiên giới đương nhiên tồn tại tên lôi vân tiên quân lai lịch thần bí này cũng có thể xem là tiên nhân mông xích tâm chậm rãi quét mắt nhìn quanh một lượt lập tức liền dùng khí trường bản thân chấn áp cục diện khiến tất cả kim đan và nguyên anh đều sinh ra cảm giác như ngầm mình trong nước đá quên đi thù địch mông xích tâm không nhanh không chậm nói chẳng qua cái gọi là tiên giới và tiên nhân có lẽ không giống như chúng ta tưởng tượng trước kia không phải là một mảnh thiên địa càng cao cấp hơn cổ thánh giới mà càng giống một mảnh thế giới mới rộng lớn bao bọc bên ngoài cổ thánh giới bên ngoài cổ thánh giới thiên địa càng thêm bao la toàn bộ thổ dân cổ thánh giới đều thất kinh ngơ ngác nhìn nhau lời này đúng là lần đầu tiên nghe thấy chỉ có lý diệu nhân lúc mọi người không chú ý thoáng trao đổi ánh mắt cùng long dương quân hắn âm thầm may mắn vừa rồi lúc thương nghị kế hoạch cùng Long Dương quân vẫn giữ tỉnh táo, thẳng đến cuối cùng đều không bộc lộ lá bài tẩy của mình. Hai đại hóa thần không ngờ đều đoán ra được sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Hơn nữa nhìn cách bọn hắn đối phó số đông thổ dân bất chung với cổ thánh giới, cũng như thủ đoạn lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán với nữ đặc vụ Đế quốc Lôi Vân Tiên Quân, hiển nhiên là đều ôm lấy địch ý rất sâu với người ngoài hành tinh. Nếu vừa rồi Lý Diệu lộ ra bí mật mình đến từ ngoại vực, chỉ sợ lúc này cũng sẽ như Lôi Vân Tiên Quân bị trá gô biến thành tù nhân mặc người chém giết. Ta và Vu Tùy Vân phỏng đoán qua, quy mô tiên giới tối thiểu phải gấp vạn lần toàn bộ cổ thánh giới, các loại trí bảo tiên gia, cường giả tiên giới, cùng với thế lực tiên giới tuyệt cường đều là tầng tầng lớp lớp, xa xa vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Mông Sích Tâm liên tục cười khổ nói, chỉ nhìn tên Lôi Vân Tiên Quân này là biết, nàng một thân một mình mà vẫn có thể khống chế một hoàng tử đại càn làm con rối, thậm chí nâng đỡ vị hoàng tử này lên bảo tọa cửu vũ chí tôn, suýt nữa lật đổ chọn cả cổ thánh giới một tên tiên nhân đã có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như thế. Nếu có 10 tên, 100 tên, 1.000 tên tiên nhân cùng lúc hàng lâm, nói nguy cơ diệt thế chẳng lẽ có gì quá đáng. Ai nấy đều sợ hãi cả kinh, giống như bị nước đá xối lên đầu, vẻ hưng phấn khi bắt được lôi vân tiên quân vừa rồi đều quét sạch. Không sai, lôi vân tiên quân tuy lẻ loi một mình, nhưng nàng hẳn phải có sư môn và lai lịch chứ, thế lực ẩn núp sau lưng nàng rốt cục khổng lồ cỡ nào, cổ thánh giới có thể ngăn cản được ư. Nếu nói cổ thánh giới là một hòn đảo nhỏ, như vậy tiên giới bao bọc bên ngoài chúng ta là một hải dương bao la vô tận. Vu Tùy Vân khẽ thở dài một tiếng nói, nếu nói cổ thánh giới là một con chuột, như vậy tiên giới chính là một con hung thú hồng hoang cao tới vài trăm mét. Còn chúng ta, chẳng qua là bọ chết trên thân con chuột mà thôi. Trước đây, các ngươi đều cho rằng cổ thánh giới là tồn tại độc nhất vô nhị trong tinh hải, là thiên hạ trí cao vô thượng, vì tranh đoạt thiên hạ mới cuộn lên muôn vàn ân oán, vạn ngàn cừu hận, mâu thuẫn không dứt. Chẳng qua, nếu ta nói cho các ngươi biết, cái gọi là cổ thánh, giới chẳng qua là một nơi hẻo lánh không người để ý trong khắp tinh thần đại hải. Thế giới như cổ thánh giới, ở bên ngoài còn có ngàn ngàn vạn vạn, thậm chí có thế giới còn khổng lồ gấp trăm, linh khí dồi dào gấp trăm. Tiên nhân ở những thế giới đó chẳng cần tốn mấy sức lực, cũng có thể nghiền chết chúng ta. Thử hỏi, vậy thì chúng ta tranh đấu còn có nghĩa lý gì không? Chúng ta giống như dế mẻ nuôi trong chậu, vì mấy hạt gạo và giọt nước mà chém giết lẫn nhau, người chết ta sống, trong khi bên ngoài những tiên ma và thần phật không cách nào tưởng tượng kia chính đang buồn chán nhìn chúng ta biểu diễn đấy chính là cừu hận chẳng chút nghĩa lý giữa chúng ta ta và mông xích tâm dùng vài chục năm mới hiểu được điểm này sau đó liền buông xuống hết thảy cừu hận và mâu thuẫn khi trường cảnh tinh thần đại hải thực sự hiện ra tại trước mắt chúng ta cừu hận và mâu thuẫn ngày xưa đều thành thứ không đáng nhắc tới chỉ có một việc đáng để chúng ta cũng đáng để các ngươi thịt nát xương tan trả giá hết thảy đi truy tầm đi phấn đấu đi thực hiện lời này khiến mọi người nghe mà triệt để choáng váng lý diệu hít sâu một hơi tiến lên một bước ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai đại hóa thần trầm giọng hỏi chuyện gì sống sót mông xích tâm thâm trầm nói làm sao để cho chúng ta để cho cổ thánh giới chúng ta tiếp tục sống sót trong tiên giới nguy cơ tứ phía thần bí khôn lường tề trung đạo hàn Bạt lăng ba tiểu ngọc thích trường thắng linh thú thượng nhân vu tùy vân đọc tên tam thánh tứ hung lý diệu và khổ thiền đại sư thoáng trầm ngâm một lát rồi chuyển mắt về phía phượng hoàng đế ngươi là đương kim thiên tử đại càn tuy tu vi và tâm tính đều hơi kém một chút chẳng qua ngươi đã có liên quan tới tiên nhân vậy thì tính cả ngươi luôn mười người các ngươi hẳn là mười đại cao thủ tu vi cao nhất thế lực khổng lồ nhất ở cổ thánh giới hiện giờ mà vừa rồi ta và mông xích tâm lặng lẽ quan sát thấy đạo tâm các ngươi cũng đều kiên định không bị tiên nhân mê hoặc hiểu được nguy cơ trước mặt thì phải lập tức buông bỏ thù hận nhất trí đối ngoại cùng nhau chống chọi cường địch tu vi, tâm tính, mưu lược, năng lực ứng biến, của người người các ngươi đều miễn cưỡng đủ để cùng hai người chúng ta bàn bạc đại kế, thăm dò ứng nên phải làm sao để cứu vớt cổ thánh giới. Hiện tại, trước thu lại cục diện dương cung bạt kiếm bên ngoài, để tất cả mọi người ngưng rằng co, trước tạm ổn định lại trong chiếc chiến hạm này. Sau đó, chúng ta sẽ dẫn bọn người đi nhìn một nơi, giải thích 100 năm qua trên người chúng ta rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nói cho các người biết, thế giới thực sự rốt cục hắc ám và khủng bố đến cỡ nào truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Đại Hùng, còn cả chư vị nữa. Mông xích tâm nhìn mặt bắt chuyện, biết rõ mọi người còn chưa hoàn toàn tin tưởng lời hai người bọn họ. Bèn thản nhiên nói, nếu các ngươi hoài nghi ta hai chúng ta có mưu đồ nào khác, vậy thì không cần, nếu chúng ta thật sự có giáp tâm khác, thì đã không đi ra từ trong vân tần kim nhân. Với hình thái hiện nay của hai chúng ta, cứ không chút phòng bị xuất hiện, trước mặt chư vị vốn đã là một chuyện cực kỳ nguy hiểm điều này cũng đúng tuy hóa thần lão quái có thể sơ bộ linh năng hóa thần hồn và ý chí tạm thời thoát khỏi trói buộc của nhục thân ngao du giữa thiên địa đối với các loại can nhiễu từ bên ngoài như phóng xạ và linh từ đều có được sức chống cự tương đối nhưng thân thể rốt cục vẫn là chỗ dựa mạnh nhất của nhân loại dù là hóa thần lão quái cũng không thể ly khai thân thể trong thời gian dài một khi thân thể tổn hại hóa thành quỷ tu cảnh giới hóa thần lão quái nhất định sẽ bị ảnh hưởng Tu vi giảm mạnh, sức chiến đấu rất có khả năng hạ xuống đẳng cấp nguyên anh. Trừ phi bọn hắn làm được như là Thiên Hạ Vạn Quỷ chi mẫu Vạn Minh Châu, chuyên tu âm quỷ tứ ngược. Nhưng như thế lại xung đột cùng tuyệt thế thần thông bọn họ tu luyện khi còn sống, trong tình thế không có thân thể ổn định, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma sẽ tăng cao, là hành vi được không bù mất, nguy hiểm vô cùng. Nói tóm lại, hai tên quỷ tu hóa thần kỳ này cảnh giới mặc dù cao, nhưng nếu thực sự động thủ, sức chiến đấu chưa hẳn đã mạnh hơn đám siêu cấp nguyên anh ở đây bao nhiêu. Một khi ba năm tên siêu cấp Nguyên Anh đồng loạt xông lên, bọn hắn rất có khả năng không ngăn cản nổi. Nếu bọn hắn đã có thể liên thủ điều khiển Vân Tần Kim Nhân, vậy thì hoàn toàn có thể một đường nghiền áp, tựa hồ không cần phải bốc lên phong hiểm, chui ra từ trong Vân Tần Kim Nhân để chơi âm mưu quỷ kế gì cả. Bọn hắn đã chọn cách dùng hình thái suy yếu nhất đối mặt mọi người, không thể nói là không hề có thành ý. Đám đông trụ đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Lý Diệu mắt lạnh bảng quan, xa vào suy tư, vẫn là câu nói kia, nếu đây là một bẫy dập, vậy thì không khỏi quá tinh xảo, hắn có mắc mưu cũng là chuyện bình thường. Huống hồ ở đây có hai đại hóa thần nhìn chằm chằm, bảy tám tên siêu cấp nguyên anh còn lại thì gầm ghè nhau, mình cũng không thể bạo lộ thân phận, thừa nhận bản thân là người ngoài hành tinh được. Một tên người ngoài hành tinh khác là Lôi Vân Tiên Quân, còn đang bị trói gôi như bánh trưng kia kìa. Lý Diệu không biết những thổ dân cổ thánh giới liệu có để ý giữa những người ngoài hành tinh, cũng sẽ có khác biệt nào không, xem ra, tựa hồ chỉ có thể nước đi một bước nhìn một bước, xem xem trong hồ lô của hai gã hóa thần này rốt cục bán thuốc gì. Mông xích tâm là sư tôn của Hàn Bạt Lăng, giữa Vu Tùy Vân và Tề Trung Đạo cũng có quan hệ rất sâu xa phức tạp. Dưới ảnh hưởng của hai người bọn họ, đám đông rất nhanh liền tiếp nhận đề nghị của hai đại hóa thần. Hai đại hóa thần, người đại siêu cấp Nguyên Anh đều quyết định, số Kim Đan và Nguyên Anh kỳ còn lại tự nhiên không lời để nói, ngoan ngoãn nghe theo bọn hắn hiệu lệnh. Đám đông dùng trọn vẹn hai canh giờ, rốt cục xử lý xong cục diện hỗn loạn bên ngoài. Có những tuyệt thế cao thủ này chấn áp, đám tu chân giả dương cung bạt kiếm bên ngoài rốt cục không gây ra nhiễu loạn gì, quá lớn. Hai đại hóa thần hết sức quen thuộc đối với kết cấu bên trong chiến hạm nữ oa, điểm ra mấy khoang cực kỳ rộng rãi cho số đông tu chân giả nghỉ ngơi. Những khoang này vốn cung cấp cho cự nhân cao hơn 10 mét, 20 mét sử dụng, đám tu chân giả thuộc các thế lực bất đồng tiến vào trong đó, đều có được không gian riêng, có thể nước sông không phạm nước giếng, tạm thời duy trì hòa bình. Mười người các ngươi theo chúng ta, chúng ta sẽ nói rõ chân tướng cho các ngươi biết. Vu Tùy Vân và Mông Sích Tâm chậm rãi tiến vào sâu trong chiến hạm nữ oa, đám người Lý Diệu vội vàng theo sát phía sau. Chiến hạm nữ oa cắm nghiêng vào lòng đất như một ngọn thương, đầu dưới chân trên, cho nên càng đi vào sâu bằng với thẳng tiến tới vị trí hạm thủ. Hai đại hóa thần trôi lơ lửng đi qua hàng lang quanh co, lắt léo, thật không khác gì hai u hồn dẫn người tên siêu cấp nguyên anh vào cửu u hoàng tuyền, bầu không khí vô cùng ngưng trọng quỷ bí. Vu Tùy Vân chậm rãi nói, 100 năm trước, ta và mông xích tâm vì giải quyết ân oán, cũng là để giải quyết phân tranh giữa đại càn và thảo nguyên, bèn quyết một trận tử chiến sâu trong vĩnh dạ băng nguyên. Quá trình trận chiến ấy kinh tâm động phách thế nào thôi không cần nói nữa. Tóm lại, linh diễm trên thân hai người chúng ta kích đãng, khiến tầng băng nhìn tưởng, như không thể phá nổ tung ra một đạo khe hở sâu không thấy đáy, giống như khe hở khiến các ngươi ngã xuống đây vậy, chỉ là quy mô không lớn như vậy mà thôi bằng tu vi hai người chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dàng rơi vào băng cốc, chẳng qua chúng ta lại đều cảm giác được sâu. Trong băng cốc khảm nạm một tồn tại vô cùng cổ quái, như là một kiến trúc cực lớn hoàn mỹ không tì vết, chính là chiến hạm trong tầng băng này. À, các ngươi gọi nó là tiên cung. Cũng đúng, hai người chúng ta mới đầu cũng cho rằng nó là di tích động phủ tiên nhân, lưu lại từ thời đại hồng hoang. Tu vị ta và mông xích tâm tương tự nhau, lúc ấy đã kịch chiến 300 hiệp, người này cũng không làm gì được người kia thật muốn quyết chiến sinh tử e là còn phải kéo dài thêm 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa ân oán cá nhân giữa hai chúng ta cũng không sâu, tiên phu Thạch Tông Nguyệt không phải chết trên tay hắn, chúng ta tranh đấu với nhau chẳng qua là vì tranh vận số, tranh tính chính thống của đại càn và thảo nguyên thôi. Mâu thuẫn như vậy không đủ khiến chúng ta đánh mất thần trí, tầng băng tiên cung xuất hiện khiến chúng ta chấn động, đều nghĩ vạn nhất vật ấy nằm trong tay thế lực của mình thì sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích. Chúng ta đương nhiên không muốn đối phương độc bá tiên cung, lại lo lắng nếu cứ như vậy mà ngưng chiến, quay về viện binh, thì phe bên kia sẽ thừa hư mà vào, xâm nhập tiên cung, chuyển đi tiên gia trí bảo trong đó. Chúng ta rằng co, cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng quyết định cùng nhau tiến vào tiên cung nhìn trộm một phen, để xem trong đó rốt cục là thứ gì. Đương nhiên, khi đó chúng ta chưa hẳn không có suy nghĩ trước dụ dỗ đối phương vào trong tiên cung, rồi sao lại tùy thời nghĩ cách ra tay. Hết thảy ở trong tiên cung, bao gồm một đống thi hải tiên ma thượng cổ, mấy chục bộ vân tần kim nhân. Các ngươi đều thấy được, ngay lúc đó tự nhiên cũng khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, tấm tắc xưng kỳ. Chẳng qua, điều làm chúng ta kinh ngạc nhất chính là, phía dưới tầng băng không chỉ có một tòa tiên cung, mà từ trên hướng xuống là hai tòa tiên cung xếp chồng lên nhau. Cái gì? Tin tức kinh người này là điều ngay cả Lý Diệu cũng không biết, khiến hắn và đám Nguyên Anh còn lại không khỏi phát ra kinh hô. Nơi chúng ta đạp chân lên thật ra không phải một tòa tiên cung, mà là một chiếc chiến hạm tiên giới tương tự phi thuyền linh năng. Mông xích tâm tiếp lời, giải thích nói, tất nhiên, quy mô của nó lớn gấp mấy ngàn lần phi thuyền linh năng bình thường, cũng tiên tiến hơn vô số lần rồi, nhưng rốt cục, nó không phải một tòa kiến trúc vốn được chôn sâu trong tầng băng nham, mà là một tòa thành di động có thể bay lượn trên bầu trời bị đâm thẳng xuống, thậm chí là cố ý lao xuống mặt đất mới có thể khảm sâu đến như vậy. Mà sâu dưới lòng đất còn có một tòa cung điện khác càng thêm khổng lồ, thứ đó có lẽ mới đủ tư cách xưng là tiên cung vừa rồi chư vị đều xem qua trường diện cổ tiên ma kịch chiến đúng không? Có phát hiện tiên ma thượng cổ trên thực tế được phân thành hai đại trận doanh. Linh văn tuyên khắc trên chiến giáp của bọn hắn có phong cách hoàn toàn khác nhau, giống như là hai loại tiêu chí đặc thù. Linh văn trên chiến giáp một ít tiên ma thượng cổ thì đâu ra đấy, ngang dọc chỉnh tề, không có nửa điểm đường cong hay nếp uốn. Chúng ta không ngại xưng những tiên ma thượng cổ này là ma tộc. Ngược lại, linh văn trên chiến giáp một ít tiên ma thượng cổ khác thì quanh có khúc khuỷu, như nước chảy hay lửa cháy, không ngừng phóng xạ ra bốn phía thậm chí có phần lộn xộn mất trật tự chúng ta tạm thời gọi bọn họ là tiên tộc trong lòng lý diệu âm thầm tự nhủ năng lực tính toán và suy diễn của hóa thần lão quái quả thực không thể khinh thường dù hai tên này là hóa thần cổ đại không được tiếp nhận giáo dục hiện đại nhưng chỉ dựa vào chút dấu vết còn sót lại đã có thể nhận biết được sự khác biệt giữa bàn cổ tộc và nữ oa tộc dưới ánh mắt sáng như đốt của bọn hắn mình và long dương quân thật sự có coi chừng thế nào đều không thừa Chẳng qua, bọn hắn xưng bản cổ tộc là ma tộc, phải chăng đồng nghĩa chí ít trên lập trường bọn hắn khá là thiên hướng về phía nữ oa tộc. Vu Tùy Vân tiếp lời, nói, đến sau chúng ta dùng thời gian thật lâu, ước chừng hơn hai năm mới dần dần hiểu rõ đầu đuôi sự tình, cái cung điện ma tộc kia vốn từ đầu đã giấu sâu trong lòng đất, nhưng chẳng biết tại sao lại bị chiến hạm tiên tộc phát hiện, chiến hạm tiên tộc dường như không có thủ đoạn nào hữu hiệu để công kích cung điện, dưới đất bèn dứt khoát dùng bản thân làm vũ khí, dùng tốc độ sánh ngang với sao băng đâm thẳng xuống đất, xỏ xuyên tầng băng nham, đâm vào cung điện ma tộc. Đồng thời chiến sĩ trong chiến hạm tiên tộc cũng có thể thông qua điểm va chạm đánh thẳng vào cung điện ma tộc. Chẳng qua, đến lúc ta và Mông Xích Tâm phát hiện, thông đạo có thể tiến vào cung điện ma tộc đã bị phong ấn kín mít, bám đầy bụi bặm, xem ra đã mấy vạn năm không có người đi vào. Sau khi ta và Mông Xích Tâm thăm dò sơ bộ chiến hạm tiên tộc xong, tự nhiên chuyển rời chú ý lên cấm chế thần bí trên thông đạo bám đầy bụi bặm này. Ta và mông sích tâm đều là tu sĩ hóa thần, giữa trần thế sớm đã không còn thứ gì đáng cho chúng ta truy cầu, chỉ có những di tích thần bí có liên quan đến hồng hoang, tiên giới này mới khiến chúng ta hứng thú. Đạo cấm chế này càng thần bí, càng khó mở ra, văn tự trên đó càng mơ hồ tối nghĩa, lời cảnh cáo càng nghiêm lệ, càng khủng bố, càng dữ tợn, hứng thú của chúng ta lại càng lớn, phải muốn mở ra cho bằng được. Mò mẫm không ngủ không nghỉ suốt một tháng rốt cục ta và mông xích tâm mở ra cấm chế mở ra hàng lang thông tới cung điện ma tộc lúc ấy hai người chúng ta tự xưng là tồn tại cường đại nhất cổ thánh giới lại hồn nhiên không ngờ sâu trong cung điện dưới mặt đất của ma tộc lại sẽ có thứ hung hiểm và quỷ dị như thế đang chờ mình cuối cùng lấy một loại phương thức không cách nào tưởng tượng vứt bỏ tánh mạng trên mặt vu tùy vân hiện ra vẻ hãi hùng khiếp vía cùng hối tiếc không thôi số đông siêu cấp nguyên anh đều nhịn không được nổi cả da gà thật sự nghĩ không ra rốt cục có chuyện gì mà có thể khiến cho đường đường hóa thần 100 năm sau vẫn không cách nào giữ được bình tĩnh. Tiên cung dưới tiên cung này theo chúng ta phân tích hẳn là một động phủ bí mật của ma tộc dùng để tiến hành các loại thí nghiệm âm ngoan hung tàn trong đó. Mông Xích Tâm thấy Vu Tùy Vân xa vào hồi ức kinh hoàng không thể tự kiềm chế liền nói tiếp, lúc ấy hai người chúng ta ngây thơ vô chi lại tự tin vào cảnh giới hóa thần, cho là dù tiên ma thực sự xuất hiện cũng không sợ, bèn dắt tay xâm nhập vào trong ma cung quy mô ma cung lớn gấp mấy chục, mấy trăm lần chiến hạm tiên tộc chúng ta đang đứng bây giờ, bên trong rất là phức tạp với vô vàn mật thất, hành lang, nhà kho. Góc trên cùng ma cung đã bị chiến hạm tiên tộc đánh vỡ, lượng lớn chiến sĩ tiên tộc dũng mãnh xông vào, cùng ma tộc triển khai kịch chiến, là một mảnh chiến trường vô cùng thê thảm, hỗn loạn bất kham. Thời điểm phát sinh kịch chiến cách đây có lẽ đã hơn 10-20 vạn năm, 89 phần ma cung đã bị chiến sĩ tiên tộc phá hủy triệt để, lại thêm năm tháng biến thiên, thương hải hóa tăng điền đã dung làm một thể với tầng nham thạch biến thành phế tích không chút giá trị chỉ có mấy tầng dưới cùng là hình như chưa bị chiến sĩ tiên tộc công phá ở nơi đó ta và vua tùy vân phát hiện rất nhiều thứ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả có mấy trăm vạc lưu ly cực lớn bên trong ngâm tẩm thi hài hình thù kỳ quái một số giống nhân loại một số thì như là dung hợp thể giữa nhân loại và linh thú số ít khác thì ba đầu sáu tay hình thù kỳ quái thậm chí đến cả lục phủ ngũ tạng đều lõa lồ bên ngoài, xấu xí vô cùng. Số khác nhìn như hình người, nhưng tứ chi đã hóa thành đao kiếm sắc bén, thậm chí phần não cũng bị gắn đao kiếm hoặc pháp bảo. Thử tưởng tượng mà xem, chính giữa một thanh phi kiếm to rộng sáng bóng lại được khảm nạm một túi phao thủy tinh, như là dạ minh châu, bên trong túi phao lại chứa một bộ não người, trên não người gắn hai trong mắt sớm đã trống rỗng, khô khốc nhìn chằm chằm. Trường cảnh sờn hết cả gai ốc như vậy, dù hai chúng ta là hóa thần cũng đều cảm thấy không rét mà run. Giọng mông xích tâm khàn khàn, thâm thúy, tràn ngập sức xuyên thấu, tùy theo tiếng nói êm tai của hắn, trong đầu mười đại nguyên anh lập tức hiện ra một trường cảnh âm trầm khủng bố. Vừa nghĩ tới bi pháp quỷ dị dung hợp não người và pháp bảo kia, phần đông siêu cấp nguyên anh đều lạnh run, trái tim như bị một bàn tay băng hung hăng bóp mạnh. Nội tâm lý diệu lại sáng như gương, mà cùng trong lòng đất, mà chiến hạm nữ oa va chạm hẳn là một phòng thí nghiệm bí mật của bản cổ tộc loại kỹ thuật sinh hóa dung hợp huyết nhục và pháp bảo này lý diệu đã từng nhìn thấy qua trong hỗn độn thần mộ và di tích côn luân đó quả thực là thủ pháp của bản cổ tộc bởi vậy có thể thấy hai đại hóa thần không hề gạt người nếu không phải tận mắt nhìn thấy lấy sức tưởng tượng của thổ dân cổ thánh giới thì tuyệt đối không tưởng tượng ra được trường cảnh như vậy nơi kia thực sự còn đáng sợ hơn cả cửu u hoàng tuyền trong truyền thuyết vu tùy vân thẫn thờ nói ta và mông xích tâm điều này sinh thoái ý chẳng qua hết thảy quanh mình xem ra đều đã bị phong ấn hoặc hủy diệt từ 10 vạn năm trước, ngoại trừ bộ dạng nhìn kinh hãi ra thì không có vẻ gì là nguy hiểm, quan hệ giữa ta và hắn lại không quá hòa hợp, ai cũng không muốn là người đầu tiên đưa ra ý kiến lui về, sợ bị đối phương chê cười, cuối cùng liền ước định lại thăm dò thêm một tầng mới rời khỏi ma cung. Ngay trong tầng ma cung cuối cùng đó, chúng ta phát hiện một mảnh mộ địa quy mô hùng vĩ. Nói là mộ địa, nhưng thực chất nơi đó lại cực kỳ cổ quái, ngoài cùng bày biện một đống quan tài thủy tinh bán trong suốt, có lớn có nhỏ, ước chừng trên trăm bộ bên trong chất đầy vô số thi hài ma tộc hình thù kỳ quái không biết vì sao quan tài có vẻ cực kỳ ảm đạm thi hài bên trong nếu không phải triệt để khô héo thì cũng đã mục nát rất nhiều hóa thành từng đống bụi bặm nội tâm lý diệu khẽ động trong lòng tự nhủ đây nhất định là khoang thuyền ngủ đông của bàn cổ tộc bàn cổ tộc hy vọng ẩn núp sâu dưới lòng đất ý đồ dựa vào ngủ đông trong khoang thuyền tầng dưới chất phòng thí nghiệm bí mật để vượt qua mấy chục vạn năm quang âm chẳng qua theo như vu tùy vân miêu tả trong phòng thí nghiệm bí mật ở không biết đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cho khoang ngủ đông mất hiệu lực, tất cả bàn cổ tộc đều chết uổng. Có lẽ là, vỏ quả đất biến đổi làm cho nguồn cung ứng năng lượng khô kiệt, có lẽ lúc nữ oa tộc tiến công đã phá hủy hạch tâm của phòng thí nghiệm, có lẽ là loại virus thần bí nào đó gây ra. Quá trình ngủ đông đến mấy chục vạn năm, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, tỷ lệ thành công vốn đã cực kỳ bé nhỏ. Vu Tùy Vân tiếp tục nói, những quan tài thủy tinh này được đặt ở bên ngoài mộ địa, cắm chi chi chít chít trên vách tường. Ngoài ra còn có một ít ống dẫn kết nối với chúng, tương tự như đường ống cung cấp linh năng cho vân tần kim nhân vậy. Còn ở, không gian trung tâm mộ địa lại là một mảnh thổ những màu đen giống hệt đầm lầy, chất đầy vạc lớn sáng bóng như gốm sứ, giống hệt trứng côn trùng tản mát ra vẻ sáng bóng của kim loại, hoặc như là vò rượu chôn sâu vài chục năm dưới mặt đất, bên ngoài được bao trùm bởi từng vòng phủ văn rậm rạp, trong không khí cũng tuôn trào mùi vị vừa tanh vừa ngọt. Cả đời này ta đều sẽ không quên mùi vị đó phía trên vò rượu màu đen là trên trăm lỗ nhỏ chẳng chịt như tổ ong có từng sợi khí thức sền sệt màu xanh nhạt phun nhổ ra từ bên trong ngưng kết thành một đoàn sương mù mãi không tản đi trên mái vòm hệt như ở bên trong mỗi vò rượu đều ẩn núp một con quái thú yêu dị mộ địa trứng côn trùng vò rượu sương mù quái thú mấy lời giải rác của vu tùy vân dẫn người đại nguyên anh vào trong một thế giới biến hóa khôn lường khiến người hít thở không thông Ba tiểu ngọc tính tình nôn nóng, vò đầu bứt tai, vội vàng truy vấn. Thế rốt cục đó là nơi nào, thật sự là nơi tiên ma thượng cổ táng thân ư? Bên trong bình rượu kia là thứ gì, thật sự cất giấu ma vật ư? Chúng ta không biết. Trên mặt Vu tùy vân thoáng hiện vẻ hoảng hốt, khổ sở nói, bởi vì, ngay lúc chúng ta chuẩn bị đi đánh vỡ một vò rượu, xem xem bên trong rốt cục là gì, chúng ta đều bị tập kích. Tập kích chúng ta là một quái thứ lớn bằng chậu rửa mặt, nhìn giống như chi chu, hoặc như là bằng giải, kéo theo một chiếc xương đuôi dài. Ta và mông xích tâm tung hoành cổ thánh giới nhiều năm, hung vực tuyệt cảnh trong thiên hạ gần như đều lưu lại dấu chân chúng ta, các loại yêu thú, linh thú, quái thú âm ngoan hung tàn đều gặp qua không biết bao nhiêu mà kể, nhưng lại chưa bao giờ thấy thứ nào cổ quái buồn nôn như vậy. Tốc độ con thú này nhanh vô cùng, có thể thông qua 10 lỗ thủng nhô lên sau lưng, phun ra một cỗ xương mù nhàn nhạt, nhạt bao bọc toàn thân, ẩn nấp hành tích và khí tức, ngay cả cảm giác của đẳng cấp hóa thần, chúng ta đều rất khó xác định phương vị của nó. Hơn nữa, số lượng chúng rất nhiều, thoáng cái đã có hơn 120 20 con, từ trong bốn phía mộ địa nhảy ra đánh tới chúng ta, bất ngờ không đề phòng, tay chân, thân thể ta và mông xích tâm đều bị xương đuôi của chúng đâm vài nơi. Chúng ta cảm giác được, thông qua xương đuôi, bọn chúng tiêm vào trong cơ thể chúng ta một thứ gì đó. Là độc dịch ư. Ba tiểu ngọc trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, là kịch độc chí mạng độc chết hai người. Vu Tùy Vân thở nhẹ một tiếng, lắc đầu nói nếu chỉ là kịch độc không có thuốc chữa thì còn đỡ ta cũng sẽ không canh cánh trong lòng suốt trăm năm thế này lúc ấy ta và mông xích tâm đều cho rằng mình thân chúng kịch độc nguy trong sớm tối nghĩ là làm giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc hai người chúng ta đều kích phát huyết tính không tiếc hết thảy tiêu hao linh năng phí hết một phen tay chân rốt cục giết sạch những quái thú đuôi dài hỗn hợp thể giữa chi chu và bàng giải này nhưng mà số vò rượu chi chít trong ao đầm màu đen phẳng phất cảm giác được linh năng ba động mãnh liệt, lần lượt nứt vỡ. Quái thú mới từ bên trong đi ra. Ta vào mông xích tâm thấy tình thế không ổn, vừa đánh vừa lui, đồng thời liều mạng hao tổn pháp bảo, triệt để oanh bạo hàng lang thông lên tầng trên mộ địa, mấy tầng ma cung phía trên đều bị chúng ta oanh sập, chôn vùi luôn cả mộ địa. Trong quá trình phá hoại trắng trợn, hai người chúng ta đều cảm thấy choáng vắng hoa mắt, thần hồn mê muội, tứ chi ẩn ẩn mất đi khống chế, biết đây là dấu hiệu kịch độc phát tác. Kịch độc này quỷ dị vô cùng, trước đây chưa từng gặp bất luận chúng ta nuốt vào bao nhiêu thuốc giải độc mang theo trên người, dùng cả linh năng hùng hậu chấn áp, nhưng đều không thể đè xuống cảm giác cổ quái khó mà hình dung kia. Ta và mông xích tâm không dám tiếp tục ngưng lại trong ma cung, cuống cuồng chạy trốn theo đường cũ, chạy về trong chiến hạm tiên tộc, lần nữa phong ấn cấm chế thông tới ma cung, thậm chí dùng cả thủ pháp riêng, gia tăng thêm 17-18 đạo cấm chế mới, lúc đó mới thoáng buông lỏng một hơi. Khi đó, hai chúng ta đều cảm thấy trời đất quay cuồng, thần hồn đong đưa, giống như có một luồng lực lượng phủ đầy bụi bặm sắc bạo phát ra từ trong cơ thể chúng ta bành trướng bành trướng bành trướng chúng ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng tứ chi bách cốt kỳ kinh bát mạch hết thảy hết thảy của mình đều không ngừng bành trướng đây không phải ảo giác sau khi chúng độc mà là điều thực sự xảy ra bởi vì chúng ta thấy được bộ dạng của đối phương đang điên cuồng phồng lên giống như túi da được thổi đủ khí da chúng ta bị xé rách máu thịt lùi ra thậm chí sinh trưởng da cốt cách và huyết quản mới trong phút chốc ngắn ngủn, với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, chúng ta từ người bình thường cao 78 thước bành trướng thành cự nhân cao 78 trượng, thậm chí vài chục trượng. Chẳng những thân hình biến lớn, mà còn mọc ra khí quan hoàn toàn mới trước nay chưa từng có. Ta cảm thấy đầu đau như búa bổ, đầu lâu phát ra tiếng răng rắc răng rắc quái dị, như bị một thanh phi kiếm hung hăng sỏ xuyên qua. Một lát sau, trên trán chợt mọc ra một con mắt hoàn toàn mới. Sắc thái và hình ảnh con mắt này quan sát được, suốt 100 năm sau ta vẫn không cách nào hình dung cho các ngươi nghe. Mông xích tâm cũng tương tự, trên đầu hắn mọc ra hai chiếc sừng cong trắng kiện, mắt to ra gấp 10 lần trước kia, chung quanh đồng tử khảm nạm hơn 10 vòng quang hoàn màu ám kim, không ngừng có rút và khoách trương, tỏa ra hào quang tựa hồ có thể đốt ra lỗ thủng trên mặt đá cứng rắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giọng Vu Tùy Vân thoáng run rẩy, bất giác duỗi ra hai tay linh năng, sờ soạn lên trán, phảng phất sau suốt trăm năm, bản thân đã hóa thành âm hồn, nhưng vẫn không cách nào quên được cảm giác tê tâm liệt phế, đau đớn mà quỷ dị ngày xưa. Âm hồn mông xích tâm cũng hiện vẻ rung động, chập chờn bất định giống như khói đặc bị gió thổi qua, lạnh lùng nói, ta và Vu Tùy Vân đều phát hiện dị trạng của nhau, cũng như cảm giác được dị trạng sống không bằng chết trong cơ thể mình. Từ bảy tám thước, thoáng cái bành trướng đến vài chục trượng, quá trình khổ không thể tả này đã tiêu hao sạch toàn bộ lực lượng trong máu thịt, kinh mạch và thần hồn chúng ta, khiến chúng ta khô kiệt, đói khát tới cực điểm. Nhưng mà, dị biến của thân thể vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Chuyển biến quỷ dị nhất là ở thần hồn và tình cảm của chúng ta. Thứ kia giống như một ngọn lửa độc hoành hoành tứ ngược trong ba hồn bảy vía chúng ta, trắng trợn đốt cháy, thiêu đốt từng điểm từng điểm thất tình lục dục của chúng ta thành cho bụi, ăn mòn một cách triệt để. Các ngươi không tự thân thể nghiệm qua, vô luận nói thế nào đều không rõ ràng. Tóm lại, chúng ta dần dần không còn cảm nhận được mừng rỡ, cừu hận, kinh hoàng, sợ hãi, phẫn nộ tất cả mọi loại cảm xúc mà dần chuyển biến thành bình tĩnh bình tĩnh một cách cực đoan theo lý thuyết phát hiện mình chẳng hiểu tại sao đột nhiên biến thành cự nhân đáng sợ lẽ ra chúng ta hoặc là thất kinh hoặc là cố sức phản kháng hoặc là tuyệt vọng hay thống khổ mới đúng nhưng trừ chút dãy rụa lúc đầu ra càng về sau hai người chúng ta không ngờ lại chậm rãi tiếp nhận hết thảy không biết cái gì là kinh hoàng sợ hãi hay tuyệt vọng vô cùng bình tĩnh chìm vào trong một mảnh nước biển xanh lam bị hải tảo và sứa bao bọc biến thành một kén trùng cực lớn mà sau khi kén trùng tan vỡ liền thoát thai hoán cốt, hóa thành nhân vật mới. Trí nhớ và ý chí ngày xưa dần bị chôn vùi, một loại ý chí mới, sứ mạng mới dần dần thành hình sâu trong thần hồn chúng ta. Chúng ta bị độc dịch kia biến đổi, triệt để chuyển hóa thành một loại hình thái sinh mạng hoàn toàn mới. Đám đông nghe mà sợ nổi cả da gà. Loại chất lòng quỷ dị cư chiếm thước xào, biến người ta thành một thứ sinh mạng hoàn toàn mới kia quả thực, đáng sợ gấp vạn lần độc dịch trí mạng nhất. Nghe hai vị thí chủ nói, thì loại độc dịch thần bí này có tác dụng giống như hung nhân tà đạo đoạt xá vậy." Khổ Thiền đại sư như có điều suy nghĩ, nói, "Chỉ là, đoạt xá vốn phải có hai đạo âm hồn cường đại mới đúng, như thế xem ra, chỉ là giống nhau ở bề ngoài mà thôi, không phải đoạt xá." Mông Xích Tâm khẳng định nói, "Ta và Vu Tùy Vân đều là tu sĩ hóa thần, đối với bí pháp đoạt xá tự nhiên hiểu rõ ít nhiều, cái gọi đoạt xá chỉ là chiếm đoạt thân thể người bị hại, còn hồn phách người bị hại thì thường thường sẽ bị tiêu diệt triệt để." Nhưng mà, dị biến xảy ra trên người chúng ta lại không tiêu diệt thần hồn, mà khiến thần hồn này sinh biến hóa quỷ dị, trở nên vừa có được ý chí của chúng ta, lại không còn là của chúng ta, mà là của một loại sinh mạng khác, chủng tộc khác. Trải nghiệm của hai vị tiền bối quả thực không thể tưởng tượng. Ba tiểu ngọc mở to hai mắt nói, đến sau thì sao, các ngươi chuyển biến thành công rồi ư. Đây là một câu nói nhảm, nhưng ai nấy đều cùng mính hơi chờ đợi đáp án từ hai đại hóa thần. Mông xích tâm lộ vẻ vẻ xấu hổ nói, Lúc ấy chúng ta đều lâm vào tuyệt cảnh hung hiểm vạn phần, trong lòng ta rất rõ, biết hẳn là đã bị yêu ma thượng cổ hung hãn tuyệt luân nào đó, dùng bí phá quỷ dị xâm nhập thân thể mình. Bọn hắn phong ấn mười mấy vạn năm trong băng nguyên có lẽ là để chờ đợi giây phút phục sinh này. Nếu không thể ngăn cản, bọn hắn nhất định sẽ chạy ra ngoài tứ ngược nhân gian. Lấy tu vị hai đại hóa thần chúng ta, lại thêm yêu ma thượng cổ gia trì, rất khó có người ngăn cản được. Hơn nữa, trong bộ địa dưới đáy ma cung còn ẩn chứa vô số quái thú độc dịch, lại thêm ngàn vạn vò rượu, không biết có thể biến bao nhiêu người thành yêu ma thượng cổ. Như thế, nói không chừng toàn bộ cổ thánh giới, không phân biệt đại càn, hay thảo nguyên đều sẽ vì hành vi liều lĩnh của ta và vu tùy vân, mà bị hủy hoại trong thoáng chốc. Cửu U Hoàng Tuyền, Tu La Địa Ngục sắp hàng lâm nhân gian, sinh linh trên trần thế không phải hóa thành yêu ma, thì là biến thành đồ ăn và nô lệ cho yêu ma. Ta biết mình đã phạm phải sai lầm cực lớn, hối tiếc vô cùng, nhưng lại thúc thủ vô sách, không sao ngăn cản dị biến trong cơ thể. Đúng lúc này, Vu Tùy Vân đột nhiên hét lên một tiếng điên cuồng, hung hăng xông về phía ta, bày ra bộ dáng đồng quy vu tận. Ta bị nàng đẩy vào góc tường, ngực bụng bị móng vuốt bén nhọn của nàng móc ra một lỗ thủng máu thịt mơ hồ, lục phủ ngũ tạng đều bị cào rách, nhưng chính cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế kia, lại khiến thần trí ta thoáng thanh tỉnh chút ít, dị biến trong cơ thể cũng thoáng ngưng lại. Nhìn đôi mắt thiêu đốt hừng hực của Vu Tùy Vân, ta lập tức hiểu ý nàng. Hai người chúng ta đã bị yêu ma phụ thể bằng vào lực lượng bản thân tuyệt đối không thoát ra được một khi chúng ta triệt để mất khống chế yêu ma nhất định sẽ khống chế thân thể chúng ta đánh vỡ phong ấn phóng ra quái thú trong này thậm chí những yêu ma kia sẽ trực tiếp tới thảo nguyên hoặc trung nguyên bắt một ít tu chân giả thực lực cường đại tới đây đưa xuống tầng đáy ma cung tiến hành điều chế chuyển hóa thành đại quân yêu ma giờ chỉ có một cách có thể ngăn chặn bọn hắn hai người chúng ta đồng quy vô tận phong ấn hai con yêu ma duy nhất thoát ra ma cung ở trong thi hài chính mình ta và Vu Tùy Vân tuy trận doanh bất đồng, vì lợi ích của Đại Càn và Đại Thảo Nguyên U Vân mà tranh đấu không ngừng. Chẳng qua, cổ thánh giới là ngôi nhà chung của chúng ta, bất luận Thảo Nguyên hay Trung Nguyên đều có người nhà chúng ta, chúng ta tuyệt không muốn chứng kiến thế giới này biến thành nhạc viên cho yêu ma. Nếu chúng ta đã phạm phải sai lầm, vậy liền để chúng ta tự tay chấm dứt nó. Vì vậy, chúng ta dùng chút thần trí thanh tỉnh cuối cùng, miễn cưỡng khống chế thân thể dị biến đang không ngừng bành trướng của mình, công kích lẫn nhau, cùng lúc chết đi, về cái chết của hai người, mông xích tầm nói rất giản lược. Nhưng bất kể Lý Diệu hay người tên Nguyên Anh, đều có thể tưởng tượng được trường cảnh chiến đấu xảy ra dưới tầng băng hơn 100 năm, trước kinh tâm động phách tới cỡ nào. Biểu hiện bên ngoài là chém giết giữa hai đại hóa thần, trên thực tế là bọn hắn đang vì kiêu ngạo và tôn nghiêm của tu sĩ nhân tộc, lấy sinh mạng làm vũ khí, vì cứu vớt toàn bộ thế giới, hướng yêu ma thần bí kia phát động tiến công. Đặc biệt là Lý Diệu, người biết rõ một bộ phận chân tướng, hiểu được yêu ma kia chính là bàn cổ tộc, càng nghe hắn càng cảm xúc tung trào, nhiệt huyết sụp sôi. Kiêu ngạo của nhân tộc là thứ không thể chiến bại. Dù ở nơi như cổ thánh giới, 100 năm trước cũng có hai vị tu sĩ nhân tộc, dùng phương thức của mình chiến đấu cùng bàn cổ tộc. Đến nơi rồi. Vu Tùy Vân nhẹ giọng nói, phía trước chính là nơi ta và mông xích tâm táng thân, cũng là nơi phong ấn ma cung dưới lòng đất, để tiện nghiên cứu. 100 năm qua chúng ta chưa từng quay lại đây. Tinh thần lý diệu khẽ ba động, dò xét bốn phía. Đây là một khoang hình nón cực lớn, giống như là tia sáng đâm thẳng vào trong góc trong di tích côn luân lý diệu từng bắt gặp kết cấu tương tự ở lối vào chiến hạm nữ oa đây là khoang hoạt động chuyên dùng để tiến hành tiếp mạn thuyền và tác chiến đổ bộ giống như một chiếc răng nanh co duỗi tự nhiên bên trong có thể chuyên trở lượng lớn tinh khải cự thần binh và các loại pháp bảo chiến đấu khi hai bên địch ta gặp nhau mà binh lực cận chiến bên ta chiếm lợi thế hy vọng quân địch đột kích để tiến hành đánh giáp lá cà thì có thể thông qua đơn nguyên siêu từ tính phân bố quanh bốn phía chiến hạm kích phát Gia lực từ cường đại, hút chiến hạm và thành lũy của đối phương tới, hoặc là điều khiển chiến hạm bên ta tiếp cận quân địch. Khi song phương tiếp cận ở khoảng cách cực gần, những răng đột kích này sẽ hung hăng đâm ra, dựa vào kết cấu hợp kim siêu cứng cùng phủ trận công kích tuyên khắc bên ngoài, sẽ rách hết thảy linh năng hộ thuẫn và phòng ngự bọc thép của đối phương, đâm sâu vào trong chiến hạm hoặc thành lũy quân địch, thậm chí nhắm thẳng tới điểm trung tâm yếu ớt nhất. Sau đó, lối vào răng đột kích sẽ mở bung như hoa cúc, chiến sĩ ở bên trong có thể lao thẳng ra, trực tiếp đả kích khu vực tâm tạng của quân địch mọi chuyện dần trở nên rõ ràng chiếc chiến hạm nữ oa này biết rõ sâu trong băng nguyên có một phòng thí nghiệm bí mật của bàn cổ tộc đang tiến hành một ít thí nghiệm cực kỳ đáng sợ nhưng nó lại thiếu mất thủ đoạn công kích tầm xa hữu hiệu thế là đành phải chọn dùng cách xử lý đơn giản mà thô bạo nhất đó là đâm thẳng chính bản thân vào lòng đất xuyên thấu địa tầng trực tiếp đánh lên xác ngoài phòng thí nghiệm bí mật của bàn cổ tộc sau đó dùng răng đột kích đâm rách tầng phòng ngự phòng thí nghiệm bàn cổ tộc trực tiếp xuyên tới trung tâm. Cho nên, nữ oa tộc và bàn cổ tộc mới triển khai kịch chiến ngay giữa tiếp điểm của chiến hạm nữ oa và phòng thí nghiệm bàn cổ tộc. Hiện tại, người tên Nguyên Anh và hai gã hóa thần như đang đưa thân vào một động đá vôi hình mũi khoan, càng tiến vào không gian bên trong càng hẹp, phía cuối hình nón là một cửa lớn hình tròn đứng sừng sững, trên cửa lớn hiện chẳng chịt phù văn hình đinh ốc, giống như thủy triều không ngừng phun ra nuốt vào quang mang. Cửa lớn cao khoảng chừng 30-40 mét, hệt như núi thẳng tiên giới, đủ để dung nạp chiến sĩ nữ oa tộc cường tráng nhất, cũng như siêu đại hình cự thần binh. Qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, phù văn trên cửa đã mơ hồ không rõ, quang mang lấp lánh như thủy triều cũng có vẻ ảm đạm đi nhiều. Lý Diệu đột nhiên sinh ra một cảm giác hết sức cổ quái, cánh cửa này đang dần dần chết đi, hiệu quả của cấm chế trên cửa cũng càng lúc càng yếu. Không biết là đơn thuần bởi thời gian trôi qua, hay vì thứ đằng sau cánh cửa đang không ngừng xung kích và ăn mòn phía bên phải cửa lớn có hai bộ thi hài to lớn dựa nghiêng, hình thù cả hai đều rất kỳ quái, máu thịt mơ hồ nhìn không ra là thứ gì. Hai bộ thi hài này quả nhiên đúng như lời mông xích tâm và vu tùy vân, miêu tả khi trước. Một bộ trong đó cao 12-13 thước, dáng người thấp bé mà đẫy đà, trên trán lồi ra con mắt thứ ba đã khô quắt, hai tay dài dị thường, hai bên cẳng tay đều mọc gai xương, giống như lưỡi đao trách lên cao cao, ngay cả các đốt ngón tay ngón chân đều bị cải biến hình thái, biến thành tạo hình uốn khúc ngược về phía trước một bộ khác thì cao 5-6 mét, thân hình khôi vĩ to lớn, trên đầu lồi ra sừng lớn như là khối u. Hai bên huyệt thái dương có hai sừng nhọn cong cong giống hệt loan đao, đồng thời xương bả vai, khuỷu tay và phần hông đều nhô lên với hình thù hết sức kỳ quái, đặc biệt phần sau xương bả vai nhô lên như là hai đôi cánh vậy. Hai bộ thi hài này cực kỳ tương tự vô số thi hài bàn cổ tộc nằm la liệt trong chiến hạm nữ oa, máu thịt lại khá là khác thường, không vì không khí mới mẻ đột nhiên tuôn vào mà hóa thành phấn vụn dung ngọ bọn hắn tuy đã vặn vẹo biến hình tới cực điểm nhưng từ phần giữa lông mày không bị lân phiến và gai xương che phủ có thể lờ mờ phân biệt ra vài phần đặc thù của vu tùy vân và mông xích tâm hơn nữa tay chân và một ít bộ vị trên người bọn hắn ngoại trừ bành trướng mấy lần ra thì chưa hiển lộ đặc trưng của bàn cổ tộc điều này giống như cường hành ghép thân thể nhân loại và thân thể bàn cổ tộc vào nhau hoặc như là ở vào mép biên sắp hoàn toàn biến đổi xong ngực bụng hai thi hài đều bị mở toang lục phủ ngũ tạng xé rách bị linh diễm thiêu thành cho tàn thi hài phá thành mảnh nhỏ cứ thế im ắng kể lại trận chiến thảm thiết trăm năm trước. Vừa nghe hai đại hóa thần giới thiệu về kinh biến xảy ra ở đây, lại tận mắt nhìn thấy thi hài bị biến lớn của hai người, tất cả nguyên anh đều xa vào trầm mặc, sự thật trước mặt thật sự mang đến xung kích quá lớn. Đáy lòng Lý Diệu cũng cuộn lên sóng cả vạn trượng. Bàn cổ tộc, hai tu sĩ nhân tộc Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm bất ngờ bị một ít quái thú hình bàng giải tập kích, rót độc dịch vào trong cơ thể, sau đó biến thành bàn cổ tộc chợt nhìn, tựa hồ là một chuyện không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, trên lý thuyết không phải là không có khả năng. Quan hệ giữa văn minh nhân loại và văn minh bản cổ là quan hệ văn minh cha con, lý luận này đã được chứng minh là đúng. Căn cứ lịch sử tinh diệu liên bang, các nhà khảo cổ và sinh vật học phỏng đoán, rất có khả năng ban đầu nhân loại là tổ thể viên hầu được văn minh bàn cổ chọn ra, rồi cắm vào gen của rất nhiều chủng tộc thượng cổ, bao gồm bàn cổ, nữ oa khoa phụ, trúc dung, cộng công, từ đó điều chế ra chủng tộc hoàn toàn mới. Mặc dù ý định ban đầu của bản cổ tộc chỉ là sáng tạo một loại công cụ giá rẻ mà dễ dàng, nhưng thật sự chính bọn hắn đã ban gen cho những này công cụ này. Thế nên, trong chuỗi gen của nhân tộc mới bao gồm các đoạn gen của vô số chủng tộc thượng cổ, như bàn cổ, nữ oa, trúc dung, cộng công, khoa phụ. Nhân loại sinh ra sau này cũng có xác suất một phần mấy vạn xảy ra hiện tượng phản tổ, mọc một thân lông dài hoặc có đuôi tương tự như khỉ. Như vậy, nếu có thể khống chế chính xác loại hiện tượng phản tổ kia, phải chăng có thể kích hoạt đoạn gen bàn cổ tộc cất chứa sâu trong chuỗi gen nhân loại, biến chúng thành gen trội, từ đó khiến người ta bộc phát ra lực lượng phản tổ, đột biến thành bàn cổ tộc? Còn có một loại khả năng khác, có lẽ lúc ban đầu nhân loại bị định hướng thành công cụ, thế nên liên hệ về mặt di truyền với bàn cổ tộc vô cùng bạc nhược yếu kém, không cách nào chuyển hóa thành bàn cổ tộc. Nhưng trước khi văn minh, bàn cổ diệt vong bọn họ hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng ra một đám nhân loại vật dẫn đặc thù, cài cắm sâu trong chuỗi gen của những người này, toàn bộ gen đã được áp xúc ở cường độ cao của bản cổ tộc. Trong quá trình những người này phồn diễn sinh sống, sinh sản thế hệ tiếp sau, tự nhiên sẽ nối tiếp nhau truyền thừa gen đã được áp xúc của bản cổ tộc, trở thành vật dẫn toàn bộ gen của bản cổ tộc. Mấy chục vạn năm sau, những vật dẫn này tùy theo văn minh nhân loại khoách trương, mà trải ra khắp các nơi trong tinh thần đại hải. Mà khi vật dẫn bị tiêm vào thuốc kích hoạt đặc thù, số gen rác rưởi nhìn như không chút ý nghĩa cất chứa sâu trong chuỗi gen sẽ bỗng nhiên bộc phát, kích động ra uy năng vốn có, chuyển hóa nhân loại thành bàn cổ tộc. Loại khả năng này liệu có tồn tại không? Có lẽ có. Ít nhất, lý diệu rất rõ ràng, mặc dù lấy kỹ thuật sinh hóa vô cùng tiên tiến của huyết yêu giới, nhưng nghiên cứu đối với gen nhân tộc và yêu tộc lại cho thấy, vẫn có 95% gen trở lên bị cho là gen rác rưởi không có bất kỳ tác dụng, không rõ công năng. Nói cách khác, muốn truyền thừa cơ năng cho một người bình thường, thì chỉ cần dựa vào 5% gen còn lại là đủ rồi. Như vậy, 95% gen này tại sao phải xuất hiện trong chuỗi gen nhân loại, chúng thật sự là rác rưởi ư? Hay là đang cất giấu công dụng nguy hiểm nào đó mà nhân loại không cách nào nhận ra? Đáy lòng Lý Diệu bất giác dùng mình một cái, càng nghĩ hắn càng cảm thấy, mình đang dần tiếp cận chân tướng. Không sai, hắn biết bàn cổ tộc, lập ra một phòng thí nghiệm quỷ dị sâu trong lòng đất ở cực Bắc Cổ Thánh, giới là để làm gì rồi? là để truyền thừa. Hệt như văn minh đoạt xá của huyết văn tộc, hay như kế hoạch bia mộ quy tùy thọ ném ra, bàn cổ tộc cũng nghĩ ra cách tương tự để tiếp diễn văn minh. Theo như cách nói của đế quốc chân nhân loại, cũng như hiện trạng nhân tộc chiếm địa vị chủ đạo tuyệt đối, trong tinh thần đại hải bây giờ, trong trận chiến phong thần 10 vạn năm trước thì phe chiến thắng là văn minh nữ oa, bao gồm cả nhân tộc trong đó, còn văn minh bàn cổ thì bị triệt để chấn áp, tiêu diệt. Chí giả trong văn minh bàn cổ nếu đã biết lưu lại 8 cuốn phong thần thiên thư, để truyền thừa văn minh, liệu bọn họ còn có kế hoạch nào khác để truyền lại ngọn lửa văn minh không? Đây là điều rất có khả năng. Dù là Tinh Diệu Liên Bang 100 năm trước, chỉ là một thế lực nhỏ gồm ba đại thế giới, nhưng lúc đại nạn lâm đầu đều tập trung suy nghĩ, tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ ra hơn 20 kế hoạch cứu vong đồ tồn cùng tiến hành đồng bộ. Văn Minh bàn cổ hơn 10 vạn năm trước là vương giả tuyệt đối trong Tinh Thần Đại Hải, lúc đối mặt hủy diệt, nhất định không chỉ một kế hoạch truyền thừa. Nếu cục diện trước mắt đã bất lợi đối với văn minh bản cổ, như vậy một kế hoạch tương tự như côn trùng ngủ đông, âm thầm ẩn nấp trong vũ trụ hơn 120 vạn năm, đợi đến lúc tinh hải gió êm sóng lặng, thời cơ chín muồi lại lần nữa sống lại, trùng kiến văn minh. Đây là kế hoạch khá là hợp lý, cũng rất có khả năng thực thi. Tám cuốn phong thần bảng là bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch này. Phong ấn bản thể bản cổ tộc trong khoang thuyền ngủ đông, ý đồ dựa vào cung ứng linh năng từ mạch xung tinh vượt qua mấy chục vạn năm, đây có lẽ cũng là một loại kế hoạch khác nhưng chỗ thiếu hụt của hai loại kế hoạch này đều vô cùng rõ ràng. Phong thần thiên thư chưa chắc đã rơi vào trong tay người thích hợp, dù chủng tộc mới học tập nội dung trong phong thần thiên thư, cũng chưa chắc được xem như văn minh bàn cổ trùng sinh, đó chỉ là an ủi về mặt tâm lý mà thôi. Còn khoang thuyền ngủ đông thì lại có thể tích quá lớn, cần cung ứng linh năng liên tục không ngừng, thực sự quá dễ khiến người ta chú ý, mấy chục vạn năm quá lâu, ai biết trong quãng thời gian đó sẽ xảy ra dị biến gì nói không chừng bàn cổ tộc tỉnh lại sau giấc ngủ đông, phát hiện mình đã bị chém rời tay chân và thân thể, chỉ còn lại đầu lâu ngâm tẩm trong vạc thủy tinh, đang bị một loại siêu cấp văn minh nào khác dùng làm công cụ nghiên cứu thì sao? Vậy thì đi đứt. Cả hai loại kế hoạch này đều không quá bảo hiểm, văn minh bàn cổ nhất định phải có càng nhiều kế hoạch truyền thừa hơn nữa. Tỉ như, tiến hành mã hóa và đóng gói các đoạn gen quan trọng của bàn cổ tộc, thông qua thủ đoạn huyền diệu khó giải thích, cấy ghép vào chuỗi gen nhân tộc, dùng nhân tộc làm vật dẫn, Tiếp đó, bồi dưỡng ra một loại hỗn hợp thể giữa chi chu và bằng giải, có thể tự động bài tiết ra thuốc kích hoạt. Một khi thời cơ chín mùi, liền phóng loại quái thú này ra để công kích nhân loại. Nhân loại chỉ cần bị quái thú rót thuốc kích hoạt vào trong cơ thể, phần gen thần bí nhìn như rác rưởi ẩn giấu, trong chuỗi gen nhân loại sẽ hiển lộ ra đặc thù hung tàn bạo ngược vốn có, thôn vệ hết thảy đặc thù của nhân tộc. Như vậy, nhân loại liền biến thành bàn cổ tộc. Văn minh nhân loại lần nữa bị văn minh bàn cổ thay thế hoặc nói cách khác cái gọi là văn minh nhân loại chẳng qua là người hầu hoặc nô lệ tạm thời trông giữ phiến vũ trụ này trong mấy chục vạn năm văn minh bàn cổ ngủ say mà thôi lý diệu thầm chửi đồng một tiếng trong lòng nếu suy đoán của hắn không sai đây quả thực là một kế hoạch khủng bố vô cùng chẳng qua thoạt nhìn kế hoạch này mới chỉ vừa được phát động còn đang ở giai đoạn thí nghiệm ban đầu đúng rồi cổ thánh giới bị tinh vân hắc ám bao phủ là mật thất vũ trụ tự nhiên chọn thế giới nơi đây tiến hành thí nghiệm bí mật là điều không thể phù hợp hơn được nữa. Chỉ là, cổ thánh giới dù ẩn giấu thế nào cũng vẫn bị văn minh nữ oa tìm ra. Lý Diệu suy đoán, hạm đội nữ oa của kiếp trước Long Dương Quân, sau khi biết được bàn cổ tộc đang tiến hành thí nghiệm bí mật ở cổ thánh, giới liền quyết định phải phá hủy phòng thí nghiệm này, bóp chết kế hoạch khủng bố kia từ trong trứng nước. Thế nên mới có cảnh tượng bọn hắn nhìn thấy bây giờ. Chiến hạm nữ oa đâm sâu vào lòng đất, xỏ xuyên qua sắc ngoài phòng thí nghiệm bàn cổ tộc, chiến sĩ tinh nhuệ song phương triển khai kịch chiến, cuối cùng đồng quy vu tận. Từ dấu vết hiện trường lưu lại, cùng với miêu tả của hai đại hóa thần, các chiến sĩ nữ oa hẳn là đã hoàn thành đại bộ phận sứ mạng, bọn hắn phá hủy hơn phân nửa phòng thí nghiệm, phá hủy kế hoạch triệt để phong kín phòng thí nghiệm bàn cổ tộc. Nhưng bọn hắn vẫn chưa thể phá hủy phòng bồi dưỡng thú kích hoạt quan trọng nhất, ở sâu dưới lòng đất vẫn còn đang ngủ say vô số thú kích hoạt, có khả năng chuyển hóa đại bộ phận nhân loại thành bàn cổ tộc. Lý Diệu không biết trận chiến tranh kia rốt cục chấm dứt thế nào, có lẽ vào lúc ấy, văn minh bản cổ sớm đã mất đi đại thế, không rảnh bận tâm tới phòng thí nghiệm này, trong khi tinh vân hắc ám bên ngoài cổ thánh giới lại xảy ra biến dị, cản trở chiến hạm nữ oa truyền tin trở về. Tóm lại, từ kết cục lưỡng bại câu thương của văn minh bản cổ và văn minh nữ oa, thời kỳ độc lập tự chủ của văn minh dần dần triển khai, cổ thánh giới từ từ bị thế giới bên ngoài lãng quên. Thẳng đến mấy chục vạn năm sau, hai đại hóa thần Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm quyết một trận tử chiến trên Vĩnh Dạ Băng Nguyên, chiến trường vừa khéo đặt trên đầu chiến hạm nữ oa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói như vậy, lai lịch Long Dương quân cũng nói được thông. Sâu trong não vực, Lý Diệu lầu bầu với huyết sắc tâm ma, ở thời cuộc chiến phong thần, kiếp trước của Long Dương quân là nhân vật trọng yếu, thậm chí có thể là đội trưởng đột kích của chiếc chiến hạm nữ oa này. Chi hạm đội nữ oa mà hắn có mặt trong một lần tuần tra ngẫu nhiên phát hiện cổ thánh, dưới dấu mình sâu trong tinh vân hắc ám, nhờ cơ duyên xảo hợp mà biết được kế hoạch truyền thừa bí mật của bàn cổ tộc chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn hắn hãm sâu vào vũng bùn không cách nào nhảy ra tinh vân hắc ám cũng không cách nào truyền tin về bản thổ của mình ai có thể là ngay lúc đó tinh vân hắc ám còn rất dày đặc triệt để ngăn cách cùng bên ngoài không cách nào liên lạc được trong quá trình ngủ đông dài đến trăm năm lý diệu đã quan trắc được tùy theo thời gian trôi qua trên thực tế mật độ tinh vân hắc ám đang dần giảm thiểu qua mấy vạn năm nữa rất có khả năng tinh vân hắc ám bao phủ quanh cổ thánh giới sẽ triệt để biến mất. Mặt khác, người mấy vạn năm trước mật độ tinh vân hắc ám nhất định rất cao, tính che đậy và can nhiễu rất mạnh. Một khi trong vô tình khiêu dược tiến vào liền rất khó khả năng nhảy lại ra ngoài. Lý Diệu đã từng phát hiện một bộ tinh đồ thời đại hồng hoang trong di tích Côn Luân. Trên phiến tinh đồ kia, ở bên ngoài cổ thánh giới không hề có tinh vân hắc ám nào tồn tại. Như vậy, rất có khả năng tinh vân hắc ám chính là bức màn nhân tạo văn minh bản cổ mượn nhờ sức mạnh to lớn của các thiên thể trong tinh hải kiến tạo ra, là một loại đại trận phòng ngự quân dụng, dùng để bảo hộ tính tuyệt mật của phòng thí nghiệm truyền thừa. Cho nên, lúc tòa đại trận hắc ám này vừa mới được kích hoạt, cường độ của nó nhất định là mạnh nhất, tin tức truyền tống không ra được cũng là điều bình thường. Tóm lại, bất luận là bởi vì tin tức truyền tống không hay là vì sợ bị bàn cổ tộc, đóng quân đương địa phát hiện, trong lúc chờ đợi viện quân đối phương liền di chuyển phòng thí nghiệm đi, hạm đội nữ oan của Long Dương quân cuối cùng làm ra quyết định, Dựa vào lực lượng của mình, phát động tập kích cổ thánh giới. Hạm đội nữ oa tiến công, gần như tiêu diệt toàn bộ quân bàn cổ tộc trú ở cổ thánh giới, đồng thời phá hủy hơn phân nửa phòng thí nghiệm, chỉ sót lại cơ địa ấp trứng ở tầng dưới cùng. Chiếc chiến hạm nữ oa này một mực trấn áp phía trên cơ địa ấp trứng, ngay lúc đó tính mạng kiếp trước của Long Dương quân cũng suy kiệt, bèn để lại một hạt giống sinh mạng, hy vọng trong năm tháng đằng đẵng sau này sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình. Một mặt, nàng kiên trì không ngừng gửi tin tức về mẫu cảng, báo có tình hình nơi này, hi, hi vọng sau khi tầng tinh vân hắc ám bên ngoài mỏng đi, tin tức có thể truyền ra được. Mặt khác, có lẽ nàng cũng sắm vai người quan sát và cảnh giới, hướng dẫn kẻ đến sau về những gì từ xảy ra nơi đây, cảnh báo trong phòng thí nghiệm bàn cổ, sâu dưới lòng đất đang cất giấu tồn tại đáng sợ cỡ nào. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, lần lượt suy diễn lại toàn bộ sự việc. Về mặt chi tiết nhất định còn tồn tại nhiều sai biệt, còn có rất nhiều thứ bị hắn xem nhẹ, chẳng qua từ đầu mối chính mà nói, có lẽ đã đúng với sự thật 8-9 phần 10. Như thế, chuyện hai đời Long Dương Quân, bắn ra chiến hạm nữ oa từ khoang cứu thương cũng có được lời giải thích hoàn mỹ. Bằng vào hai gã tu sĩ hóa thần vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm, tự nhiên không khả năng kinh động đột trưởng đột kích của hạm đội văn minh nữ oa 10 vạn năm trước. Nhưng bọn hắn đánh vỡ cấm chế, xâm nhập phòng thí nghiệm bàn cổ, còn thả ra thú kích hoạt đáng sợ, khiến bản thân biến thành bàn cổ tộc sống sờ sờ trong chiến hạm nữ oa nhất định có tồn tại phủ trận hoặc pháp bảo giám sát bàn cổ tộc nào đó một khi phát hiện bàn cổ tộc lần nữa xâm lấn vào trong chiến hạm liền thức tỉnh khẩn cấp long dương quân trong trạng thái phôi thai tùy tiện rót vào một tí tin tức giải rác sau đó liền bắn ra ngoài chiến hạm đồng thời lại một lần ngưng tụ toàn bộ linh năng tích lũy trong suốt mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm rót vào trong pháp bảo thông tin hướng mẫu cảng cách đó hàng tỷ năm ánh sáng phát ra cảnh báo mới nhất có lẽ trong mấy chục vạn năm trước đây chiến hạm nữ oa từng vô số lần gửi cảnh báo ra bên ngoài nhưng bởi vì tinh vân hắc ám che đậy và quấy nhiễu hết thảy cảnh báo đều chôn vùi trong tinh đồ dài đằng đẵng thẳng đến lúc này tinh vân hắc ám rốt cục đã mỏng manh đến độ đủ cho cảnh báo xuyên qua cảnh báo lập tức được mẫu cảng hạm đội nữ oa ngày xưa cũng là hai giới thiên nguyên và phi tinh hiện nay tiếp nhận bởi vậy mới dẫn phát tinh diệu liên bang sợ hãi lý diệu xuyên qua tinh vân hắc ám đi tới nơi này hô lý diệu nghĩ thông suốt các then khớp trước sau trong toàn bộ sự việc trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa ăn lẩu cay, mồ hôi đầm đìa, toàn thân thư thái. Giúp ta chỉnh lý lại xem, phỏng đoán vừa rồi có thiếu sót nào không? Lý Diệu nói với huyết sắc tâm ma, chẳng qua không đợi đối phương nói chuyện, chính bản thân hắn đã nhíu mày tự nhủ. Không đúng, còn một vấn đề nhỏ không cách nào giải thích. Vài vạn năm gian qua hiển nhiên còn có một ít tu chân giả, cũng đã từng tiến vào trong chiến hạm nữ oa, bằng không tiên cung đã không chuyển lưu ra bên ngoài, thổ dân cổ thánh giới, cũng không lý nào lại biết luyện chế ra vạn la thiên tinh bàn, có thể phân tích địa đồ tiên cung. Vậy thì lạ thật, vì sao trong 10 vạn năm qua không có tu chân giả nào mở ra phong ấn, không bị thú kích hoạt đâm chúng, rót vào thuốc kích hoạt gen, chuyển hóa thành bàn cổ tộc. Lý Diệu có chứng ám ảnh cưỡng bách nhẹ, dù là chút lỗ thủng nhỏ không giải thích được rõ ràng, trong lòng cứ cảm giác khó chịu giống như bị mèo quào. Vấn đề này có gì khó giải thích đâu. Huyết sắc tâm ma lại đột nhiên bật ra một câu, có hai loại khả năng. Một là, lúc văn minh bàn cổ bày ra kế hoạch truyền thừa, bọn họ nhất định đã cài đặt hạn chế thời gian, tỷ dụ phải chờ 5 vạn năm hoặc 10 vạn năm sau khi phát động kế hoạch, bọn hắn không muốn sống lại quá sớm, để tránh bạo lộ bản thân khi tinh hải, còn đang nằm dưới quyền khống chế tuyệt đối của văn minh nữ oa. Cho nên, trước khi kế hoạch phát động, tất cả thú kích hoạt đều ở trong trạng thái hôn mê hoặc là bào tử, không thể đi ra ngoài quấy phá. Chẳng qua khả năng này không lớn, ta vẫn nghiêng về loại khả năng thứ hai hơn, thú kích hoạt không phải tùy tiện ai cũng cắn, nó phải lựa chọn những mục tiêu cường đại đủ để biến thành bàn cổ tộc. Lý Diệu hơi ngớ, cường đại đến đủ để biến thành bàn cổ tộc, có ý gì? Thì là như trên mặt chữ thôi. Huyết sắc tâm ma thản nhiên nói, nhân loại bình thường tối đa cao 2m, bàn cổ tộc lại cao đến 7, 8m, hơn 10m, thậm chí càng thêm khổng lồ, ngươi cho rằng từ nhỏ biến lớn, từ nhân loại biến thành bàn cổ tộc không cần tiêu hao linh năng ư? Bàn cổ tộc dù cường đại đến mấy cũng khó có khả năng từ không biến có bọn hắn nhất định vẫn phải tuân theo định luật bảo toàn linh năng. Như vậy, trong quá trình nhân loại biến thành bàn cổ tộc, nhất định sẽ tiêu hao lượng lớn linh năng. Nếu những linh năng này không cách nào hấp thu từ bên ngoài, vậy thì nhất định phải dựa vào dự trữ của bản thân nhân thể. Nói đơn giản thế này, người bình thường hoặc là tu sĩ cấp thấp căn bản không chịu nổi tiêu hao điên cuồng của quá trình kích hoạt chuỗi gen, chuyển hóa thành bàn cổ tộc, đoán chừng chuyển hóa chưa đến một nửa thì máu thịt đã khô kiệt, thần hồn héo rút, hóa thành một đoàn thây khô, vừa chạm liền nát chỉ có đạt tới đẳng cấp nhất định, như là cường giả tuyệt thế cảnh giới nguyên anh hay hóa thần, trong cơ thể tồn trữ đủ nhiều linh năng, mới có thể thừa nhận toàn bộ quá trình chuyển hóa, đó mới là mục tiêu thú kích hoạt nhắm tới. Có lý. Trong thâm tâm, Lý Diệu vỗ tay phát ra tiếng, chỉ có tu sĩ đủ cường đại mới có tư cách chuyển hóa thành bàn cổ tộc. Như thế, chọn cả sự tình liền được giải thích thông, ngươi cũng tán thành suy đoán của ta. Tán thành chứ? Huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói văn minh truyền thừa và đoạt xá vốn đều là chuyện thường thấy trong vũ trụ huyết văn tộc biết đoạt xá văn minh bàn cổ trong lúc gần như diệt vong đương nhiên cũng sẽ nghĩ cách tiếp diễn thân thể sinh tử tồn vong không quan trọng thứ văn minh bàn cổ truy cầu cũng không phải là loại thân thể bàn cổ tộc phục sinh mà là sống dậy cả một nền văn minh nếu chuyển hóa triệt để hoàn thành vu tùy vân vẫn là vu tùy vân mông xích tâm cũng vẫn là mông xích tâm nhưng bọn hắn lại từ nhân loại biến thành bàn cổ tộc sẽ tự nhiên mà vậy gánh vác trên lưng sứ mệnh phục hưng văn minh bàn cổ chật chật quả là một kế hoạch xuất sắc thực sự tinh diệu tính thực thi cao hơn đám huyết văn tộc ngốc nghếch ẩn núp trong thiên thạch nay đây mai đó giữa vũ trụ hắc ám nhiều huyết sắc tâm ma cười khanh khách có vài phần hả hê trên nỗi khổ của người khác nếu suy đoán của ngươi thành lập tình cảnh văn minh nhân loại đúng là lúng túng kể ngươi nghe một câu chuyện xưa kia có một đại tướng quân bách chiến bách thắng lại giàu giang một nước hắn cùng kiều thê mỹ thiếp ở trong một tòa lâu đài vàng son lộng lẫy cao lớn nguy nga bao quát vạn tượng trong lâu đài có núi vàng núi bạc cũng có hồ rượu rừng thịt lại có đao kiếm sắc bén và áo giáp kiên cố ở trong góc tòa thành còn có một tên nô lệ làm đủ mọi việc bẩn nhất mệt nhất đê tiện nhất trong lâu đài không khác gì trâu ngựa ra súc cả chợt một ngày đại tướng quân có việc sắp sửa đi xa tạm thời để bạt nô lệ trở thành người giữ cửa giao chọn cả tòa thành cho nô lệ quản lý đến sau liền vứt bỏ núi vàng núi bạc ao rượu rừng thịt đao kiếm áo giáp và kiều thê mỹ thiếp một đi không trở lại cứ vậy thời gian trôi qua mấy trăm năm mấy ngàn năm mấy vạn năm chủ nhân thực sự của tòa lâu đài mãi vẫn không trở về có lẽ mới đầu tên nô lệ kia còn một mực nhớ kỹ thân phận người giữ cửa của mình quy quy củ củ làm đúng bổn phận không dám có nửa điểm vượt qua nhưng mà đời đời con cháu của nô lệ sau mấy thế hệ lại dần quên mất thân phận người giữ cửa yên lòng yên dạ thoải mái hưởng thụ vàng bạc rượu thịt đao kiếm nữ nhân trong lâu đài nghiễm nhiên tự cho mình là chủ nhân nơi này Ha ha, nếu chủ nhân thực sự của tòa thành mãi đi không quay về, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Vạn nhất chủ nhân trở lại thì sao? Nhân loại a, từ khi chúng ta nhìn lên bầu trời, sinh ra dã tâm đến nay, vẫn luôn xem bản thân là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong tinh thần đại hải, chúa tể duy nhất của ba nghìn đại thiên thế giới. Nhưng chúng ta rốt cục là chủ nhân của phiến vũ trụ này, hay chỉ là một tên giữ cửa hèn mọn mà thôi? Hiện giờ, tiếng bước chân quen thuộc của chủ nhân ngày xưa đã dần dần quanh quẩn bên ngoài tòa thành càng lúc càng gần chúng ta lại nên tự xử thế nào lời của huyết sắc tâm ma khiến lý diệu thất thần trong thoáng chốc chẳng qua một giây sau hắn liền nhíu mày hư lạnh một tiếng nói đừng dở trò lại làm loạn tâm thần ta dù ngươi nói không sai nhưng chủ nhân của tòa thành cũng không phải tự nguyện chủ động rời đi mà là bị khởi nghĩa nô lệ đánh đuổi đi bất luận thế nào hiện tại quyền khống chế phiến vũ trụ này đang nằm trong tay nhân loại chúng ta tổ tiên chúng ta đã cùng nữ oa tộc kề vai chiến đấu dùng nắm đấm, đao kiếm và máu tươi cướp lấy phiến vũ trụ này. Văn minh bàn cổ muốn ngóc đầu dậy thì phải chuẩn bị trả ra nắm đấm, đao kiếm và máu tươi nhiều gấp bội chúng ta mới được. Hừ, ở trong cuộc chiến phong thần chúng ta đã có thể chấn áp bàn cổ tộc một lần, vậy bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể lần nữa chấn áp, thậm chí triệt để tiêu diệt bọn hắn. Nhìn kinh nghiệm của chính bản thân Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm là biết, kế hoạch truyền thừa của văn minh bàn cổ, dù quỷ bí thế nào cũng không chắc chắn có thể thành công 100% thậm chí đến hai tên tu chân giả ở thời đại cổ tu đều không cách nào khống chế, càng không cần nhắc tới bên ngoài còn có vô vàn tân nhân loại được vũ trang, bởi văn minh tu chân hiện đại. Đối với hai vị tiền bối hóa thần cảnh vô tùy vân và mông xích tâm, Lý Diệu tràn đầy tôn kính và khâm phục. Điều đó không liên quan tới địa vực, thân phận, trận doanh, thời đại hay thiện ác. Thuần túy là xuất phát từ thân phận nhân loại, cảm động đối với tinh thần vì nhân tộc, mà kích phát ra dũng khí và hy sinh cường liệt. Để đền bù sai lầm của bản thân, không cho yêu ma thời thượng cổ lần nữa tứ ngược nhân gian hai tu sĩ hóa thần trong chớp mắt liền đưa ra lựa chọn chọn cách đồng quy vu tận ở nơi ít ai lui tới này lý diệu thật sự rất khó tưởng tượng trạng thái tâm lý lúc đó của hai người cũng không biết nếu mình ở vào vị trí vu tùy vân và mông xích tâm rốt cục sẽ làm ra lựa chọn thế nào bất luận lý niệm của hai hóa thần cổ đại này có khác biệt thế nào với tu chân giả hiện đại cuối cùng bọn hắn đều không phụ danh xưng tu chân giả khác xa với bè lũ xu nịnh trong sáu đại môn phái lý diệu cũng cân nhắc qua lời kể của hai người đến cùng là thật hay giả liệu có phải đây là một bẫy dập mới tỉ như thật ra bọn hắn đã bị văn minh bàn cổ khống chế cố ý dụ dỗ mọi người tới đây chẳng qua cẩn thận ngẫm lại liền biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ bởi vì nếu bọn họ thật sự bị văn minh bàn cổ vậy hoàn toàn không cần phải nói cho mọi người nhiều tin tức tuyệt mật như vậy bọn hắn rõ ràng cũng có thể thao túng cự thần binh chỉ cần khống chế hắc khô lâu cự thần binh tới đây cường hành đánh vỡ cấm chế lần nữa nối thông chiến hạm nữ oa với phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tự nhiên có thể phóng thích ra lượng lớn thú kích hoạt. Trong tình cảnh ngây thơ không biết gì, lại có hai đại hóa thần ở bên cạnh quấy nhiễu, nhất định sẽ có không ít nguyên anh bị thú kích hoạt tập kích, chuyển hóa thành bàn cổ tộc. Đây là cách xử lý đơn giản, trực tiếp, cũng là ổn thỏa nhất, lý diệu nhiều lần suy diễn, xác suất thành công gần như là 100%. Giờ bọn hắn lại làm thế này, chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân. Cho nên, Lý Diệu chọn cách tin tưởng bọn họ. Như vậy, vấn đề mới lại xuất hiện. Hai siêu cấp cường giả cảnh giới hóa thần, sau khi biết được bộ phận chân tướng về thế giới này, biết gia viên mình đang đối mặt với uy hiếp, cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Vu tiền bối, mông tiền bối, trăm năm sau đó, các ngươi một mực giam mình trong chiếc chiến hạm này. Lý Diệu cung kính hỏi. Đúng vậy, chúng ta muốn không giam mình ở chỗ này cũng không được. Vu Tùy Vân nói, lúc ta và mông xích tâm công kích lẫn nhau, cả hai đều cảm giác được thần hồn mình bị lực lượng thần bí kia ăn mòn đã xảy ra biến dị vô cùng hung hiểm, cho nên chúng ta liền quyết đoán ra tay, không chờ đừng lui, gần như triệt để đánh sụp thần hồn đối phương. Sau khi chúng ta tự giết lẫn nhau đến chết, chỉ còn lại vài mảnh tàn hồn phiêu đãng trong chiến hạm, không ngưng kết ra nửa điểm ý thức. Nếu như ở bên ngoài, chỉ cần bị ánh mặt trời chói trang chiếu dọi một lát, tàn hồn yếu ớt như vậy rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói, chúng ta cũng triệt để tiêu vong. Chẳng qua, vỏ ngoài chiếc chiến hạm tiên tộc này rất chắc chắn, bên trong còn tràn ngập khí thể vô cùng ổn định và thoải mái dễ chịu, như là một mảnh động thiên phúc địa nhân tạo, có thể chống lại hết thảy can nhiễu từ bên ngoài. Ngoài ra ở bên cạnh không ít nhà kho, và thi hài còn phát hiện một số tinh thạch chưa khô kiệt, đối với âm hồn mà nói, những thứ này giống như đồ ăn vô cùng vô tận. Tàn hồn của chúng ta phiêu đáng trong chiến hạm ước chừng hơn hai 20 năm, chậm rãi hút linh năng trong những tinh thạch này, không ngừng tầm bổ và chữa trị, rốt cục lần nữa ngưng tụ ra ý thức, khôi phục trí nhớ trước kia nhưng mà lúc này chúng ta đã suy yếu vô cùng đừng nói khôi phục cảnh giới hóa thần khi còn sống dù là so với lệ quỷ tầm thường đều không bằng bên ngoài chiến hạm là băng thiên tuyết địa của vĩnh dạ băng nguyên khắp nơi đều tràn ngập cương phong và bão tuyết cuồng bạo với cường độ âm hồn chúng ta chỉ cần bước ra chiến hạm một bước liền sẽ bị cương phong triệt để xé rách bị băng tuyết đông cứng hoàn toàn đánh mất toàn bộ khả năng sống sót âm hồn của ta và mông xích tâm cứ thế bị triệt để phong chết trong chiếc chiến hạm tiên tộc này Vu Tùy Vân với giọng sầu muộn nói đến đây, mông xích tâm ở bên lại nhách môi cười khẽ, tiếp lời nói, huống hô, phát hiện ra bí mật kinh người trong chiến hạm tiên tộc, và cung điện ma tộc dưới mặt đất, nơi đây lại là một mảnh động thiên phúc địa thích hợp cho âm hồn tầm bổ, còn có nhiều bí bảo hồng hoang và thi hài như vậy để nghiên cứu, dù để cho chúng ta đi, chúng ta cũng không nỡ. Tất cả nguyên anh, bao gồm cả lý diệu thoáng lướt nhau, lũ lượt gật đầu, bọn họ đều hiểu được phần nào tâm tư của hai vị hóa thần đối với hai vị hóa thần lão quái độc nhất vô nhị của cổ thánh giới mà nói, quyền thế, địa vị, tiền tài, những thứ tục tàn kia đều có được dễ như trở bàn tay, bọn họ có lẽ sớm đã chẳng mấy để tâm nữa rồi. Chiến hạm tiên tộc, cung điện ma tộc dưới lòng đất, bí bảo hồng hoang, cuộc chiến tiên ma thượng cổ, chỉ có những thứ liên quan đến khởi nguyên và tương lai của thế giới mới có thể hấp dẫn hai vị hóa thần, khiến bọn hắn trả ra bất cứ giá nào để đi thăm dò nghiên cứu, đi tìm căn nguyên nguồn gốc. Ta và Vu Tùy Vân tuy thuộc trận doanh bất đồng, thậm chí vì số mệnh Đại Càn và Đại Thảo Nguyên U Vân mà quyết một trận tử chiến. Nhưng sau khi phát hiện mộ địa quỷ dị sâu trong Ma Cung, lại bị quái thú kia biến thành yêu ma khủng bố, hai chúng ta đều biết, cổ thánh giới e rằng sắp phải đối mặt với uy hiếp khó mà tưởng tượng, đồng thời cũng rất khó ngăn. Cản là nguy cơ diệt thế không chút nghi ngờ. Trước mặt nguy cơ diệt thế, tranh giành số mệnh giữa Đại Càn và U Vân căn bản chẳng đáng là gì hai người chúng ta chỉ có vứt bỏ hiểm khích lúc trước, bắt tay hợp tác, mới có một tuyến sinh cơ, trợ giúp thế giới chung của chính mình vượt qua ải khó. Cho nên, vài chục năm sau, chúng ta vẫn ở lại trong chiến hạm tiên tộc, một bên hút tinh thạch tu bổ âm hồn, một bên nghiên cứu hết thảy nơi đây. Hóa thành âm hồn hư vô mở mịt thật ra cũng có cái lợi, ngoại trừ số khoang rất ít bị cấm chế phong bế ra, tất cả những khoang còn lại chúng ta đều có thể tiến lui tự nhiên, dễ dàng mở ra nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu hai người chúng ta lại phát hiện một chân tướng kinh người đó chính là điều vừa nãy chúng ta từng nói qua sự tồn tại của tiên giới nói đến chỗ này mông xích tâm ngừng lại thoáng chốc nhìn lướt qua số đông nguyên anh đang cố giả bộ chấn định khuôn mặt đầm đìa mồ hôi khẽ mỉm cười nói nói là tiên giới thì không quá chuẩn xác phải gọi là vô vàn thế giới tồn tại bên ngoài cổ thánh giới đúng rồi nói đến tinh hải các ngươi có từng biết bộ dáng thực sự của ngôi sao là thế nào không không, không phải những điểm sáng lập lòe quay chung quanh ngoài cổ thánh giới, những thứ kia cùng lắm chỉ là chút bụi bặm bé nhỏ trong vũ trụ khôn cùng mà thôi, nào có tư cách xưng là ngôi sao. Ngôi sao thực sự là những hỏa cầu lớn vô cùng, phóng xạ vô tận ánh sáng và nhiệt lượng, tương tự như mặt trời của chúng ta. Tưởng tượng thử xem, ở bầu trời trên đỉnh đầu chúng ta, nơi rất xa rất xa, có hàng vạn hàng tỷ mặt trời như thế, bên cạnh mỗi mặt trời lại có một, thậm chí một vài thế giới tương tự như cổ thánh giới có khi khổng lồ hơn xa cổ thánh giới rất nhiều lần a à, ngoại trừ lý diệu tất cả siêu cấp nguyên anh đều bị lời này của mông xích tâm làm cho kinh hãi hệt như đám cá vốn sống trong ao nước nho nhỏ chợt phát hiện bên ngoài ao là một mảnh đảo hoang hơn nữa bên ngoài đảo hoang là cả một biển lớn bao la hàng vạn hàng tỷ mặt trời hàng vạn hàng tỷ thế giới dù là tuyệt thế cao thủ như tề trung đạo hàn bạt lăng nhưng bị kinh nghiệm và hoàn cảnh trong quá khứ ảnh hưởng đều rất khó tưởng tượng thế giới như vậy rốt cục sẽ có dạng gì. Một cảm giác hư không, khủng bố và vô độc khôn cùng lập tức như, thủy triều ập tới trong lòng mỗi tên Nguyên Anh. Lúc con người lần đầu tiên phát hiện sự bao la của vũ trụ, nhận ra vị trí thế giới mình đang sống không phải trung tâm vũ trụ, mà chỉ là một hạt cát không chút nghĩa lý trong vũ trụ mênh mông, nhận thức được sự nhỏ bé của bản thân, thì đều khó tránh khỏi xa vào thất kinh không cách nào kiềm chế. Tu chân giả ở các thế giới bên ngoài, cũng đều từng trải qua kịch biến tâm lý như thế, nhờ đó mới có thể từ dân tộc tinh cầu tiến hóa thành dân tộc tinh hải rất lâu rất lâu về sau đến tận hôm nay thổ dân cổ thánh giới mới được học bài học này mông xích tâm và vua tùy vân bất động thanh sắc quan sát phản ứng của người tên nguyên anh ánh mắt bọn hắn dừng lại lâu nhất trên mặt lý diệu dường như phát hiện lý diệu chỉ đang cố miễn cưỡng tỏ vẻ khiếp sợ khác hẳn vẻ chấn kinh phát từ nội tâm của những người còn lại hai người liếc nhau sâu trong đôi mắt tóe bắn ra tia sáng lấp lánh cẩn thận ngẫm lại liền thấy được đây là điều đương nhiên mông xích tâm không nhanh không chậm nói thời đại hồng hoang uy năng tiên ma thượng cổ sao mà cường đại một cổ thánh giới nho nhỏ làm sao có thể vây khốn được bọn hắn tóm lại ta và vu tùy vân trải qua vài chục năm học tập và nghiên cứu rốt cục xác định ở bên ngoài cổ thánh giới còn tồn tại vô vàn thế giới càng thêm bao la chúng ta có thể xưng phiến tinh hải bao la bát ngát đó là tiên giới chẳng qua cá nhân ta càng thích xưng là ngoại vực hơn nếu tiên giới hoặc nói cách khác là ngoại vực quả thực tồn tại tiếp sau chúng ta tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới một vấn đề cực kỳ then chốt ở sâu trong tinh hải liệu còn có tiên nhân hoặc là tồn tại nào khác mà những người này có biết đến sự tồn tại của cổ thánh giới hay không một khi biết được thái độ của bọn họ đối với chúng ta sẽ là thế nào chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio một viên đá kích lên ngàn tầng sóng ngoại trừ lý diệu cùng long dương quân đáy lòng tám gã siêu cấp nguyên anh còn lên đều cuộn lên sóng cả vạn trượng có thể leo lên nguyên anh kỳ thậm chí là cảnh giới cao hơn Sở bò lăn đánh trong chốn tu chân giới người lửa ta gạt, quỷ quyệt khôn lường nhiều năm như vậy, bọn hắn sớm đã hiểu rõ khắc sâu mặt hắc ám và lãnh khốc của nhân tính. Dù là người từ bi vi hoài như khổ thiền đại sư cũng không phải hạng ngây thơ, chỉ biết nghĩ tốt cho người khác. Lại thêm một loạt hành vi mà Lôi Vân Tiên Quân nghi là tiên nhân vừa mới làm ra, càng khiến bọn họ tăng thêm vài phần nghi kỵ và đề phòng đối với tiên nhân trong truyền thuyết. Nếu tiên nhân thực sự tồn tại, rốt cục bọn họ sẽ đối đãi những phàm nhân, bao gồm cả tu tiên giả trong cổ thánh giới. Thế nào? Là bằng hữu có thể hợp tác, nô lệ để nghiền ép, vật chơi để đùa bỡn, hay là con sâu cái kiến mặc sức giết chóc? Số Đông siêu cấp Nguyên Anh càng cân nhắc càng cảm thấy tiền đồ khó lường, tương lai cổ thánh giới không chừng sẽ là một mảnh hắc ám gió tanh mưa máu. Sắc mặt của bọn hắn dần trầm xuống, trên mặt hiện đầy vẻ buồn rầu lo âu. Tuy trong truyền thuyết không thiếu tiên ma thần Phật từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh, điểm hóa phàm nhân, chẳng qua thần sắc hàn bạt lăng vô cùng ngưng trọng gắn từng câu từng chữ nói đó đều là truyền thuyết hoang đường do dân chúng vô tri ký thác mà thôi nếu tiên nhân thật sự tồn tại đồng thời bọn hắn khống chế tài nguyên gấp trăm ngàn lần chúng ta có được năng lực áp đảo tuyệt đối chúng ta ta nhìn không ra bọn hắn cần gì phải ôm lấy thiện ý hệt như vương triều trung ương nắm giữ mảnh đất màu mỡ nhất trong thiên hạ lại giữa lúc cực thịnh đương thế thì sao cần phải từ mi thiện mục với man tộc biên hoang dù sao một đạo thánh chỉ ban xuống liền có thể tùy ý bóc lột nghiền ép bộ tộc biên hoang, cướp đoạt hết thảy bảo vật, nhân tài, nữ nhân, xúc vật đưa về vương triều trung ương. Bộ lạc biên hoang chỉ cần hơi không tuân theo, liền sẽ có vương sư triều đình tấn công lôi đình, triệt để tiêu diệt chọn cả bộ tộc. Cũng như đại cản vương triều, trong 500 năm đầu từ lúc lập quốc, một hơi tiêu diệt hơn 380 bộ lạc biên hoang, vô luận đông tây nam bắc, tất cả đều bị cái gọi là vương sư đánh cho ngoan như cún. Có điều sau mấy trăm năm nội loạn, đại càn từ từ suy sụp cuối cùng mới dần buông lỏng khống chế với phía đại hoang quan hệ giữa tiên giới và cổ thánh giới rất có khả năng cũng tương tự như vương triều trung ương cường thịnh với bộ tộc man hoang những tiên nhân tuyệt sẽ không mang đến nửa điểm thiện ý chỉ đến để sao trá cướp bóc và nô dịch chúng ta chúng ta phải giữ vững tinh thần cầm lấy đao kiếm phản kháng tiên nhân a di đà phật hàn thí chủ nói quá cực đoan rồi nếu tiên giới đã bao la gấp ngàn vạn lần cổ thánh giới Hiển nhiên cũng tồn tại thiên hình vạn trạng trùng tộc và thế lực, không khả năng mỗi thế lực đều là hạng cùng hung cực ác được. Khổ Thiền Đại Sư chắp tay trước ngực, lời nói xoay chuyển nói, chẳng qua, ý đồ hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người thì cũng không thể không có. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình hình ngoại vực, hết thảy quyết định quả thực cần phải được cân nhắc kỹ càng, cẩn thận hành sự. Không sai, nếu thật sự tồn tại một ngoại vực lớn hơn chúng ta ngàn vạn lần, như vậy số lượng cường giả ngoại vực nhất định cũng gấp ngàn vạn lần chúng ta nói không chừng còn có rất nhiều vân tần kim nhân và chiến hạm tiên tộc. Một khi bọn hắn phát hiện cổ thánh giới tồn tại, cổ thánh giới thật sự rất khó ngăn cản. Cho nên chúng ta có chú ý cẩn thận cỡ nào đều không thừa. Hai tay ba tiểu ngọc nắm chặt cán tẩu thuốc, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, nghĩ nghĩ, lại có phần căng thẳng bồi thêm một câu. Đúng rồi, tiên giới hay là ngoại vực kia, hiện giờ có lẽ vẫn chưa phát hiện cổ thánh giới đâu nhỉ? Ngươi sai rồi, ngoại vực rất có khả năng đã phát hiện cổ thánh giới tồn tại. Vu Tùy Vân thở dài nói, cái gì tất cả siêu cấp nguyên anh đều nhảy dựng lên làm sao có thể ba tiểu ngọc trợn tròn mắt quái khiếu nói hai vị tiền bối làm sao biết ngoại vực đã phát hiện chúng ta đã phát hiện vì sao không phái người tới nói đến đây hắn đột nhiên im bặt lại bởi vì hắn bất chợt nghĩ đến ngoại vực quả thực đã phái người đến đó chính là lôi vân tiên quân mà giờ phút này đang bị bọn hắn trói gô ở kia tuy lôi vân tiên quân bị bọn hắn bắt được nhưng đã có một lần tất có lần thứ hai ai biết giờ phút này liệu đang có một chi đại quân ngoại vực hùng hổ giết tới cổ thánh, giới hay không? Trong nhất thời, toàn bộ đám nguyên anh lão quái vốn núi băng sụp trước mặt, cũng không đổi sắc lại đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ta và mông xích tâm học tập và tu luyện trong chiến hạm tiên tộc hơn 70 năm, trải qua vài chục năm nhiều lần phòng đoán và nghiên cứu, nắm giữ sơ bộ được công dụng của một ít pháp bảo trong chiến hạm, đồng thời cũng nhận thức được tinh hải bên ngoài rốt cục bao la đến cỡ nào. Lúc đó, chúng ta mới chợt phát hiện, Vu Tùy Vân nói, ở một khoang trong chiến hạm tiên tộc, có một pháp bảo cỡ lớn gần đây có dấu hiệu bị kích phát. Cái gọi là gần đây, đại khái chừng khoảng 100 năm đổ lại, chuẩn xác hơn thì là, rất có khả năng chính là lúc chúng ta thăm dò ma cung dưới lòng đất, bị chuyển biến thành yêu ma thượng cổ. Mà công dụng của pháp bảo này, căn cứ hai chúng ta nhiều lần suy diễn, hẳn là tương tự như linh hạt truyền thư, gửi đi tín hiệu tới nơi cực xa sâu trong tinh hải. Tất cả nguyên anh, bao gồm cả lý diệu đều thoáng dùng mình. Lý Diệu dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng kềm chế không hú lên kích động. Tề Trung Đạo trầm ngâm một lát rồi nói, ý hai vị là, 100 năm trước, từ trên chiếc chiến hạm tiên tộc, này đã từng phát ra một đạo tương tự tín hiệu thần niệm, truyền tống đến sâu trong tinh hải, đến một nơi thần bí nào đó. Có lẽ cũng không thần bí. Vu Tùy Vân lắc đầu nói, sau khi phát hiện chuyện này, ta và mông xích tâm cùng tháo dỡ pháp bảo cỡ lớn kia ra nghiên cứu, dùng suốt 10 năm, kích hoạt một bộ phận địa đồ tinh hải giải rác trong đó, đại khái tìm được địa điểm tín hiệu gửi tới đó hẳn là mấy nơi thế giới tương tự như cổ thánh giới chúng ta phỏng đoán chiếc chiến hạm tiên tộc này tương tự như phi thuyền linh năng chúng ta vẫn thường sử dụng hiển nhiên cũng cần có mẫu cảng và một số bến cảng tiếp tế để tránh né mưa gió tiến hành tiếp tế và chuyên trở hàng hóa cũng như thủy sư đại càn phải trú đóng ở mấy bến cảng trấn hải thiên hải vân hải vậy nơi tín hiệu truyền tới rất có khả năng là mẫu cảng của chiến hạm tiên tộc mấy chục vạn năm trước hoặc là nơi nào đó mà nó cho rằng có thể liên lạc được với tiên nhân. Cho nên, các vị đạo hữu, rất không may, cổ thánh giới chúng ta rất có thể đã bảo lộ trong mắt tiên giới cường đại, mà thần bí khôn lường từ gần 100 năm trước. Tất cả mọi người đều bị tin tức giống như, xét đánh ngang trời này làm cho đầu vắng mắt hoa, nghẹn họng chân chối. Lý Diệu càng là cảm thấy trước mắt trống rỗng, lỗ tai ù đặc. Điều này, điều này, thật là tai hại. Không sai, tinh diệu liên bang quả đã phát hiện cổ thánh giới tồn tại, hơn nữa hắn cũng đã xác định được chính xác tọa độ cổ thánh giới. Nhưng hai đại hóa thần cổ thánh giới cũng biết về sự tồn tại của thiên nguyên, giới và phi tinh giới, rất có khả năng đã định vị được bộ phận tọa độ hai giới, không biết tinh đồ mà bọn hắn miễn cưỡng phân tích ra rốt cục chính xác tới cỡ nào. Trời nhá nhem gặp phải sói, hai bên đều sợ hãi, mà bên trong còn kèm theo một chi bộ đội đặc trùng của đế quốc, đúng thật là loạn đến rối tinh rối mù. Phúc bất song hành, họa vô đơn chí mông xích tâm không để cho số đông nguyên anh có cơ hội thở dốc phảng phất cố ý muốn dọa chết một người hai mới triệu thôi nghỉ tiếp tục nói ngay khi chúng ta phát hiện cổ thánh giới rất có khả năng đã bị tiên giới nhìn chằm chằm đồng thời chúng ta còn phát hiện cấm chế phong ấn ma cung dưới lòng đất đang dần mất đi hiệu lực không biết bởi trải qua mấy chục vạn năm mưa gió nó cuối cùng đã bị tiêu hao đến cực hạn hay bởi vì trăm năm trước hai người chúng ta kích động qua một lần khiến cho phong ấn sức mẻ phần nào tóm lại căn cứ suy đoán của chúng ta đạo cấm chế này tối đa chỉ trèo chống được thêm 100 năm, trong vòng 100 năm, nhiều khả năng nó sẽ triệt để sụp đổ. Một khi đạo cấm chế do tiên tộc bố trí này sụp đổ, chỉ dựa vào hơn 20 đạo cấm chế chúng ta bố ra, căn bản không đủ để ngăn cản đám quái thú kia. Hơn nữa chúng ta ẩn ẩn có một loại dự cảm, rất nhiều quái thú ở sâu trong ma cung đang dần thức tỉnh, dục dịch sống lại. Qua mấy chục vạn năm thương hải tăng điền, lòng đất biến động, có lẽ xác ngoài ma cung sớm đã phá thành mảnh nhỏ không chừng bọn chúng không cần phá tan cấm chế cũng có thể tìm được đường ra lao lên mặt đất tứ ngực nhân gian chư vị đây chính là thế cục chúng ta sắp phải đối mặt trên đỉnh đầu chúng ta trong ngoại vực tinh hải bao la bát ngát rất có khả năng tồn tại vô vàn tiên nhân cùng hung cực ác đang theo dõi thế giới chúng ta đồng thời đang ùn ùn kéo tới đây lôi vân tiên quân chính là một trong số chúng từ hành vi của người này thì có thể thấy được tiên nhân không phải hạng thiện nam tín nữ gì mà ở dưới chân chúng ta còn có một tòa ma cung có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Một khi cấm chế thật sự bị xông phá, yêu ma thượng cổ sẽ tái hiện nhân gian, triệt để biến chọn cả cổ thánh giới thành xào huyệt yêu ma. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, hơi không cẩn thận, thế giới của chúng ta liền sẽ gặp bị hủy trong tay tiên nhân hoặc là yêu ma. Bây giờ các ngươi còn cảm thấy chút thù hận và mâu thuẫn giữa vân tần và đại càn, giữa môn phái và lưu dân, hoàng đế cùng quyền thần quan trọng nữa không? Phần đông nguyên anh đều á khẩu không trả lời được. Tề trung đạo và hàn bạt lăng ngơ ngác nhìn nhau, Phượng Hoàng Đế và Long Dương Quân đối mặt không nói gì, thích trường thắng liếc nhìn ba tiểu ngọc, vạn Minh Châu quay sang nhìn khổ thiền đại sư, cừu hận và sát ý nơi đáy mắt dần ảm đạm, giống như ngọn nến bị gió mạnh thổi tắt. Đúng vậy, nếu cổ thánh giới thật sự chỉ là một hòn đá nhỏ nhoi ở biên giới tinh hải, tùy thời đều sẽ bị lực lượng cường đại gấp trăm ngàn lần nghiền áp thành phấn vụn, bọn hắn lại vì tranh đoạt hòn đá kia mà đánh đến ngươi sống ta chết, làm vậy rốt cục có nghĩa lý nào không? Tuyệt vọng. Đáy lòng không ít nguyên anh đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng khôn cùng. Nhưng mà, nháy mắt sau, tuyệt vọng khôn cùng lập tức bị chiến ý càng thêm mãnh liệt nuốt chửng. Thân là siêu cấp nguyên anh ngang dọc một phương, chỉ kém hóa thần một bước ngắn ngủi, gánh vác lấy toàn bộ hy vọng và tương lai của cổ thánh giới, đạo tâm bọn hắn chắc chắn vô cùng, làm sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy được? Dù rằng trên có tiên tộc, dưới có yêu ma, chẳng lẽ chúng ta liền cứ vậy chờ chết, ngảnh cổ đợi người đồ sát? Hỗn Thiên Vương thích trường thắng cười gần một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất, hung ác nói: lão tử mặc kệ tiên ma thần phật này kia nếu ai muốn lấy mạng lão tử cứ việc tới lấy thử xem chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết vu tùy vân nói sau khi phát hiện tiên nhân và yêu ma tồn tại ta và mông xích tâm liền không chỉ một lần muốn xông ra vĩnh dạ băng nguyên truyền tin tức này ra ngoài nhưng cương phong và bão thuyết thực sự quá hiểm ác trong tầng băng còn kèm theo mảng lớn băng sát ma vụ bằng vào thân thể âm hồn của chúng ta thì không cách nào lao ra được may mắn trong chiến hạm tiên tộc không thiếu Vân Tần Kim Nhân hoàn hảo không chút tổn hao. Vài chục năm sau đó, ta vào mông xích tâm, dồn chủ yếu tinh lực vào học tập sử dụng và điều khiển Vân Tần Kim Nhân, hy vọng có thể thao túng một bộ Vân Tần Kim Nhân xông ra băng nguyên. Chỉ tiếc, thiết kế ban đầu của Vân Tần Kim Nhân là để cho người sống sử dụng, thần hồn người sống và âm hồn người chết rốt cục có khác biệt không nhỏ, hơn nữa chúng ta không có danh sư chỉ điểm, toàn bằng bản thân đánh bậy đánh bạ, mò mẫm lung tung, qua mười mấy năm, tiến triển vẫn rất chậm dựa vào hai người hợp lực mới miễn cưỡng khống chế được một bộ vân tần kim nhân, thi triển ra những động tác cơ bản như đi lại, bay nhảy, vung quyền vân vân. Dựa vào những động tác này, có vẻ đã đủ khả năng xông ra vĩnh dạ băng nguyên. Theo kế hoạch ta và mông xích tâm sẽ dùng thêm thời gian một năm, tận lực sưu tập toàn bộ tinh thạch trong chiến hạm tiên tộc, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn diện đối với vân tần kim nhân. Sau đó liền khống chế vân tần kim nhân cường hành xông qua băng nguyên, lần nữa xuất hiện trên nhân gian. Chẳng qua, đúng lúc ấy, các ngươi đi tới sự xuất hiện của các ngươi không ngoài dự đoán của ta và mông xích tâm, bởi vì sau khi chúng ta phát hiện cổ thánh giới rất có khả năng đã bạo lộ, liền cũng suy diễn qua thế cục biến hóa, rằng mẫu cảng của chiếc chiến hạm tiên tộc này rất có thể sẽ phái ra tiên nhân, lần theo tín hiệu tìm đến cổ thánh giới. Một khi bọn hắn thật sự đi tới cổ thánh giới, chiếc chiến hạm tiên tộc phát ra tín hiệu này đương nhiên là mục tiêu tìm kiếm hàng đầu. Nói cách khác, chúng ta sớm đã đoán được, trong các ngươi rất có khả năng ẩn núp một ít tiên nhân. Thì ra là thế, Tề Trung Đạo thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói, Vu Đại Tỷ và mông tiền bối giấu mình trong vân tần. Kim nhân là để dẫn rắn ra khỏi hang, nhằm bắt lấy tên tiên nhân kia. Đấy chỉ là một phần nguyên nhân. Mông xích tâm mỉm cười nói, lúc ấy chúng ta không biết tiên nhân rốt cục cường đại đến cỡ nào, tự nhiên không thể để tiên nhân phát hiện sự có mặt của chúng ta. Như vậy vạn nhất thế cục không khống chế được, chúng ta cũng có cơ hội liều chết đánh cược một lần. Mặt khác, chúng ta cũng muốn giấu mình sâu trong vân tần kim nhân, nhìn trộm xem tiên nhân khống chế vân tần kim nhân như thế nào, quả nhiên đã bị chúng ta phát hiện không ít bí quyết, có thể trợ giúp kỹ thuật điều khiển vân tần. Kim nhân của chúng ta lập tức tăng lên mấy lần, nếu chỉ bằng tự chúng ta đau khổ mỏ mẫm, có mò mẫm thêm 100 năm cũng chưa hẳn tìm ra được những bí quyết kia. Còn nữa, lúc khống chế vân tần kim nhân cần tức tốc thúc giục thần hồn đến cực hạn, tiêu hao đối với người điều khiển là rất lớn, đó cũng chính là thời khắc tiên nhân yếu ớt nhất, chỉ có phát động tập kích khi đó mới có thể chắc chắn bắt sống được tiên nhân chẳng qua điểm trọng yếu nhất là, chúng ta cũng muốn trước âm thầm khảo sát các ngươi một phen. Tề Trung Đạo hơi ngớ, khảo sát chúng ta. Suốt 100 năm qua, chúng ta không biết tình hình cổ thánh giới thế nào, càng không biết trong tu chân giới đã xuất hiện bao nhiêu anh hùng hào kiệt mới, tâm tính và trí tuệ những cường giả này ra sao, liệu có đủ tư cách cùng chúng ta bàn bạc đại kế, đương nhiên phải xem xét một phen mới được. Mông Sích Tâm thẳng thắn nói, chỉ dựa vào hai tên quỷ tu là ta và Vu Tùy Vân, đương nhiên không khả năng cứu vớt toàn bộ cổ thánh giới, chúng ta cần có càng nhiều cường giả trợ giúp thân là cường giả có tư cách quyết định tương lai cổ thánh giới đương nhiên không thể là hạng vũ phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển song cũng không thể là kẻ trí kế cao minh đa mưu túc trí song lại mưu tư lợi bụng dạ khó lường vũ lực trí tuệ ý chí phẩm tính thiếu một thứ cũng không được tất phải là người thực sự lòng mang thiên hạ nguyện ý trả ra hết thảy đi ngăn cản cổ thánh giới diệt vong vu tùy vân quét mắt liếc mọi người mỉm cười nói tiếp mười người các ngươi tuy lập trường địa vị trận doanh đều có chỗ bất đồng có lẽ ở trong mắt đây đó đối phương rất có khả năng là hạng tậu danh câu dự thậm chí đại gian đại ác nhưng ở trong mắt ta và mông xích tâm biểu hiện trong trận kịch chiến vừa rồi lại chứng tỏ các ngươi hơn xa bè lũ xu nịnh tư lợi trong sáu đại môn phái kia dù hoàng đế đã từng bị lôi vân tiên quân khống chế nhưng vẫn một lòng muốn trung hưng đại càn cân nhắc cho toàn thiên hạ tin tưởng ngươi sẽ không vì tư lợi bản thân mà làm ra hành vi bán rẻ lợi ích cổ thánh giới đúng không lời này vừa ra thiếu niên thiên tử lập tức động dung quả có chút nghẹn ngào cắn răng nói chẫm dù thịt nát xương tan cũng sao có thể làm ra chuyện bán rẻ cơ nghiệp tổ tông vậy là được rồi nếu nói nhất định phải lựa chọn một ít đạo hữu kề vai chiến đấu cùng hai người ngăn cản cổ thánh giới hủy diệt ánh mắt mông xích tâm lập tức trở nên sắc bén vô cùng thanh âm cũng chém đinh chặt sắt giống như cuồng phong gào thét trên thảo nguyên ta và vu tùy vân quyết định đó chính là mười người các vị người đại nguyên anh ngơ ngác nhìn nhau Ngoại trừ Lý Diệu và Long Dương quân gia, những người còn lại đều cảm thấy, trong ngực phẳng phất bùng lên một con dao long hỏa diễm đang điên cuồng vẫy đạp, nhiệt huyết sụp sôi. Dựa vào 12 người chúng ta để quyết định tương lai cổ thánh giới. Tề Trung Đạo lẩm bẩm nói, sáu đại phái và những tu chân giả khác thì sao? Vu Tùy Vân hử lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đám nhãi danh không đủ đồng mưu. Bảy chữ này quả thực đã nói rõ hết thảy. Thế nào? Mắt mông xích tâm sáng rực lên, nhách môi cười hỏi. Mười vị đạo hữu có ý kiến gì với nguy cơ cổ thánh giới sắp phải đối mặt không? Chúng ta, ba tiểu ngọc dùng sức gãi gãi đầu tóc, gãi ra mảng lớn dầu nhầy. Mông tiền bối đã nói, tiên giới bao la bát ngát, cao thủ nhiều vô số kể. Mười hai người chúng ta dù có thể xưng vương xưng bá ở cổ thánh giới, nhưng ra đến trong tinh thần đại hải thì cũng là mối bỏ biển. Làm sao có thể ngăn cản được yêu ma và tiên nhân tiến công? Mông xích tâm mỉm cười, chậm rãi nói, ta và Vu Tùy Vân chỉ nói muốn thủ hộ cổ thánh giới, Chứ đâu có nói, nhất định phải ngăn cản tiên nhân và yêu ma. Tương lai cổ thánh giới do chư vị cùng nhau quyết định, nếu chư vị nhất trí cho rằng, đầu hàng tiên nhân là lựa chọn tốt nhất, hai ta đều dơ hai tay tán thành. Cái gì? Lần này đến lượt ba tiểu ngọc, tề trung đạo và lý diệu trợn tròn mắt, thẳng thốt hỏi, đầu, đầu hàng tiên nhân. Hóa thần lão quái kiểu gì thế này, mới rồi còn đao to búa lớn, hô hào khiến người nhiệt huyết sôi trào, lúc này lời nói lại xoay chuyển, gọn gàng mà dứt khoát biến thành phe đầu hàng, cũng quá không khí tiết đi à nha chó đẻ đứa này không phải là gián điệp đế quốc chân nhân loại đấy chứ dù biết khả năng này cực kỳ nhỏ lý diệu vẫn nhịn không được kêu to trong lòng có gì không thể mông xích tâm chỉ chỉ bốn phía nói các ngươi nhìn quy mô của chiếc chiến hạm tiên tộc và mức độ tinh xảo của pháp bảo trong đây xem cả vũ khí mà những thi hài tiên ma kia sử dụng nữa đấy là chưa kể tới uy năng vô địch của vân tần kim nhân những thứ đó chúng ta có ngăn cản nổi không nếu tiên nhân thật sự muốn nhúng tay vào cổ thánh giới chúng ta gần như không chút sức lực đánh trả. Biết rõ đánh không lại, còn muốn lấy trứng trọi với đá, đó chẳng phải tìm chết ư. Tự mình muốn chết thì chẳng sao, nói không chừng còn có thể lưu danh sử xanh. Bác lấy tiếng thơm trung trinh dũng liệt, thà chết không hàng. Nhưng điều chúng ta đàm luận bây giờ là sự tồn vong của cả cổ thánh giới, không phải sống chết của mấy chục con người. Vì tiếng thơm thà chết không hàng của bản thân, lại khiến cho mấy chục vạn vạn người chôn cùng. Đây đâu phải điều tu sĩ chính đạo nên làm. Tề trung đạo và ba tiểu ngọc liếc nhau, mờ mịt nói nhưng mà ha ha mông xích tâm cười một tiếng trầm thấp chỉ chỉ vu tùy vân nói biểu tình của hai vị đạo hữu lúc này giống hệt nét mặt vu đạo hữu khi ta nói với nàng về ý kiến đầu hàng nói cho cùng vu tùy vân tề trung đạo ba tiểu ngọc các ngươi đều là tu sĩ trung nguyên quen rồi cảm giác lão tử đệ nhất thiên hạ hưởng thụ tứ phương triều bái man di cúi đầu đối với các ngươi mà nói đầu hàng là sỉ nhục lớn lao là hành vi đáng khinh tuyệt không thể chấp nhận Bất quá, đối với những người cơ khổ sống ở nơi man hoang như chúng ta, lúc Vương Triều Trung ương cường đại, lựa chọn đầu hàng, tỏ vẻ thần phục với Vương Triều Trung ương là điều hết sức bình thường. Vài vạn năm qua, những tu chân giả trên đại thảo nguyên U Vân chúng ta, hay là tu chân giả vu nam ngũ lộ như linh thứ đạo hữu, hoặc tu chân giả ở sâu trong núi non trùng điệp Đông Nam, nơi Tây Bắc nóng nực ra sôi, hay nơi hải đảo Đông Hải, chẳng lẽ đều không phải như vậy? Nếu những tu sĩ man di như chúng ta mà cứ khăng khăng khí tiết, thà chết không hàng, quyết không cúi đầu, thì nơi biên hoang sớm đã vắng sạch bóng người, tất cả đều bị vương triều trung ương giết sạch. Tình thế không bằng người, tạm thời đầu hàng thì có gì đáng xấu hổ. Chỉ cần đầu hàng có thể đổi lấy sinh tồn, bất luận dùng phương thức gì, cứ sống tiếp đi đã, như vậy mới có cơ hội lật bàn. Đầu hàng vương triều trung, ương, học tập văn hóa và thần thông, âm thầm lớn mạnh lực lượng bản thân, yên lặng chờ đợi vương triều phát sinh nội loạn. Nhân khi vương khí suy kiệt liền thừa cơ quật khởi, cướp lấy số mệnh của nó, thay mình vào lịch sử mười mấy vạn năm cổ thánh giới tất cả chính quyền man tộc từ biên hoang nhập chủ trung nguyên đều làm như vậy đại thảo nguyên u vân dưới sự chỉ đạo của ta cũng chuẩn bị làm như vậy đại hùng xem ra người tự hồ cũng đi trên con đường này còn làm được không sai đúng không ha ha đã như vậy vì sao chúng ta không y cách làm theo nhận rõ hiện trạng thực lực bản thân coi cổ thánh giới như một chính quyền man hoang xem tiên giới là vương triều trung ương tạm thời đầu hàng bọn hắn khiêm tốn học tập bọn hắn thôn vệ hết thảy tinh hoa, sau đó hãng từ từ mưu đồ. Điều này, phần đông nguyên anh thật sự bị luận điệu của mông xích tâm hủ cho không nhẹ. Người khác còn đang khiếp sợ tiên giới bao la, cường hoành và thần bí, mông xích tâm lại đã to gan lớn mật đến độ muốn từ từ mưu đồ tiên giới. Quả không hổ là hóa thần lão quái trăm năm trước tung hoành thảo nguyên, chấn động thiên hạ, thật không phụ danh xưng lang thần, hung hãn không sợ chết, cùng hung cực ác hệt như một con sói đói. Hay tuyệt, vừa rồi hỗn thiên vương thích, trường thắng là người đầu tiên nhảy lên gầm rú muốn huyết chiến đến cùng với tiên nhân lúc này lại cũng là người đầu tiên nhảy ra hưởng ứng mông xích tâm tên đầu lĩnh giặc cỏ này sờ đầu cười nói mới nãy lão thích nghĩ sai rồi vẫn là mông tiền bối nói đúng bất luận thế nào trước phải bảo tồn thực lực sống sót tiếp mới được như vậy mới có cơ hội đông sơn tái khởi truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời mcli cà phê nhé nếu chỉ là giả đầu hàng nếu điều kiện phù hợp không phải là không thể cân nhắc ngày xưa lão thích bị quan quân và đám tu chân, giới khốn khiếp liên thủ truy kích tiểu diện, khi đến bước đường cùng cũng từng nhiều lần đầu hàng. Vậy có là gì, quyền nghi chi kế mà thôi. Cuối cùng chẳng phải đều bị lão thích thừa cơ giết cho người lật ngựa nghiêng. Ha ha, răng rắc, ba tiểu ngọc cắn nát cắn tẩu thuốc, trợn mắt nhìn, ngươi nói ai là đám khốn khiếp. Thích trường thắng nghiêng đầu liếc hắn, cười quái dị nói, ai đã từng truy kích tiểu diệt lão tử, đứa đó là khốn khiếp. Lão ăn mày, ngươi chưa từng xen vào chuyện giữa lão tử và các đại phái, cần gì phải nhảy ra hò hét?" Ba Tiểu Ngọc hừ lạnh nói, "Lão ăn mày đây ghét nhất là bộ dạng chẳng biết xấu hổ của ngươi. Hỗn Thiên Quân của ngươi lúc đầu cố nhiên là lưu dân khởi nghĩa, miễn cưỡng xem như quan bức dân phản, chẳng qua sau khi ngươi phát triển lớn rồi, lại làm ra không ít chuyện thương thiên hại lý. Nếu không phải trước mắt yêu ma và tiên nhân lũ lượt hiện thân, cổ thánh giới tai vạn lâm đầu, lão ăn mày đây đã sớm chém xuống đầu chó của ngươi rồi." "Hả?" hai mắt thích trường thắng sáng rực lên, duỗi đầu về phía ba tiểu ngọc, bàn tay đánh đánh lên cổ, phát ra tiếng bốp bốp, kêu la nói, lại đây, đầu lâu thích mỗ đặt ở chỗ này, đến chém, đến mà chém. Ngươi, linh diễm bất chợt bùng lên quanh thân ba tiểu ngọc. Ngươi ngươi cái gì? Thích trường thắng lại không chút để ý, nhè răng cười nói, thương thiên hại lý. Ngươi biết cái gì là thương thiên hại lý? Đừng tưởng mình ăn mặc rách dưới, cố ý làm ra mấy vết loét trên người liền thật sự là ăn mày, biết được dân gian khó khăn biết được dân chúng sống cuộc sống thế nào. Nói toạc ra, ba tiểu ngọc ngươi chẳng qua là một tên quý công tử hơi chút cổ quái mà thôi. Dù ngươi biểu hiện ra bộ dạng ăn mày đê tiện rách dưới, nhưng thực chất bên trong ngươi vẫn cứ là nguyên anh lão quái. Còn những lưu dân, ăn mày, dân chúng nghèo khổ kia phải đối diện với khó khăn, thống khổ và cửu hận thế nào, ngươi vĩnh viễn không cảm nhận được, vĩnh viễn không. Ngươi căn bản không biết, ngày xưa ở Tây Bắc Đạo từng xảy ra những gì, cũng không biết những cẩu quan và đám khốn khiếp tu chân, giới kia đã đối phó hỗn thiên quân và thân nhân của chúng ta ra sao chỉ bằng tên quý công tử thích mặc áo quần lỗ lăng tự xưng hiệp nghĩa như ngươi cũng dám đến hô hào bốn chữ thương thiên hại lý với người cùng khổ chúng ta ta nhổ vào làm sao cảm thấy mình xâm nhập dân gian hành hiệp trượng nghĩa rất cao thượng rất vĩ đại rất sướng khoái khi cải trang vi hành giả heo ăn thịt hổ đúng không hừ ngươi muốn giả bộ ăn mày đó là chuyện của ngươi cứ tự nhiên chẳng qua đừng bày ra bộ dạng thối tha kia rồi lờn vờn trước mặt lão thích, lão thích nhìn không nổi. Ngươi có bản lĩnh thì lật tung hết thảy triều đình, và tu chân giới ức hiếp trên đầu dân chúng Tây Bắc đạo bọn ta, trả cho chúng ta một thanh thiên bạch nhật thực sự. Bằng không phiền tránh sang một bên, đừng bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, chính khí lẫm nhiên kia, cũng đừng quản đám cùng khổ chúng ta dùng cách gì để tự cứu, để báo thù. Thích trường thắng miệng lưỡi bén nhọn, ba tiểu ngọc á khẩu không trả lời được, mặt lộ vẻ vẻ chán nản hai vị thí chủ, đại cục làm trọng, chớ vội tổn thương hòa khí. Khổ thiền đại sư bất động thanh sắc sen vào giữa hai đại nguyên anh, trầm ngâm thoáng chốc rồi nói, bần tăng cho rằng, vô luận mọi người có khác biệt và mâu thuẫn thế nào, ít nhất đều có một điểm chung, đó là đều nguyện ý suy xét cho thiên hạ thương sinh, không hy vọng cổ thánh giới sinh linh đổ thán, triệt để diệt vong. Nếu có cách nào, có thể giúp cho cổ thánh giới tránh khỏi nỗi khổ binh đao, lê dân bách tính được an cư lạc nghiệp, bình an vô sự, như vậy dù cách đó là đầu hàng cũng không phải không thể cân nhắc. Rốt cuộc, đúng như lời hai vị thí chủ vu, mông vừa nói, vực ngoại tinh hải, tiên giới tiên nhân, thực sự quá rộng lớn, quá cường đại, không nói những thứ khác, chỉ riêng bọn hắn thả một hai trăm bộ vân tần kim nhân xuống cổ thánh giới, chúng ta biết ngăn cản thế nào. Vấn đề khổ thiền đại sư đưa ra khá là bén nhọn, dùng một phương thức mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được, hình dung chân thực về thực lực tiên giới. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều xa vào trầm tư. Đúng vậy, gần gần một bộ vân tần kim nhân đã khiến bọn hắn sức đầu mẻ chán. Ngày xưa vân tần đế quốc, cũng chỉ dựa vào 12 bộ vân tần kim nhân liền có thể định cả thiên hạ. Tiên giới lại có bao nhiêu vân tần kim nhân? Một hai trăm nhất định là có. Một trăm vân tần kim nhân đáp xuống cổ thánh giới. Làm sao bây giờ? Quyền nghi chi kế cũng tốt, từ từ mưu đồ cũng được, hay là suy xét cho lê dân bách tính cổ thánh giới. Chân tâm thật ý đầu hàng thế lực cường đại nào đó của tiên giới. Dành lấy che chở từ đối phương, những điều này đều là lựa chọn có thể cân nhắc, chẳng qua. Khổ thiền đại sư quay sang nhìn chằm chằm mông xích tâm và vô tùy vân, hai vị thí chủ sao có thể khẳng định, người ta nguyện ý tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Nếu ở trong mắt người ta, cổ thánh giới chỉ là một hạt cát nho nhỏ, toàn bộ tu sĩ cổ thánh giới đều là con sâu cái kiến, không cần thiết phải tiếp nhận đầu hàng từ chúng ta, như vậy chẳng phải là chúng ta đang tự mình đa tình. Chắc sẽ không. Mông xích tâm lắc đầu nói, trừ vị chớ coi nhẹ bản thân, có lẽ vừa rồi lời của ta và vua tùy vân nói hơi quá nặng khiến chư vị cho là chúng ta thật sự hoàn toàn không sức đánh trả trước mặt tiên giới điều đó chưa hẳn là sự thật chư vị chỉ cần nhìn tên lôi vân tiên quân này là biết nếu tiên giới thật sự coi chúng ta là con sâu cái kiến như vậy nàng hẳn đã có thể dễ dàng giết chết chúng ta nhưng mà lôi vân tiên quân và nanh vuốt nàng điều chế ra dường như toàn được nhờ từ chiến giáp cổ quái và vân tần kim nhân nếu chóc bong chiến giáp và vân tần kim nhân chiến lực bản thân chưa hẳn đã lợi hại bằng chư vị tiểu hoàng đế người nói có đúng không phượng hoàng đế cúi đầu thành thật nói đúng vậy lúc tên lôi vân tiên quân này truyền thụ pháp thuật tiên ra cho ta ta cảm giác được tiên giới tựa hồ đặc biệt chú trọng chiến giáp và uy năng pháp bảo đối với tu luyện bản thân chưa hẳn đã cường đại hơn chúng ta quá nhiều vậy là được rồi mông xích tâm trầm ngâm nói có lẽ về thực lực chỉnh thể cổ thánh giới không cách nào đánh đồng cùng tiên giới tỉ như cổ thánh giới chỉ có hai hóa thần ba trăm nguyên anh trong khi tiên giới khả năng có mấy trăm hóa thần mấy vạn nguyên anh. Đây là điều rất có thể. Nhưng hóa thần là hóa thần, nguyên anh là nguyên anh, những siêu cao thủ nhất lưu của cổ thánh. Giới chúng ta đặt ở tiêu chuẩn tiên giới có lẽ đều không tính quá yếu, ít nhất cũng có giá trị lợi dụng, bằng không lôi vân tiên quân đã không nỡ giết hàn bạt lăng, thích trường thắng và vạn minh châu, vì thế thậm chí không tiếc trở mặt cùng tiểu hoàng đế. Ý mong tiền bối là, trong mắt tề trung đạo lóe lên tinh mang, lôi vân tiên quân thật ra là muốn lợi dụng chúng ta, đi tiên giới chém giết cho nàng. Rất có thể. Mông xích tâm gật đầu nói, bị người lợi dụng không có gì đáng sợ, chỉ cần chúng ta có giá trị lợi dụng, đánh giá để cùng đối phương cò kè mặc cả. Như lời thích trường thắng nói, dù là đầu hàng cũng phải đưa ra bảng giá phù hợp. Giá tiền hợp lý thì dù bị người lợi dụng cũng đã sao. Các bộ lạc trên đại thảo nguyên U Vân chúng ta, mỗi khi gặp thiên tai, dê bò đông chết. Sống không nổi nữa, tiếp nhận thuê mướn từ các đại tông phái và thế lực trung nguyên, đi chém giết thay cho người trung nguyên, đây không phải là chuyện thường tình sao đã như vậy ánh mắt tề trung đạo vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén dù là lúc đối mặt hóa thần cũng chưa từng có nửa điểm dao động nếu mong tiền bối đã sớm là phe đầu hàng lại vì sao phải giết sạch những người đầu hàng lôi vân tiên quân mông xích tâm nhịn không được cười rộ lên thản nhiên nói đầu hàng cũng có dăm ba loại đầu hàng không sai sau khi nhận thức được sự bao la của tiên giới và cường đại của tiên nhân ta liền đưa ra phán đoán cổ thánh giới trừ đầu hàng tiên giới ra thì không còn con đường thứ hai có điều đầu hàng mà ta suy xét là quyết định từ chỉnh thể cổ thánh giới cùng nhau đầu hàng cùng nhau ngồi xuống bàn điều kiện cuối cùng tranh thủ đến lợi ích lớn nhất cho thế giới chúng ta ta không dám nói bản thân mình không chút tư tâm chẳng qua ta có thể thể với tinh hải vô tận trên đỉnh đầu mông xích tâm ta trước đây sẽ không hiện tại sẽ không tương lai cũng vĩnh viễn sẽ không đặt tiền đồ và tương lai cổ thánh giới lên trên lợi ích cá nhân nhưng những kẻ đầu hàng lôi vân tiên quân kia thì khác bọn chúng vì tư lợi riêng, tầm nhìn hạn hẹp, ti tiện vô sỉ, chẳng qua là bị chút lợi nhỏ lôi vân tiên quân ném ra hấp dẫn, cứ thế biến thành chó vẫy đuôi mừng chủ, sai bọn hắn cắn ai liền cắn người đó, thậm chí đến cả chiến hữu và huynh đệ trước kia đều không buông tha. Sở dĩ bọn hắn đầu hàng hoàn toàn là vì bản thân, chỉ cần bản thân có được chút lợi ích, chúng tuyệt đối có thể bán đứng toàn bộ lợi ích cổ thánh giới mà không cần chớp mắt. Nói trắng ra, mục tiêu bây giờ của chúng ta là tận lực bán ra cổ thánh, giới với một cái giá thật tốt, thế thì cần gì phải giữ lại đám tiểu nhân hèn hạ vĩnh viễn chỉ biết nghĩ đến kiếm trác lợi riêng người ta tùy tiện ném ra ba dưa hai táo bọn hắn liền ngoắt ngoắt đuôi bán sạch cổ thánh giới đây cũng chính là lý do vừa rồi ta và vu tùy vân luôn miệng kêu gào đoàn kết chúng ta nhất định phải đoàn kết đầu hàng cũng cần nghệ thuật khi bộ tộc thảo nguyên đầu hàng vương triều trung nguyên cũng thường gặp phải loại chuyện này vương triều trung nguyên cố ý tung ra chút lợi nhỏ hấp dẫn một bộ phận bộ tộc thảo nguyên trước thu mua bọn hắn chôn một chiếc đinh vào trong thảo nguyên, châm ngòi ly gián các bộ tộc, từ đó làm gay gắt mâu thuẫn giữa các bộ tộc, khiến các bên tự giết lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, tất cả đều bị suy yếu. Cuối cùng, vương triều Trung Nguyên không cần tốn nhiều sức lực liền dễ dàng thu phục toàn bộ thảo nguyên, mà những bộ tộc bị thu mua kia cũng rơi xuống kết cục thỏ chết chó hầm. Linh thú đạo hữu, ở Vu Nam các ngươi, chuyện như vậy cũng thường xảy ra, nhìn mãi quen mắt rồi, đúng không? tâm tạng lý diệu rằng có kịch liệt giữa đập loạn và đứng im mặt trầm như nước khẽ gật đầu khàn khàn nói không sai phân hóa lợi dụng tiêu diệt từng bộ phận là trò hay sở trường của vương triều trung nguyên nếu các bộ tộc man hoang đều đoàn kết một lòng lúc đó vương triều trung nguyên mới thực sự đau đầu há chỉ có bộ tộc man hoang các ngươi là như thế dù là đám giặc cỏ chúng ta chẳng phải cũng như vậy thích trường thắng lại phun một bãi nước miếng oán hận nói mấy năm trước ở tây bắc đạo đâu chỉ có mỗi hỗn thiên quân của lão thích mà có tận hai ba mươi cỗ đại quân lưu dân khác nhau khi đó lão thích đã tận tình khuyên nhủ đầu lĩnh những thế lực lưu dân kia rằng mọi người tiếp nhận triều đình chiêu hàng thì cũng không sao chẳng qua trong lòng nhất định phải rõ ràng phải hiểu thân phận mình rốt cục là gì triều đình há sẽ chân tâm thật ý tin tưởng chúng ta cho nên giữa chúng ta nhất định phải đoàn kết dù là đầu hàng cũng phải bán cho được cái giá tốt hơn nữa sau khi đầu hàng tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau động thủ với huynh đệ ngày xưa chim hết cắt cung thỏ chết chó hầm sở dĩ triều đình tiếp nhận một ít thế lực lưu dân đầu hàng, chính là bởi còn có càng nhiều thế lực lưu dân cần đối phó. Nếu hết thảy lưu dân đều bị tiêu diệt rồi, những kẻ đầu hàng khi trước cần gì phải giữ lại nữa. Nhưng vẫn cứ có không ít thủ lĩnh không nghe, triều đình chẳng qua chỉ ném ra nửa khúc xương không dính chút thịt, thế mà đã gấp gáp nhào tới vẫy đuôi mừng chủ, chấp nhận chiêu hàng, sau đó liền trở mặt, tự cho mình thật sự là vương sư, quay đầu lại đánh chính những huynh đệ kể vai chiến đấu lúc xưa. Kết quả thì sao, chỉ vài ba năm, dại quân lưu dân trên tây bắc đạo tự giết lẫn nhau binh nhung tương kiến không bị triều đình thanh trừ thì cũng bị người nhà xử đẹp ngay mùa đông năm trước hỗn thiên quân của lão thích cũng bị đám tay sai kia cắn xé bị đánh cho thất linh bát lạc chính bản thân lão thích cũng phải chui xuống đất trốn đông trốn tây như chuột sau cùng các ngươi đoán xem thế nào đám thủ lĩnh đầu hàng khi trước vung hết khí lực ra đi đánh đồng bạn ngày xưa giết địch một ngàn tự tổn tám trăm dần dần tiêu hao sạch sẽ bọn hắn còn tưởng sẽ được triều đình khen thưởng, kết quả lão thích còn chưa chết, bọn hắn lại đều bị triều đình khép tội mưu nghịch, tận diệt, ha ha, tiểu hoàng đế, đây là chủ ý của ngươi phải không? Phượng hoàng đế nheo mắt lại, lạnh lùng nói, bọn hắn vốn là hạng tội ác tày trời, phát dồ mất trí, triều đình trước tạm dùng bọn hắn chẳng qua là quyền nghi chi kế, chứ sao có thể thật tâm chiêu an, cho chúng đường đường chính chính là mệnh quan triều đình. Tây Bắc như thế, Đông Nam cũng là như thế. Bạch liên lão mẫu vạn minh châu thét to, trong bạch liên giáo của ta cũng không thiếu hạng người vì chút lợi nhỏ mà bán đứng tổ chức ngả về phía triều đình chẳng qua đám khốn khiếp không cốt khí và tầm nhìn ấy thường thường không đắc ý được lâu sau khi triều đình ép khô giá trị liền bị vứt đi như vải rách rơi xuống kết cục vô cùng thê thảm chư vị nói chí phải đây là ví dụ điển hình của việc thiếu đoàn kết để cường địch bên ngoài thừa cơ lợi dụng cuối cùng sụp đổ mông xích tâm tổng kết nói hiện tại chư vị hẳn cũng hiểu được vì sao chúng ta nhất định phải giết chết những kẻ vì tư lợi mà theo địch ti tiện vô sỉ kia rồi chứ. Đầu hàng hay huyết chiến, dù đầu hàng, lại nên đầu hàng thế lực nào trong tiên giới. Những vấn đề này, mọi người có thể từ từ thảo luận, vô luận cuối cùng đưa ra kết luận gì, chúng ta đều tiếp nhận. Nhưng bất luận thế nào, chúng ta cũng phải đoàn kết, phải dùng một lập trường thống nhất đi đối mặt tiên giới. Cổ thánh giới chỉ phát ra một tiếng nói, tuyệt không thể có người nào ném ra đại cục cổ thánh giới, lén lút chạy đi tiếp xúc cùng tiên giới, mưu lợi cho bản thân, tiếp nhận chiêu hàng của tiên giới nếu thật sự xuất hiện phản đồ như vậy, giết không cần luận. Lúc nói lời này, giọng mông xích tâm vô cùng nghiêm lệ, sát ý hùng hồn của lang thần như cuồng phong sen lẫn đao mang phủ khắp toàn trường. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Diệu đều cảm giác được như, có mấy chục thanh đao thép đang hung hăng giả loạn trong lồng ngực và não vực, khiến bọn hắn không khỏi bất giác dùng mình. Được rồi, chư vị đã làm rõ cục diện trước mắt, ta chỉnh lý lại lần nữa, để xem mọi người liệu có thể đạt thành nhận thức chung không. Vu Tùy Vân xen vào giữa mông xích tâm và người đại nguyên anh, thoáng hòa hoãn bầu không khí, bình tĩnh nói, thứ nhất, ta mặc kệ chư vị rốt cục có lập trường và trận doanh thế nào, cũng không quản giữa các ngươi trước kia có bao nhiêu mâu thuẫn khúc mắc. tóm lại, ta tin tưởng chư vị đều nguyện ý cân nhắc vì đại cục cổ thánh giới, chứ không chỉ tính toán được mất cho lợi ích cá nhân, đúng không? Số đông nguyên anh ngơ ngác nhìn nhau, khổ thiền đại sư là người đầu tiên gật đầu, A-di-đà Phật, nếu thật có thể bảo trụ cổ thánh giới bình an vô sự. Bần tăng dù bị phanh thay xe xác, thịt nát xương tan, vĩnh viễn đọa vào địa ngục cũng vui vẻ chịu đựng. Các nguyên anh còn lại tuy không được đại từ đại bi như vậy, song cũng không phải hạng tiểu nhân vì tư lợi như bè lũ su nịnh của sáu đại phái, lần lượt gật đầu. Được, nếu tất cả mọi người đã suy xét cho tương lai cổ thánh giới, như vậy để bảo trụ thế giới chúng ta, chúng ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, huyết chiến, đầu hàng, âm mưu, phản bội. Hết thảy ý tưởng dù là hão huyền nhất cũng có thể lấy ra thảo luận, không cần có nửa điểm cố kỵ, cũng không phải chịu ước thúc từ bất cứ kẻ nào các ngươi tán đồng điểm này không số đông thoáng trầm ngâm một lát sau cùng đều lần lượt gật đầu bảo trụ cổ thánh giới đương nhiên là ưu tiên hàng đầu còn có pháp tắc rắm chó nào có thể đứng trên ưu tiên đó nữa thứ ba vu tùy vân khá là hài lòng với sự tỉnh táo và lý tính của phần đông nguyên anh tiếp tục nói lúc thảo luận mỗi người đều có thể tùy ý phát biểu ý kiến riêng đánh võ ngồm thế nào cũng được nhưng ta hy vọng sau cùng mọi người có thể đạt thành ý kiến nhất trí 12 người chúng ta là bình đẳng, bởi vì mỗi người đều có năng lực cải biến tương lai cổ thánh giới, cho nên ta hy vọng quyết định sau cùng sẽ giành được tán thành từ tất cả 12 người, ai nấy đều thật tâm hướng về một nơi, dùng sức cùng một hướng, chung tay gắng sức vì tương lai cổ thánh giới. Nếu ai có ý kiến không đồng tình, nhất định phải thẳng thắn nói ra, tuyệt không thể lén lút hành động riêng rẽ. Đương nhiên, đối với ý kiến không đồng tình, dù chỉ là một người trong đó không đồng tình, 11 người còn lại đều phải chăm chú lắng nghe nghiêm túc đối mặt cố gắng tìm ra phương án giải quyết vẹn toàn chỉ như thế cổ thánh giới mới có thể tiếp tục sinh tồn trong tinh hải hắc ám quỷ quyện mới có thể đối mặt với nghiền áp từ quái vật tiên giới vì bản thân tranh thủ đến lợi ích tối đa vì toàn bộ cổ thánh giới và tất cả tu chân giả cùng lê dân bách tính đánh cược ra một tương lai tươi sáng chư vị ba điều ở trên mọi người đồng ý chứ ánh mắt vu tùy vân hết sức thanh tịnh mang đầy vẻ mong chờ chăm chú nhìn mọi người đồng ý tề trung đạo nghiêm mặt nói A Di Đà Phật, Vu thí chủ một lòng suy nghĩ cho thiên hạ thương sinh, bần tăng không có gì dị nghị. Khổ Thiền đại sư chắp tay trước ngực nói, "Lão ăn mày cũng cảm thấy có thể." Ba tiểu ngọc nắm chặt lấy cán tẩu thuốc gãy, miệng nói, "Đồng ý." Hàn Bạt Lăng nhìn sư phụ Mông Xích Tâm một cái, chém đinh chặt sắt nói, "Đồng ý." Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu cũng tán đồng. "Chậm, đồng ý." Phượng Hoàng đế do dự nửa buổi, cuối cùng trầm giọng nói, "Ta thế nào cũng được, đồng ý thì đồng ý thôi." chỉ hy vọng tiên giới có thể tồn tại kiếm thuật càng cao minh. Yến Ly Nhân ngáp nói, ta lý diệu như thiểm điện quét mắt liếc Long Dương Quân một cái, Long Dương Quân lại gật đầu trước cả hắn, đồng ý. Được, Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm liếc nhau, rốt cục buông, lỏng một hơi, mỉm cười nói, chư vị đều là người hiểu đạo lý, biết đại thể, có tầm nhìn xa. Vậy là tốt nhất, chúng ta vốn tưởng rằng, chỉ riêng việc đoàn kết chư vị cường giả cổ thánh, giới đã phải mất thời gian một năm nửa năm, xem ra trời xanh có mắt mệnh cổ thánh giới chưa đến đường cùng nói không chừng còn có thể giành được cơ duyên khiến cho thế giới chúng ta lần nữa bừng lên sinh cơ bước lên một con đường phát triển hoàn toàn mới lời an ủi này ngược lại thoáng làm dịu thần kinh vẫn luôn căng cứng của mọi người trên mặt ai nấy rốt cục lộ ra ý cười có phần miễn cưỡng mệnh không đến đường cùng mệnh không đến đường cùng chỉ hy vọng cổ thánh giới thật sự chưa đến đường cung còn có thể hết cơn bí cực đến hồi thái lai vu đại tỷ mông tiền bối Tiên giới thần bí khó lường, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì về ngoại vực. Tề Trung Đạo hỏi, ngàn đầu vạn tự, rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Vu Tùy Vân chỉ vào lôi vân tiên quân đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Khách từ tiên giới đã thành tù nhân trong tay chúng ta, từ trên người nàng chẳng phải rất dễ mở ra đột phá khẩu ư. Có điều, trước khi thẩm vấn nàng, hoàng đế, người nói trước về lai lịch lôi vân tiên quân này xem, ngươi và nàng rốt cục quen biết ra sao. Bá bá, ánh mắt mọi người đều tập trung lên thân phượng hoàng đế, ngay cả Lý Diệu cũng không kềm nén được hiếu kỳ, rất muốn làm rõ tại sao bộ đội đặc chủng đế quốc lại chỉ có mình nàng. Địa vị phượng hoàng đế trong đám nguyên anh vốn đã hết sức khó xử, lúc này lại bị rất nhiều cao nhân tiền bối nhìn chằm chằm, càng là xanh cả mặt, cắn môi, trầm ngâm nửa buổi mới nói, Trẫm quen biết lôi vân tiên quân này từ hơn 5 năm trước. Lúc ấy trẫm còn được gửi nuôi trong lôi vũ thần điện thuộc tổ miếu ngoại ô, là cô gia quả nhân, nhàn vân giã hạc, tình cảnh không được tốt cho lắm chẳng qua chấm rốt cục vẫn có thân phận hoàng tử, xưa nay lại chưa từng lẫn vào tranh quyền đoạt lợi với rất nhiều hoàng tử còn lại, ngược lại được cái thanh tĩnh, có thể tập trung tinh thần tu luyện, đồng thời các loại tài nguyên tu luyện lại không khiếm khuyết, thế nên tốc độ tu hành cực nhanh, khi đó đã leo lên cảnh giới kết đan. Huyết mạch hoàng tộc vốn là một đời một đời cường giả truyền thừa xuống, cũng có chút huyền diệu không tầm thường, lại thêm không thiếu các loại tài nguyên và công pháp, cho nên tốc độ tu hành của hoàng tộc thường đều nhanh hơn các tu sĩ khác một ít phượng hoàng đế tuổi còn nhỏ đã là kết đan đặt ở trình độ bình quân của tu chân giới mà nói quả thực đã được xem như phượng ngò lân giác nhưng đặt trong hoàng tộc ngàn năm thì cũng là không tính là kinh thế hãi tục phượng hoàng đế nhíu mày tựa hồ đang nhớ lại một đêm năm năm trước Chậm nhớ đó là một buổi tối năm năm trước ngày ấy chậm tu luyện đặc biệt vất vả suýt nữa tàu hỏa nhập ma lại phục dụng một ít thuốc ngưng hồn an thần buổi tối ngủ rất say cả đêm gần như không mơ thấy gì nhưng mà trước bình minh ngày hôm sau đúng thời điểm hắc ám nhất, chấm bỗng mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mộng cảnh lần đầu tiên gặp được Lôi Vân Tiên Quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mộng cảnh, Lý Diệu hơi ngớ, tức thì chợt hiểu, lấy thực lực và pháp bảo mang theo trên người của bộ đội đặc chủng đế quốc chân nhân loại, phóng ra linh từ ba động đặc thù, làm nhiễu sóng điện não phượng hoàng đế trong lúc ngủ mơ, lẻn vào trong tiềm thức hắn e là không phải việc khó. Rất nhiều nguyên anh và hóa thần tuy không quá rõ ràng, nhưng trong bí pháp bọn hắn tu luyện bí ít nhiều, cũng có thần thông làm nhiễu và ảnh hưởng tới mộng cảnh đặc biệt là bạch liên lão mẫu vạn minh châu cực am hiểu giả thần lộng quỷ đây là trò hay sở trường của nàng thế nên chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên phượng hoàng đế tiếp tục nói lôi vân tiên quân xuất hiện trong giấc mơ của trẫm chính như lời kể vừa rồi nàng nói mình là tổ tiên trẫm hơn một nghìn năm trước từng phi thăng tiên giới song còn có vài đạo trần duyên chưa dứt lại thấy con cháu đời sau trà đạp non sông tươi đẹp mình để lại sinh linh đồ thán, thế nên mới không đành lòng hiển thánh về lại nhân gian, muốn chỉ dẫn chậm chỉnh đốn giang sơn, trung hưng đại càn. Lời này mới đầu chậm tất nhiên không tin. Chẳng qua trong mơ nàng lại nói cho chậm, chân thân và động phủ của nàng đều ẩn nấp trong bôn lôi sơn mạch cách thần đô về phía tây tây hơn một trăm dặm, dặn chậm sau khi tỉnh lại thì tới tìm nàng. Đến nơi liền có thể thấy rõ ràng, vì để chậm tin tưởng không nghi ngờ, trong mộng cảnh nàng còn truyền thụ cho chậm một đạo pháp vận chuyện linh năng nghe nói là đến từ tiên giới. Sau khi tỉnh lại, hết thảy trong mộng cảnh đều rõ mồn một trước mắt chẫm, vô cùng rõ ràng, đạo bí pháp tiên giới bí kia cũng tuyên khắc sâu trong óc, nửa chữ đều chưa quên. Đoạn thời gian đó, về mặt tu hành trẫm quả thực đang gặp phải một ít trì trệ, tu vi ngưng trệ không tiến, lại thiếu danh sư chỉ điểm, chính mình mò mẫm, lung tung, suýt nữa thì tàu hỏa nhập ma, là thời điểm buồn khổ bất lực nhất. Chấm bán tín bán nghi, lặng lẽ vận chuyển đạo bí pháp kia, quả nhiên chỉ dùng gần 3 ngày liền phá tan chứng ngại khốn nhiễu trước đây, tu vi tăng trưởng trên diện rộng. Tất nhiên là chậm mừng rỡ như điên, không khỏi tin tưởng Lôi Vân Tiên Quân thật sự chính là tổ tiên của mình. Chấm nghĩ, dù sao mình bây giờ cũng chỉ là một hoàng tử thất sủng không có chỗ dựa, không người quan tâm, không nửa điểm giá trị lợi dụng, vậy thì sao phải cố kỵ, chỉ đi bôn lôi sơn mạch một chuyến mà thôi, có tổn thất gì đâu. Thế nên, chấm liền tiến vào bôn lôi sơn mạch, ở trong núi sâu tìm được động phủ lôi vân tiên quân thần đô tuy là kinh kỳ đại càn, nhưng chủ yếu là xuất phát từ góc độ quân sự mới lập đô ở đây, nhằm để chấn áp thảo nguyên phương Bắc Bao La. Ngoại trừ thần đô đặc biệt phồn hoa ra, xung quanh không phải vùng đất màu mỡ phì nhiêu gì, bôn lôi sơn mạch, nằm cách thần đô một hai trăm dặm là một rừng sâu heo hút nổi danh, khá là hiểm trở. Phượng Hoàng đế thoáng ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói, trước khi lên đường, chấm đã từng đọc qua tư liệu tranh ảnh về các đời cao nhân tiền bối lôi càn môn, xem qua bộ dạng lôi hỏa song tuyệt chu thương thủy kia, vừa nhìn thấy người thật, quả nhiên có vài phần tương tự như bức họa, lúc ấy chẫm lại tin ba phần. Mà vị tổ tiên lôi vân tiên quân này cũng đối xử với chẫm rất tốt, không hề có chút kiêu ngạo của tiên nhân, lại dốc túi dạy dỗ một thân sở học, thậm chí còn dẫn trẫm vào sâu trong động phủ, tới trong một căn phòng nhỏ kỳ quái, để cho huyền quang bảy màu chiếu xạ lên người. Sau mỗi lần huyền quang chiếu xạ, chẫm đều cảm thấy thần hồn dồi dào, công lực đại tăng, tốc độ tu hành cực mau lẹ, nghe đến đó tể trung đạo ngắt lời phượng hoàng đế nói động phủ lôi vân tiên quân rốt cục có bộ dạng thế nào phượng hoàng đế lắc đầu nói mỗi lần tới động phủ của nàng bên ngoài động phủ đều bị mây mù nhàn nhạt bao phủ trẫm chỉ đi thẳng vào trong từng gian phòng chưa từng nhìn rõ toàn cảnh động phủ bao giờ chẳng qua hắn trầm ngâm một lát nói bây giờ nghĩ lại một ít gian phòng bố trí và kết cấu trong động phủ kia khá là tương tự như khoang thuyền chiến hạm tiên tộc này nói không chừng cũng là một chiếc chiến hạm đến từ ngoại vực chỉ là chẳng biết tại sao lại rơi vào sâu trong bôn lôi sơn mạch. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau, dù có chút bất ngờ, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng thấy bình thường. Nếu là tiên nhân, đương nhiên phải đến đây bằng chiến hạm tiên giới rồi. Phượng Hoàng đế tiếp tục nói, mấy năm sau cứ tiếp diễn như thế, chấm bái vị tổ tiên trong tộc này làm thầy, nhận được lượng lớn truyền thừa của nàng, từ kết đan kỳ một hơi đột phá đến nguyên anh kỳ. Hơn nữa, nàng còn thường xuyên cầm một ít pháp bảo vuốt lên huyệt thái dương và đỉnh đầu trẫm nhiều khi qua bàn tay bào chế của nàng trẫm cứ cảm thấy trong đầu như nhiều thêm một thứ gì đó một ít dã tâm bừng bừng trẫm hỏi lôi vân tiên quân nàng nói là đang giúp trẫm khai khiếu muốn làm thiên cổ nhất đế không có chút hùng tài đại lược dã tâm bừng bừng thì sao được thiên cổ nhất đế thiên cổ nhất đế khi đó trẫm thật sự bị bốn chữ này mê hoặc hồn nhiên không thèm để ý bất cứ chuyện gì gì hơn nữa trên người lôi vân tiên quân quả thực cũng không có chỗ nào khiến người hoài nghi nàng chẳng những truyền thụ cho trẫm lượng lớn thần thông, trợ giúp trẫm gia tăng thực lực, lại còn xuất ra rất nhiều tiên gia pháp bảo và chiến giáp, trợ giúp trẫm một tay tổ kiến rồi hỏa phượng doanh và cận vệ hỏa phượng, thậm chí ban cho trẫm một bộ chiến giáp cực mạnh, toàn tâm toàn ý trợ giúp trẫm leo lên bảo tọa hoàng đế. Đối với vị tổ tiên và sư tôn như vậy, trẫm còn có gì để hoài nghi? Mặc là sau khi trẫm leo lên đế vị, nàng cũng không lộ ra nửa điểm sơ hở, đối với trẫm vẫn không chút yêu cầu, chỉ muốn trẫm phân phối chút tài nguyên trợ giúp nàng xây dựng một tòa tế thiên thần đàn phụ cận bôn lôi sơn mạch tế thiên thần đàn số đông nguyên anh và hóa thần không hẹn mà cùng sáng mắt lên đó là cái gì phân phối tài nguyên gì trẫm không biết lôi vân tiên quân nói đó là một thứ có liên quan tới bí mật tiên giới là vật nàng tất phải có ở trần gian thông qua nó có thể dẫn dắt tiên duyên từ tiên giới xuống hạ giới giúp cho đại cản thịnh trị giang sơn của trẫm được trường tồn phượng hoàng đế nói còn về tài nguyên phân phối có viêm xương tinh, cửu khiếu tịnh đế liên tâm, hỗn độn xích mẫu đồng. Thiếu niên thiên tử một hơi báo ra tên mấy trăm loại tài nguyên. Từ tài liệu kim loại hiếm đến thiên tài địa bảo, yêu hạch nội đan linh thú yêu thú, vô số chủng loại. Không ít tài liệu giá trị chưa hẳn rất cao, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. E là chỉ có phát động lực lượng triều đình mới có thể sưu tầm đầy đủ, trong vòng một năm nửa năm. Đám hóa thần và Nguyên Anh lần nữa ngơ ngác nhìn nhau, không biết những tài nguyên này có liên quan gì. Trong lòng Lý Diệu lại rõ ràng, tuyệt. Đại bộ phận những tài liệu này đều có công hiệu tăng phúc thần niệm, duy trì tính ổn định khi truyền tống tín hiệu ở khoảng cách xa. Nói cách khác, Tế Thiên Thần đàn này rất có khả năng là một tòa pháp bảo cỡ lớn tương tự tinh cự, hoặc truyền tống trận, cự ly siêu dài, dùng để liên lạc với hạm đội đế quốc. Vậy là đúng rồi. Tên bộ đội đặc chủng đế quốc này không phải không nghĩ tới liên lạc với mẫu hạm, chỉ có điều mấy năm năm, chẳng biết tại sao mà nàng mất đi năng lực liên hệ cùng mẫu hạm, không thể không nâng đỡ khôi lỗi hoàng đế giúp nàng sưu tập tài nguyên sửa chữa hoặc là trùng kiến pháp bảo liên lạc. Vậy bây giờ, tế thiên thần đàn đã xây xong chưa? Tề trung đạo truy vấn. Vẫn chưa. Phượng Hoàng đế hồi đáp, chấm mới vừa ngồi vững trên đế vị, trong khi số tài nguyên nàng yêu cầu có không ít tài liệu chân quý cực kỳ khó tìm, cho nên tiến triển của việc này rất là chậm chạp. Đúng lúc này, nàng tự hồ lại phát hiện một ít dấu vết tiên cung trong quá trình đuổi giết vương hỉ. Ánh mắt mọi người không khỏi quét về phía Long Dương Quân. Long Dương Quân khẽ nhíu mày, hệt như cũng không ngờ rằng mình sớm đã bị lôi vân tiên quân theo dõi thoáng trầm ngâm một lát song vẫn im lặng không nói gì phượng hoàng đế tiếp tục nói lôi vân tiên quân rất hứng thú với tiên cung có vẻ còn hứng thú hơn cả xây dựng tế thiên thần đàn nàng lập tức yêu cầu trẫm tổ kiến một chi đội thăm dò tinh nhuệ xâm nhập vĩnh dạ băng nguyên tìm kiếm tiên cung bản thân trẫm cũng muốn thông qua lần thăm dò này hốt gọn một mẻ đám đầu trâu mặt ngựa uy hiếp đến thiên hạ đại càn tự nhiên toàn lực tán thành chuyện sau đó chư vị cũng biết rồi. Nghe xong lời kể của Phượng Hoàng Đế, hết thảy 11 nguyên anh và hóa thần còn lại đều xa vào trầm tư, từ góc độ bản thân phân tích chọn cả sự tình. Xem ra, tiên nhân lẻn vào cổ thánh giới chỉ có một mình lôi vân tiên quân. Mông xích tâm phân tích nói, hơn nữa nếu suy đoán của chúng ta là đúng, chỉ bằng tu vi một tên tiên nhân thì chưa hẳn đã cường đại hơn chúng ta, thế nên nàng mới không thể không mượn nhờ thủ pháp lừa gạt và dụ dỗ bồi dưỡng một con rối chung với mình, giúp nàng thực thi kế hoạch mặt khác nếu nàng đã có thể kết nối cùng tiểu hoàng đế công pháp tiên giới cũng có hiệu quả trên người tiểu hoàng đế chứng tỏ chúng ta và tiên nhân thật ra không khác nhau là mấy thậm chí là cùng một loại người chỉ có điều sinh hoạt ở hai thế giới bất đồng mà thôi cho nên các vị không cần quá mức tuyệt vọng cuộc cờ giữa chúng ta và tiên nhân không phải không có chút cơ hội nào đâu hiện tại nên thẩm vấn vị lôi vân tiên quân này rồi để xem cái gọi là tiên giới rốt cục nó như thế nào mông xích tâm cười khẽ lướt về phía lôi vân tiên quân này, người nói xem liệu chúng ta có nên chủ động thừa nhận thân phận, nói cho bọn hắn biết sự tồn tại của tinh diệu liên bang không? Huyết sắc tâm ma vội la lên trong não vực lý diệu, không nghe hai hóa thần lão quái kia vừa nói sao, bọn họ đều nguyện ý đầu hàng, chỉ là muốn bán cổ thánh giới với cái giá tốt nhất mà thôi. Giờ đế quốc và liên bang đều có thể xem là người mua, nếu bọn họ thật sự tiếp xúc cùng bộ đội đặc chủng đế quốc, tiếp nhận báo giá từ đế quốc, bán mình làm lính đánh thuê thì xong đời. Ừ, Lý Diệu có chút do dự, mông xích tâm đã bay tới trước mặt lôi vân tiên quân năm ngón tay giang rộng ra ngón tay do âm hồn ngưng kết mà thành chậm rãi duỗi dài duỗi dài duỗi dài hệt như năm đoạn xúc tu quỷ dị đột nhiên hung hăng cắm xuống xuyên vào trong đầu lôi vân tiên quân a à, lôi vân tiên quân đang hôn mê bất tỉnh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế gân xanh gồ lên miệng sùi bọt mép thất khiếu chảy máu run rẩy như một con chuột trong trào dầu đừng giết chết nàng Vu Tùy Vân cao mày nói, âm hồn cũng rũi ra hơn 10 đoạn xúc tu sặc sỡ, từ khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai lôi vân tiên quân đâm vào não vực nàng. Nàng là trung gian liên lạc giữa chúng ta và tiên giới, không chừng chúng ta còn phải dựa vào nàng để đàm phán cùng tiên giới đấy. Biết rồi. Mông xích tâm cười cười, nói, ta chỉ bố trí mấy đạo cấm chế trong đầu nàng, đảm bảo nàng không lừa gạt mà thôi. Cấm chế của người quá mức bá đạo, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để cắn nát ba hồn bảy vía khiến nàng biến thành tên ngốc vu tùy vân vừa nói vừa thao túng càng nhiều xúc tu đâm vào đại não lôi vân tiên quân để ta làm cho trong não vực lý diệu ngươi vừa mới nói cái gì huyết sắc tâm ma không không nói gì cả chúng ta tốt nhất cứ thành thành thật thật tiếp tục ẩn núp thôi dưới sự liên thủ chấn áp của hai đại hóa thần tên lôi vân tiên quân đến từ đế quốc chân nhân loại kia run rẩy càng lúc càng kịch liệt hệt như một con cá mắc cạn sắp chết tới nơi từng lỗ chân lông quanh thân nàng thẩm thấu ra huyết châu tanh hôi hai con mắt trắng dã lồi cả ra gần như treo ở bên ngoài hốc mắt bên trong tràn đầy một loại chất lỏng sặc sỡ giống hệt quả bồ đào hư thối sắp nổ tung gân xanh phủ kín trên mặt rung giật như mạng nhện trong gió dù là hung nhân tà đạo tâm ngoan thủ lạt như thích trường thắng vạn minh châu cũng đều thấy nhìn mà kinh hãi ra đầu tê dần bọn hắn thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được tiếng từng khớp xương trên đầu lôi vân tiên quân bị đè ép vặn vẹo trong đôi mắt như cá chết của lôi vân tiên quân rốt cục toát ra tia quang trạch thống khổ nàng tỉnh lại từ trong ác mộng nhưng nhìn nét mặt nàng tựa hồ còn không bằng vĩnh viễn hôn mê vu tùy vân thao túng xúc tu giống như dùng dây nối điều khiển con rối dễ dàng nhấc lôi vân tiên quân lên túm đến trước mặt thản nhiên nói hiểu tình cảnh của mình rồi chứ hiểu thì chớp mắt mắt lôi vân tiên quân dùng hết khí lực toàn thân miễn cưỡng chừng mắt nhìn khóe mắt rớt ra giọt nước mắt hỗn hợp máu tươi huyết tương phản ứng đó không liên quan tới ý chí nàng có kiên nghị hay không, mà chỉ thuần túy là phản ứng bản năng của sinh vật. Được, ngươi đã biết mình rơi vào tay chúng ta, như vậy giấu giếm hay dãy ruộng đều là vô dụng, cứ thống khoái nói ra hết thảy đi. Ngươi là ai? Đến từ phương nào trong tinh hải, lẻn vào cổ thánh giới với mục đích gì? Vu Tùy Vân thoáng điều chỉnh xúc tu linh năng đâm vào trong não vực lôi vân tiên quân, không biết xúc động tới khu vực nào, chỉ thấy lôi vân tiên quân khẽ cuộn mình như con tôm trong chảo dầu sâu trong ngực nàng truyền đến tiếng nổ nhẹ, thần sắc vạn vẹo đến cực điểm, đến cả ác quỷ nơi sâu nhất dưới cửu u hoàng tuyền có nhìn thấy, cũng phải bị hù chết. Phía chúng ta cũng có người không đồng ý tiến hành khảo vấn ngươi. Vu Tùy Vân hướng mông xích tâm chép miệng một cái, tiếp tục nói, hắn cảm thấy ngươi nhất định sẽ nói dối hết lần này tới lần khác, tuyệt không khả năng khai báo thành khẩn, không bằng trực tiếp giết chết, mở đầu óc ngươi ra, dùng bí pháp sư hồn móc sạch hết thảy bí mật thì hơn mông xích tâm quay sang lôi vân tiên quân nhếch môi cười khẽ trong mắt lôi vân tiên quân rung động kịch liệt chẳng qua ta cảm thấy cần phải cho ngươi một cơ hội khai báo thanh khẩn nếu ngươi thật sự nguyện ý nói ra hết thảy không chừng chúng ta sẽ xem xét thả ngươi thậm chí hợp tác với ngươi cũng chưa biết chừng vu tùy vân nói dù sao chắc ngươi cũng cảm giác được trong đầu mình hiện đầy cấm chế và ý niệm của của chúng ta đúng không nếu ngươi có nửa câu dối trá nhất định sẽ bị chúng ta phát giác khi đó lại dùng bí pháp sư hồn tàn khốc từng bước nghiền ép sạch sẽ đầu óc ngươi, ba hồn bảy vía ngươi, như vậy cũng chưa muộn. Con mắt Lôi Vân Tiên Quân nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ có ý van xin, hoặc cũng có thể là đang thề thốt rằng mình tuyệt sẽ không nói láo. Được, ngươi có thể bắt đầu khai nhận thân phận, lai lịch và mục đích, hoặc là thử nói dối xem xem. Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm nếch nhau, lần lượt rút ra một đạo linh ti đâm và yết hầu Lôi Vân Tiên Quân. Khục khục, khục 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 khục, khục 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 khục. Lôi Vân Tiên Quân lớn tiếng ho khan, gần như muốn thổ ra cả lục phủ ngũ tạng, nhưng lại chẳng thèm trả lau, thét to liên hồi, ta tên Hắc Dạ Lan, đến từ đế quốc chân nhân loại, ta không có ác ý, thật sự không hề có nửa điểm ác ý, ta đại diện đế quốc đến trợ giúp các vị. Tùy theo mỗi câu nói của nàng, trên linh ti vu tùy vân và mông xích tâm, cắm vào não vực nàng lại lóe lên từng đạo hào quang năm màu huyền diệu khó lường, khe khẽ rung động hệt như dây đàn. Hai đại hóa thần nheo mắt lại, cẩn thận quan sát linh ti rung động, một lát sau, gật gật đầu thỏa mãn, ra dấu tay với 10 tên nguyên anh còn lại, ý bảo tiên nhân không hề nói dối. Lý Diệu không khỏi kinh hãi, lôi vân tiên quân hắc dạ lan, quả nhiên là bộ đội đặc trùng của đế quốc chân nhân loại, 89 phần 10 là tới thu phục cổ thánh giới. Đáng chết, hai người mua đụng vào một nơi. Cái gọi tiên giới là tinh hải bao la bát ngát bên ngoài cổ thánh giới ư. Vậy đế quốc chân nhân loại là gì, một cỗ thế lực trong tiên giới? So với những thế lực khác, thực lực các ngươi thế nào? Vu Tùy Vân bất động thanh sắc hỏi dò mười ngón thon dài như vuốt khẽ dây đàn không ngừng điều chỉnh linh tĩ kích thích bộ phận nào đó trong não vực hắc dạ lan bức bách nàng bất giác nói ra sự thật vâng cái gọi tiên giới chính là khắp cả tinh hải đế quốc chân nhân loại chúng ta là quốc gia nhân loại cường đại nhất trong tinh hải hắc dạ lan điên cuồng rung động khàn giọng la lên một trong ngoại trừ thánh ước đồng minh trong tinh thần đại hải không còn bất kỳ thế lực nào là đối thủ của đế quốc đế quốc chân nhân loại thánh ước đồng minh như vậy tiên giới có tổng cộng hai đại cường quốc vu tùy vân như có điều suy nghĩ hỏi tiếp giới thiệu qua cho chúng ta về cách cục đại khái trong tinh thần đại hải bao gồm lịch sử giản yếu của đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh cùng với quan hệ giữa các ngươi hai đại hóa thần liên thủ chấn áp tên nguyên anh cấp thấp bản thân vốn đã trọng thương như hắc dạ lan căn bản không có sức chống đỡ triệt để khai ra hết thảy quá trình lấy lời khai này cứ thế thao thao bất tuyệt suốt hai canh giờ hai đại hóa thần, chín tên nguyên anh trừ lý diệu ra đều nghe vô cùng say xưa, phảng phất trong đầu mở ra một cánh cửa vũ trụ hoàn toàn mới. Lý diệu cũng thừa cơ so đối lời khai của hắc dạ lan với miêu tả về đế quốc, từ tô trường phát trước kia. Quả nhiên, tô trường phát không nói sai, lịch sử và hiện trạng giữa hai thế lực đế quốc và thánh minh qua hai lời kể đại khái là giống nhau. Hiểu rồi, nếu vì tinh thần đại hải là thiên hạ cổ thánh giới chúng ta, như vậy phần trung tâm tinh hải giống như trung nguyên màu mỡ phì nhiêu, còn khu vực cổ thánh giới chúng ta chỉ có thể coi là biên cương man hoang nghe xong hai canh giờ thao thao bất tuyệt vu tùy vân thở dài một hơi trầm ngâm nói mà bây giờ trung nguyên tinh hải kia đã bị hai đại cường quyền đế quốc và thánh minh chiếm giữ hai đại cường quyền ngươi tranh ta đoạt rằng có không ngừng hệt như thời đại nam bắc triều vạch giang mà chị từng nhiều lần diễn ra trong lịch sử cổ thánh giới đúng chứ hắc dạ lan liều mạng gật đầu đế quốc chân nhân loại sùng bái nữ oa thánh ước đồng minh lại sùng bái bàn cổ, nữ oa và bàn cổ, chính là những thi hài to lớn giải rác trong chiếc chiến hạm tiên tộc này, bọn họ là chủng tộc thượng cổ từ hơn 10 vạn năm trước. Vu Tùy Vân khẽ nhíu mày, có điều, bàn cổ và nữ oa rốt cục có gì khác nhau? Văn minh bàn cổ tôn trọng pháp luật và trật tự tuyệt đối, ở trong thế giới của bọn hắn, thất tình lục dục và ý chí tự do là điều tuyệt đối cấm chỉ, những điều đó bị cho là căn nguyên hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Hắc Dạ Lan thờ hồn hển nói, văn minh nữ oa thoát thai từ văn minh bàn cổ nhưng lại hoàn toàn trái ngược khuyến khích phóng thích thất tình lục dục và ý chí tự do đến cực hạn tùy tâm sở dục không gì kiêng kỵ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa đế quốc chúng ta và thánh minh chúng ta là hy vọng sau cùng của văn minh nhân loại vu tùy vân từ chối cho ý kiến tiếp tục đặt câu hỏi nếu đế quốc đang trong tình trạng chiến tranh cùng thánh minh tại sao ngươi lại chạy đến biên giới tinh hải tới nơi man hoang này của chúng ta làm gì chẳng lẽ ngươi là đào binh hắc dạ lan lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ và xấu hổ, nhưng dưới sự bức bách của hai đại hóa thần, nàng không thể không nói thật, chúng ta, hạm đội hắc phong chúng ta bị trừng phạt, phái đi chấp hành nhiệm vụ càn quét và mở rộng lãnh thổ. Người hắc phong giới chúng ta vốn là một trong mấy đại thiên thế giới thực lực mạnh nhất của đế quốc chân nhân loại, dũng sĩ hắc phong càng là lực lượng hổ lang dũng quán tam quân, áp đảo quần hùng, tiếng tăm lừng lẫy khắp đế quốc. Đại bộ phận quân đội đế quốc được phân thành ba cấp bậc giáp ất bính, trong đó chiến đoàn giáp đẳng tuyệt đối là chủ lực, chủ yếu chịu trách nhiệm đối kháng thánh minh, chiến đoàn ất đẳng dùng để giữ gìn an toàn và trật tự trong nội bộ đế quốc, chủ yếu đối kháng vực ngoại thiên ma xâm lấn và bạo dân các nơi phản loạn, chiến đoàn bính đẳng thực lực yếu nhất, trang bị kém cỏi nhất là lực lượng không ngừng du đáng ngoài rìa biên cảnh đế quốc, đi thăm dò thế giới mới, khuếch trương bản đồ đại đế quốc. Vu Tùy Vân nói, cũng giống như biên quân, cấm quân và dân đoàn của vương triều đại càn. Đúng vậy, Hắc Dạ Lan cắn răng nói, hạm đội hắc phong chúng ta ngàn năm qua luôn là giáp đẳng trong giáp đẳng vô luận sức chiến đấu hay chiến hạm cự thần binh và các loại pháp bảo tất cả đều đứng tốt đầu là tinh nhuệ trong tinh nhuệ vương bài trong vương bài của đế quốc chẳng qua trăm năm trước đế quốc và thánh minh triển khai quyết chiến ở thiên lang toàn song phương đổ vào đó toàn bộ quân lực của hơn 10 đại thiên thế giới lúc giết đến thời khắc then chốt nhất lại bởi vì lại bởi vì lại bởi vì một lần sai lầm của hạm đội hắc phong mà mất đi chiến cuộc khiến năm đại thiên thế giới ở thiên lang toàn bị thánh minh công chiếm bao gồm cả quê hương hắc phong giới chúng ta đế quốc hao binh tổn tướng chọn cả phòng tuyến thiên lang toàn triệt để sụp đổ là lần thảm bại quy mô nhất trong gần 500 năm qua tin tức chiến bại truyền ra toàn bộ cực thiên giới đều nổi giận lôi đình tàn binh bại tướng tác chiến bất lực lại vứt bỏ mất thế giới mẹ của mình như chúng ta vốn hẳn sẽ bị đánh tan số nhân viên may mắn còn sống sót nhập vào các chiến đoàn khác từ đó về sau Hắc Phong giới và hạm đội Hắc Phong sẽ biến thành danh từ lịch sử, biến mất trong bụi trần tinh hải. Chẳng qua chúng ta tuy thảm bại, nhưng dưới sự chỉ huy của cha ta, cũng là tư lệnh hạm đội Hắc Phong Hắc Dạ Minh, hạm đội không thương đến căn bản, vẫn bảo trì nguyên vẹn kiến chế và hai phần ba sức chiến đấu. Hạm đội Hắc Phong là tinh nhuệ lâu năm của Đế quốc, chiến công hiển hách, vinh quang vô số. ở cực thiên giới cũng có không ít nhân sĩ ra sức hỗ trợ. Cuối cùng trừng phạt đối với chúng ta là tạm thời không dỡ tan, ngược lại còn phân tản binh bại tướng của mấy thế giới hãm lạc còn lại cho chúng ta chỉnh biên thành hạm đội hắc phong mới, xong lại bị hạ từ chiến đoàn giáp đẳng xuống chiến đoàn bính đẳng, nhiệm vụ tác chiến cũng từ kháng cự thánh minh chuyển thành mở rộng lãnh thổ đế quốc ở tinh vực man hoang bao la. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đợi một chút. Mông xích tâm ngắt lời nàng, mở rộng lãnh thổ, viễn trinh nước ngoài, đó là chuyện vinh quang vô cùng vì sao ở trong mắt đế quốc các ngươi lại như là nhiệm vụ không được coi trọng rất là đê hèn chư chư vị có chỗ không biết hắc dạ lan cười thảm một tiếng dù gì nói rõ nguyên nhân lúc đế quốc chân nhân loại vừa bắt đầu mới chỉ chiếm giữ cực thiên giới và khu vực trung tâm tinh hải khai cương khoách thổ khống chế thêm càng nhiều đại thiên thế giới và tinh vực đương nhiên là đại sự hàng đầu khi đó thậm chí đến cả đối kháng thánh minh đều không quan trọng bằng mở rộng lãnh thổ hết thảy chiến đoàn và hạm đội tinh nhuệ nhất đều được phái đi chinh phục thế giới mới. Chẳng qua, sau gần ngàn năm phát triển, đế quốc chân nhân loại đã nắm trong tay toàn bộ khu vực tinh hoa của đế quốc tinh hải xưa kia. Những khu vực tinh hoa còn lại đều nằm dưới sự khống chế của thánh minh, không dễ để cướp đoạt. Hai nhà này hầu như đã chia nhau nuốt trọn trung nguyên, số còn lại, hoặc là đường xá xa, xa xôi, hoặc là tài nguyên thiếu thốn, không thì cũng là vùng thế giới man hoang khỉ ho có gáy. Tinh hải mênh mông, tìm kiếm một thế giới có người ở, có giá trị khai thác là nhiệm vụ tương đối không dễ dàng, những thế giới man hoang này nằm rải rác ở biên giới tinh hải rộng lớn bao la, cách nhau mấy trăm, mấy ngàn thậm chí là cả vạn năm ánh sáng. Một chi hạm đội đế quốc ùn ùn kéo đi khai thác ngoại vực, rất có khả năng lãng phí thời gian mấy trăm năm, cũng không tìm thấy một mục tiêu chinh phạt thích hợp, thậm chí những nơi thế giới vốn màu mỡ phồn vinh trên tinh đồ cổ xưa, cũng có thể hóa thành vùng đất chết hoang vu sau trăm ngàn năm biến thiên. Nói cách khác, đến lúc này khai cương thác thổ đã biến thành nhiệm vụ hao người tốn của mất thời gian dù dốc sức thực thi cũng rất có khả năng không thu hoạch được gì hạm đội hắc phong vốn là vương bài tinh nhuệ cao cao tại thượng của đế quốc hẳn phải dùng để đối đầu thánh minh giành lấy chiến công thu hoạch tài nguyên nhưng bây giờ lại bị phái đi chấp hành nhiệm vụ thăm dò và mở rộng lãnh thổ ngày rộng tháng dài cùng với đám bộ đội mèo quào không chừng không thu được nửa điểm lợi ích nào những lực lượng hổ lang này đương nhiên cảm thấy đành chịu và sỉ nhục chúng ta đều không muốn chấp hành nhiệm vụ này chỉ một lòng muốn phản công đánh về thế giới mẹ quay hàm hắc dạ lan run lên nghiến răng nghiến lợi nói chẳng qua ai bảo chúng ta đánh thua chiến tranh đế quốc còn có rất nhiều chiến đoàn tinh nhuệ chừng to mắt nhìn kết cục của chúng ta nếu chúng ta lại kháng mệnh bất tuân thì tất sẽ bị dỡ tán ngay vừa khéo lúc này đế quốc nhận được tín hiệu mơ hồ từ một tinh hài thả ra mấy trăm năm trước ách thứ kia là một tồn tại tương đương với thám báo trinh sát theo như tin tức gửi về thì dường như ở biên giới tinh hải có thứ gì đó. Thế là chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, một bên càn quét, một bên thăm dò, một bên bay tới tọa độ mà tín hiệu mơ hồ kia gửi về. Nội tâm lý diệu khẽ động, biết thứ hắc dạ lan đang nói chính là tinh hải, trong hơn loạn tu tiên giả ở phi tinh giới 100 năm trước, thông qua tinh không chi môn phụ cận chi chu xào tinh phát đi tín hiệu. Hết thảy đều phù hợp. Mông xích tâm khá là hứng thú hỏi, hơn 100 năm, các ngươi dùng trọn vẹn hơn 100 năm bay tới đây. Đúng vậy, hắc dạ lan thành thật nói trong tinh hải rộng lớn bao la một lần thực hiện nhiệm vụ một trường chiến tranh rằng có kéo dài ba năm trăm năm là điều hết sức bình thường chiến tranh giữa chúng ta và thánh minh đã kéo dài hơn ngàn năm là đại chiến ngàn năm không thêm không bớt chỉ mới trăm năm thì đã có là gì các ngươi mông xích tâm nghĩ nghĩ lại hỏi không thể nghĩ cách trực tiếp truyền tống tới ư không thể hắc dạ lan lắc đầu nói tọa độ tinh hải truyền về quá mơ hồ nếu tùy tiện tiến hành khiêu dược cực dễ mất phương hướng, nhảy vào phong bạo trong không gian bốn chiều, bị bị siêu cấp cương phong xé thành mảnh nhỏ. Siêu cấp cương phong, khái niệm này rất nhiều thổ dân cổ thánh giới đều có thể hiểu được, đám đông nhao nhao gật đầu. Hơn nữa, chúng ta không cần phải quá mức vội vã bay tới, dù sao cũng là một đường càn quét, một đường thăm dò, hy vọng có thể thanh lý ra một mảnh hậu phương bền chắc sau lưng đế quốc. Hắc dạ lan nói, có lòng trồng hoa hoa không nỡ, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng nói không chừng ven đường có thể phát hiện một ít thế giới hoặc tinh cầu giàu tài nguyên chưa biết càng có giá trị hơn cả mục tiêu thiết lập ban đầu chuyện như vậy cũng rất thường xuyên xảy ra suốt trăm năm các ngươi đều ở trong chiến hạm vu tùy vân hỏi không buồn bực à quen rồi hắc dạ lan nói đế quốc có kỹ thuật ngủ đông rất phát triển tuyệt đại bộ phận thuyền viên có thể ngủ đông trong lữ đồ buồn chán chỉ cần một nhóm nhỏ thay phiên nhau bảo trì trạng thái thanh tỉnh tiến hành tu luyện thăm dò tình hình quanh bốn phía tinh hải nghe thì trăm năm, nhưng thật ra thời gian thanh tỉnh chỉ khoảng 7-8 năm, tối đa là hơn 10-20 năm mà thôi. Hơn nữa, chiến hạm của chúng ta rất lớn, giống như từng tòa thành trấn quy mô khổng lồ, mọi phương diện sinh hoạt đều đủ cả, sống cả đời trong đó cũng không sao. Số đông Nguyên Anh và Hóa Thần tuy đang gửi thân trong chiến hạm nữ oa, nhưng đều rất khó tưởng tượng cảm giác sống cả đời trong chiến hạm khổng lồ này, xe như thế nào, không khỏi tấm tắc xưng kỳ. Vu Tùy Vân tiếp tục hỏi, Thế là, 100 năm sau, hạm đội Hắc Phong tìm được cổ thánh giới chúng ta, vậy tại sao lại chỉ có một mình ngươi? Ách. Hắc Dạ Lan xoắn suýt. Hà? Vu Tùy Vân nhíu mày, mông xích tâm cười lạnh, các nguyên anh còn lại cũng đều quắc mắt nhìn chằm chằm Hắc Dạ Lan. Hắc Dạ Lan cảm giác được từng dây thần kinh trên người mình đều bị thần niệm của hai đại hóa thần quấn quanh, nói dối rất khó lừa gạt được bọn hắn ngược lại sẽ khiến bọn hắn này sinh địch ý và cảnh giác đối với đế quốc, bất lợi cho kế hoạch sau này, thế là bèn dứt khoát cắn răng nói thật, hạm đội Hắc Phong chưa hề phát hiện cổ thánh giới, các ngươi căn bản không phải mục tiêu ban đầu của chúng ta, ta bị địch nhân đuổi giết mới trong lúc vô tình trốn đến nơi đây. Đuổi giết? Tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Diệu đều hơi ngớ. Mông Xích Tâm nhướng mày hỏi, là đại địch của các ngươi, Thánh Minh ư? Không phải. Mặt Hắc Dạ Lan lộ vẻ cổ quái, nói, là một thế lực biên hoang gọi là tinh diệu liên bang. Tâm tạng lý diệu lập tức nguội lạnh một nửa. Trong đầu liên tục kêu hét, cái gì thế này, chuyện này là thế nào? Vì sao Hắc Dạ Lan lại biết sự tồn tại của liên bang? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chẳng lẽ hạm đội Hắc Phong đã đi tới cương vực liên bang? Cuộc chiến bảo vệ liên bang đã khai hỏa. Không lý nào, nhìn bộ dạng Hắc Dạ Lan cũng không giống. Số đông Nguyên Anh và Hóa Thần ngơ ngác nhìn nhau, Vu Tùy Vân cao mày nói, Trước là đế quốc, sau lại thánh minh, giờ bỗng đột nhiên lòi ra thêm liên bang. Cái này, liên bang là thứ quái quỷ gì? Thật ra ta cũng không rõ lắm." Hắc Dạ Lan Gian Nan nói, chỉ biết bọn hắn hẳn là thế lực bản thổ cách vùng này không xa, chẳng qua thực lực chỉnh thể sẽ không quá mạnh, kém xa đế quốc, thánh minh, là một nước nhỏ ở biên hoang mà thôi." Hàn Bạt Lăng hừ lạnh một tiếng, chen miệng nói, "Man hoang liền nhất định là nước nhỏ." Hắc Dạ Lan liếm liếm bờ môi khô khốc, không đáp lại nghi vấn của Hàn Bạt Lăng, tiếp tục nói, đó là Chuyện ước chừng hơn 10 năm trước, lúc ấy chu kỳ ngủ đông của ta vừa chấm dứt, đến phiên chấp hành nhiệm vụ trinh sát, cùng phân hạm đội rời khỏi phạm vi mẫu hạm. Vì chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ trinh sát và thăm dò, thế nên hạm đội được phân ra mấy chục chi phân hạm, xưng là tiểu hạm đội, giống như xúc tu vươn ra bốn phía từ cơ thể mẹ, khoách tán ra xa mẫu hạm, chia nhau tìm kiếm các nơi. Khoảng cách giữa tiểu hạm đội và mẫu hạm thậm chí có khả năng lên tới trên trăm năm ánh sáng, có hệ thống chỉ huy và tác chiến riêng, có thể hoạt động độc lập nhiều năm. Ách, có lẽ trong nhất thời các ngươi không cách nào hiểu được hàm nghĩa của khái niệm năm ánh sáng, chỉ cần biết khoảng cách giữa những tiểu đội trinh sát chúng ta và đại quân là rất xa rất xa. Kết quả, tiểu hạm đội chúng ta rất may mắn, mặc dù không tìm được tinh cầu tài nguyên hoặc thế giới có người ở, nhưng mà, chúng ta lại đã tìm được huỳnh hỏa trùng hào. Giọng Hắc Dạ Lan hưng phấn đến phát run, hai mắt đỏ rực như phún lửa. Vu Tùy Vân hỏi, Huỳnh Hòa Trùng Hào là cái gì? Huỳnh Hòa Trùng Hào là một chiếc tinh hạm lưu vong tháo chạy từ hơn ngàn năm trước, ngàn năm qua nó một mực trốn đông trốn tây sâu trong tinh hải, lay lát hơi tàn, vô số lần đào thoát khỏi sự vây quét của đại quân đế quốc, đã mất đi tung tích từ mấy trăm năm gần đây, rất nhiều người cho rằng nó đã táng thân trong gió lốc tinh hải, không ngờ lại chạy trốn tới tận biên giới phạm vi thế lực đế quốc, cuối cùng vẫn bị chúng ta bắt được. Hắc Dạ Lan nhếch môi cười nói, tuy thân hãm nhà tù, không thành hình người, nhưng trong ý cười vẫn hiển lộ hiện ra một tia dữ tợn và võ dũng. Mông xích Tâm trầm ngâm nói, Huỳnh Hòa trùng hào rất quan trọng đối với đế quốc. Cái này nhãn châu hắc dạ lan đảo quanh. Nói đi, ngươi không thành khẩn khai ra hết thảy, như vậy chúng ta sao hợp tác được? Mông xích Tâm mỉm cười, đáy mắt thâm thúy thả ra hào quang sáng rực, tia sáng này giống như một con rắn nhỏ sặc sỡ, ngưng kết thành một luồng cực quang chui vào trong con mắt hắc dạ lan. Cùng lúc đó, Vu Tùy Vân cũng điên cuồng khuấy động linh ti đây, đàn đâm sâu trong não vực hắc dạ lan đầu hắc dạ lan bất giác run rẩy ánh mắt dần dần cứng lại thanh âm trở nên có phần trống rỗng lẩm bẩm nói vô cùng quan trọng bởi vì lúc đầu trên huỳnh hòa trùng hào trở theo cao tầng trong quốc hội nước cộng hòa tinh hải bọn họ là lực lượng kháng cự cuối cùng của cộng hòa tinh hải cũng tự xưng là chính phủ hợp pháp cộng hòa tinh hải huỳnh hòa trùng hào là quốc thổ cuối cùng của cộng hòa tinh hải cộng hòa tinh hải đó là tiền triều của đế quốc chân nhân loại mà ngươi vừa kể mông xích tâm mỉm cười ta hiểu rồi trên thuyền kia có cựu đế tiền triều tượng trưng cho một đám vương khí chính thống truyền lại khó trách khiến các ngươi căng thẳng như thế cộng hòa tinh hải theo chế độ cộng hòa đại nghị không có cựu đế hắc dạ lan tiếp tục dùng thanh âm mờ mịt mà trống rỗng nói chẳng qua rất nhiều người truyền tay nhau nói rằng một bộ phận cao tầng trong quốc hội cộng hòa tinh hải ngày xưa trong lúc lén lút tháo chạy khỏi cực thiên giới đã mang theo một thứ vô cùng quan trọng là tinh hải đại ấn ấn này được luyện chế từ mảnh vỡ của ngọc tỷ đế quốc tinh hải một vạn năm trước tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng trong tinh thần đại hải theo truyền thuyết nó còn liên quan tới một bí mật về đế hoàng hai mắt mông xích tâm sáng rực lên ngọc tỷ truyền quốc nhãn châu hắc dạ lan con thoáng ngưng trệ truyền quốc thì không đến nỗi đế quốc định đô đã lâu thống trị sớm đã thâm căn cố đế không phải chỉ bằng một mảnh đại ấn là có thể giao động chẳng qua cứ để mặc cho dương nhiệt tiền triều huỳnh hòa trùng Hào mang theo mảnh vỡ ngọc tỷ của đế quốc tinh hải ngày xưa bay tới bay lui bên ngoài, cũng là phiền phức không nhỏ. Ngàn năm qua, đế quốc đặc ý tổ chức vài trăm lần vây quét trên quy mô lớn, nhưng lần nào huỳnh hòa trùng hào cũng đều trơn trượt như cá trạch, chuồn mất không chút tâm hơi. Lần này vừa khéo bị chúng ta phát hiện, há sẽ cho nó cơ hội tiếp tục bỏ trốn mất dạng. Dù ở trong trạng thái thôi miên do hai đại hóa thần liên thủ kiến tạo, từng khối cơ thịt trên mặt hắc dạ lan vẫn vặn vẹo thành ý cười dữ tợn liếm liếm vết máu trên khóe môi, nói, nếu có thể bắt được huỳnh hòa trùng hào, bắt tù chiến sĩ cuối cùng của chính phủ hợp pháp Cộng hòa Tinh Hải, đồng thời giành được Tinh Hải Đại Ấn, đây tuyệt đối là chiến công khó mà đong đếm trong toàn bộ chiến sử đế quốc. Bằng chiến công này, hạm đội Hắc Phong chúng ta nhất định sẽ khôi phục địa vị chiến đoàn giáp đẳng, lần nữa trở thành vương bài trong vương bài của đế quốc. Thế nên, tiểu hạm đội bọn ta lập tức nhào tới huỳnh hòa trùng hào. Đợi một lát, mông xích tâm lần nữa ngắt lời nàng, ném ra nghi vấn mới nếu đúng là mục tiêu quan trọng như vậy đáng lý phải phát tín hiệu cầu viện mẫu hạm trước chứ sao phải đích thân động thủ không cách nào phát ra tín hiệu hắc dạ lan nói chúng ta trong vô tình phát hiện huỳnh hòa trùng hào đồng thời với khi phát hiện đối phương đối phương cũng phát hiện chúng ta hai bên gặp nhau trong tình cờ thậm chí còn là huỳnh hòa trùng hào kịp có phản ứng trước bọn hắn lập tức khởi động hệ thống làm nhiễu cường đại vô hiệu hóa hết thảy tin tức chúng ta gửi đi mông xích tâm khẽ nhíu mày có cả thần thông như vậy đó không phải thần thông cao siêu gì hắc dạ lan nói phá hư luôn dễ hơn kiến thiết làm nhiễu luôn dễ hơn truyền tin trong tinh hải rộng lớn bao la muốn truyền tống lượng lớn luồng tín hiệu thần niệm ổn định ra xa cách mấy trăm năm ánh sáng vượt qua các loại linh từ ba động phóng xạ hàng tinh và bão vũ trụ vốn đã là chuyện cực kỳ khó khăn còn làm nhiễu thì ngược lại hàm lượng kỹ thuật không cao chỉ cần phóng thích một ít tạc đạn quấy nhiễu sóng linh từ là có thể tạc ra một vùng màn đen không gian hoàn toàn ngăn cách tin tức truyền đưa huỳnh hòa trùng hào trở đầy dương nhiệt tiền triều chạy trốn hơn ngàn năm trong tinh hải tính cảnh giác tự nhiên cực cao kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú dù bọn hắn chỉ đang thả neo trên quỹ đạo của một tinh cầu khai thác mỏ bỏ hoang thu nhặt một ít vật tư từ trên tinh cầu bỏ hoang kia để tu bổ tinh hạm nhưng vẫn cẩn thận cài cắm lượng lớn tạc đạn can nhiễu linh từ trong toàn bộ tinh hệ chúng ta mới vừa phát hiện bọn hắn liền kích phát toàn bộ tạc đạn nhiễu loạn thần niệm truyền thâu ngăn cách tinh hệ với bên ngoài chiến tranh trong tinh thần đại hải tin tức là yếu tố then chốt, cũng là trọng điểm trong các loại chiến thuật. Thì ra là thế, đám chim sợ cành cong kia quả cũng có vài phần thủ đoạn. Mông xích tâm như có điều suy nghĩ, gật gật đầu nói, đối phương ngăn chặn hết thảy thần niệm truyền đưa, vậy các ngươi ứng đối thế nào? Hai cách. Hắc dạ lan nói, thứ nhất là kiên nhẫn chờ đợi hiệu quả can nhiễu linh từ của tạc đạn suy giảm, chẳng qua như vậy ít nhất phải chờ hơn mấy chục giờ, hơn nữa trong đoạn thời gian này. Đối phương nhất định còn có thể tiếp tục phóng ra đạn can nhiễu mới, cường hóa cho bức màn đen, hoặc là liều mạng thoát ra khu vực bức màn đen, nhảy ra ngoài phạm vi đạn can nhiễu ảnh hưởng, làm vậy, liền có thể liên hệ cùng mẫu hạm. Chỉ có điều, Huỳnh Hòa Trùng Hào cũng rõ ràng điểm này, lúc chúng ta chuẩn bị tiến hành thực hiện bước nhảy không gian, nó liền phóng ra lượng lớn khải sư và tinh toa để quấy rối chúng ta, không cho chúng ta an ổn tiến vào trạng thái thực hiện bước nhảy. Cùng lúc đó, đơn nguyên thực hiện bước nhảy của nó phóng ra linh năng ba động cực mạnh, hiển nhiên cũng muốn tiến vào trạng thái bước nhảy khẩn cấp nếu chúng ta kiên trì tiến hành bước nhảy, thoát ra khỏi bức màn đen, báo cáo về mẫu hạm. Như vậy chờ lúc mẫu hạm đuổi tới, nó nhất định đã sớm chuồn vào sâu trong tinh hải, lần nữa bỏ trốn mất dạng. Thế nên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải xông lên hung hăng cắn lấy nó, không cho nó chạy trốn. Mông xích tâm vuốt vuốt cầm, nói, lúc tiến hành cái bước nhảy không gian, không thể bị quấy dày ạ. À. Hắc dạ lan nói, bước nhảy không gian cũng giống như các ngươi sử dụng truyền tống trận, Thử hỏi khi ngươi đang sử dụng truyền tống trận, vừa mới truyền tống được một nửa, bỗng nhiên bị công kích, cả tòa truyền tống trận nổ tung, hậu quả sẽ là gì? Chỉ sợ tứ chi bách cốt và tâm can tỳ phổi thận của ngươi đều bị truyền tống giải rác đến trời nam biển bắc. Hiểu rồi. Hai đại hóa thần liếc nhau, bọn họ đều là hạn trí tuệ cao minh, rất nhanh liền hiểu được tính hung hiểm của việc thực hiện bước nhảy không gian. Nói cách khác, xa vào trong bức màn đen không cách nào truyền tin ra ngoài lại không thể tiến hành thực hiện bước nhảy, các ngươi chỉ còn cách lao lên chém giết. Đúng vậy. Hắc dạ lan hừ lạnh một tiếng, sâu trong đôi mắt vẫn đục toát lên vẻ tự tin cường đại, cắn răng nói, huỳnh hòa trùng hào tuy là chiến hạm chủ lực của Cộng hòa Tinh Hải, ngày xưa cải biên mà thành, nhưng rốt cục vẫn sử dụng kỹ thuật luyện chế từ ngàn năm trước, các loại pháp bảo và thần thông đều đã tương đối lạc hậu. Hơn nữa nó đã trải qua lữ trình chạy trốn dài đến ngàn năm, vô số lần bị trọng thương, một đường chạy chối chết, cố tìm kiếm những thế giới còn đồng tình với cộng hòa tinh hải phản đối đế quốc chân nhân loại làm đủ mọi cách củng cố thế lực khi đại quân đế quốc đuổi tới lại dẫn theo một đám phần tử phản loạn không phục đế quốc tiếp tục tháo chạy ngàn năm trốn chui trốn nhủi huỳnh hòa trùng hào sớm đã biến thành một đống sắt vụn chắp vá còn có thể phát huy ra được bao nhiêu sức chiến đấu trong khi tiểu hạm đội chúng ta dù chỉ là tiểu đội trinh sát kích thước không lớn lại có được chiến hạm tấn công mới nhất của đế quốc là huyết nhận Hỏa lực vô cùng cường đại, thậm chí có cả một bộ cự thần binh, cũng tức là Vân Tần Kim Nhân mà các ngươi vẫn gọi, do chính ta điều khiển. Chúng ta đấu với Huỳnh Hỏa trùng hào giống như cá mập đấu với kình ngư, dù hình thể đối phương to lớn gấp mười mấy lần, chỉ cần cự thần binh của ta có thể tiến vào trong bụng đối phương, thì có bảy thành nắm chắc lấy được mạng nó. Kế hoạch của chúng ta cũng là như thế, hy vọng dùng một lần tấn công mãnh liệt quấy nhiễu tuyến đầu đối phương, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, sáng tạo cơ hội cho chiến hạm truyền tinh cỡ nhỏ nhảy ra tấm màn đen liên lạc cùng mẫu hạm mới đầu chiến đấu tiến hành vô cùng thuận lợi tình hình của huỳnh hòa trùng hào quả nhiên không ngoài dự liệu của chúng ta qua ngàn năm trốn chạy dài đằng đẵng đi đến tận biên giới tinh hải tiếp tục đi sâu thêm liền sẽ chạy ra ngoài phạm vi thế lực văn minh nhân loại tiến vào thế giới ngoại vực thần bí khôn lường hung hiểm cực độ bọn họ là chó nhà có tang đi tới bước đường cùng đạn dược tinh thạch và vật tư đều hết sức thiếu thốn sĩ khí cũng sa sút đến tột đỉnh căn bản không phải đối thủ của chúng ta những chiến sĩ cuối cùng của Cộng hòa Tinh Hải lần lượt bị chúng ta đánh bại, hóa thành bụi phấn trong vũ trụ băng lãnh, còn cự thần binh do ta điều khiển dưới sự yểm trợ từ hỏa lực cường đại của huyết nhận, cũng đã thành công đổ bộ lên sắc ngoài huỳnh hòa trùng hào. Cự thần binh là binh khí đáng sợ nhất trong vũ trụ, chỉ cần bị tao anh ra một lỗ thủng trên sắc ngoài huỳnh hòa trùng hào, đột nhập vào trong, tuyệt đối có thể thế, như trẻ che phá hư đơn nguyên thực hiện bước nhảy không gian của nó. Chỉ cần mất đi năng lực thực hiện bước nhảy, nó có chắp cánh cũng khó thoát, Chúng ta đại khái có thể chậm rãi du đấu quanh mình nó, dựa vào tốc độ đi thuyền thông thường, nó căn bản không cắt đuôi được chúng ta. Cứ thế từ từ rút máu, mãi cho đến khi càng nhiều tiểu hạm đội, thậm chí là mẫu hạm của chúng ta chạy đến mới thôi. Mắt thấy, thắng lợi đã ở ngay trước mặt nói đến đây, Hắc Dạ Lan thoáng ngừng lại, thần sắc lộ vẻ kinh hãi và hoảng sợ, bờ môi run rẩy nửa buổi, run giọng nói, nào ai có thể ngờ, đúng lúc này, từ phía sau chúng ta đột nhiên tuôn ra một chi hạm đội thần bí hướng bộ vị yếu ớt đằng sau phát động tập kích vô cùng mãnh liệt. Quy mô chi hạm đội này gấp mười mấy lần tiểu hạm đội chúng ta, chế thức của chiến hạm, tinh toa và tinh khải khác xa đế quốc, thánh minh, hiển nhiên là thuộc về một cỗ thế lực hoàn toàn mới. Tuy đại bộ phận pháp bảo bọn hắn sử dụng đều lạc hậu hơn chúng ta vài thế hệ, lại không ngăn được bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa chúng ta lại đang tập trung truy kích huỳnh hòa trùng hào ở phía trước, không nghĩ tới huỳnh hòa trùng hào còn có viện quân, thoáng chốc liền bị tổn thất nặng toàn bộ tiểu hạm đội bị hỏa cầu và sóng xung kích bao phủ vô số khải sư và tinh toa không được chiến hạm bảo hộ phút chốc hóa thành phấn vụn lượng lớn chiến hạm bị đối phương dùng từ trường hút lại gần triển khai tiếp mạng chiến hung tàn dưới ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng của đối phương từng chiếc từng chiếc chiến hạm bị đối phương bắt tù ngay cả chiến hạm thông tin vốn chuẩn bị nhảy ra tấm màn đen đi cầu viện mẫu hạm cũng bị đối phương đánh tan hơn nữa điều đáng sợ nhất chính là chi hạm đội thần bí này không ngờ cũng có được một bộ cự thần binh đó là một bộ cự thần binh đỏ rực như lửa, hệt như dùng hỏa diễm hừng hực đúc thành bộ dạng giao long, hung tàn bạo ngược tới cực điểm, thoáng cái thoáng cái đã xé tan một chiếc tinh hạm của chúng ta thành hai nửa, thật sự là xé thành hai nửa. Lời này vừa ra, có lẽ không ít người cho là đứa này trợ trí khí người khác, diệt uy phong đế quốc. Nếu là lúc Hắc Dạ Lan tuyệt đối tỉnh táo, nàng hẳn sẽ không nói như vậy. Chỉ có điều giờ nàng đang ở trong trạng thái thôi miên nửa mê nửa tỉnh, khu vực phụ trách trí nhớ trong đại não bị kích thích quá độ bộ cự thần binh đỏ thẫm như lửa kia để lại cho nàng ấn tượng vô cùng khắc sâu, thậm chí trở thành bóng mờ không thể xóa nhòa trong tiềm thức, dưới sự kích thích từ hai đại hóa thần, lập tức cứ thế thành thật buột miệng ra. Ta, ta khống chế bộ cự thần binh duy nhất trong tiểu hạm đội, đối đầu cự thần binh quân địch đương nhiên là trách nhiệm của ta. Mặt hắc dạ lan lộ vẻ thống khổ, kinh hãi vạn phần, lắp bắp nói, nhưng mà, nhưng mà ta không ngờ sức chiến đấu của đối phương lại cường đại, đến mức khủng bố như vậy, ta căn bản không phải đối thủ của nàng, chỉ mấy hiệp đã bị nàng đánh thành trọng thương, cự thần binh thiếu chút thì báo hỏng. Vu Tùy Vân hỏi, chi hạm đội thần bí kia đến từ tinh diệu liên bang mà ngươi vừa nói. Đúng vậy. Hắc dạ lan thành thật nói, trong hỗn chiến, có một đoạn thời gian chúng ta cũng bắt được vài tên tù binh đối phương, qua khảo vấn biết được một ít tin tức cơ bản về quân địch. Chi hạm đội này đến từ tiểu quốc man hoang tinh diệu liên bang, bộ cự thần binh đánh bại ta kia được xưng đại viêm long tước, điều khiển nó là cường giả truyền kỳ tiếng tăm lừng lẫy liên bang, hình như tên là xích diễm long vương đinh linh đang chuyện được đọc bởi kênh haleji audio những lời này của hắc dạ lan phẳng phất chuyển hóa từng tế bào não của lý diệu thành tạc đạn tinh thạch sau đó tất thảy đồng loạt nổ tung bùng lên một cơn mưa pháo hoa trong đầu hắn thình thịch thình thịch kích động kích động từng dây thần kinh trên người lý diệu đều rung động không thôi đúng là muốn mạng ở cùng đám quái vật cộng thêm một tên bộ đội đặc chủng đế quốc này quả thực là một khảo nghiệm cực lớn với khả năng diễn xuất của hắn Mỗi một giây đồng hồ đều là dày vò khổ không thể tả. Đinh Linh đang, Đinh Linh đang không ngờ lại có thể xuất lĩnh một chi hạm đội liên bang, đánh tan một chi tiểu đội trinh sát hạm đội Hắc Phong. Cường giả truyền kỳ, có tư cách khoác lấy bốn chữ này, xem ra trong 100 năm qua, lúc ta trong trạng thái ngủ đông, lão bà nhất định đã làm ra không ít đại sự kinh thiên động địa, rung động liên bang, nói không chừng còn vượt lên trên cả ta. Ha ha. Tốc độ phát triển của tinh diệu liên bang có vẻ cũng không chậm. Tuy lực lượng tương ứng phe Hắc Dạ Lan chỉ là một tiểu hạm đội nho nhỏ, nhưng Đinh Linh đang hiển nhiên cũng không khả năng xuất lĩnh toàn bộ chủ lực liên bang. Song Phương bất ngờ chạm mặt trong tinh hải, liên bang lại có thể đánh cho Đế quốc Hoa rơi nước chảy, ít nhất chứng tỏ tranh lệch kỹ thuật, pháp bảo giữa Song Phương không hề lớn đến mức không cách nào bù đắp bằng số lượng. Chỉ cần số lượng chúng ta đủ nhiều, nhất định có thể nuốt chửng quân Viễn Trinh Đế quốc. Đúng rồi, Đinh Linh đang đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó làm gì? Nếu Hắc Dạ Lan đã lưu lạc đến đây? Như vậy tinh vực nơi xảy ra kịch chiến có lẽ không cách Tinh Vân Hắc Ám quá xa, tại sao Đinh Linh đang lại dẫn theo một chi hạm đội liên bang xuất hiện ở chỗ này? Nội tâm Lý Diệu khẽ động, trong lòng quả thực như muốn nở ra một đóa hoa, hắn vui sướng nghĩ, chẳng lẽ lão bà dẫn theo đại đội nhân mã để tới tìm ta? Có khả năng, rất có khả năng. Gần 100 năm qua đi, cảnh giới lão bà nhất định đã tăng trưởng trên diện rộng, đều thành cường giả truyền kỳ xích diễm long vương rồi mà. Đồng thời thực lực chỉnh thể liên bang cũng có bước tiến lớn nắm trong tay siêu cấp hạm đội hỏa lực càng thêm uy mãnh, năng lực tác chiến đường dài càng mạnh mẽ. Lão bà một mực không có tin tức của ta, lại chịu không? Được ở nhà một mình chờ đợi, liền xuất phát tiến tới phụ cận tinh vân hắc ám tìm tòi. Kết quả trong lúc vô tình trinh chắc được chiến đấu giữa huỳnh Hòa trùng, hào và tiểu hạm đội đế quốc. Phòng trừng đám người đế quốc này cũng không ngụy trang cẩn thận, phong cách luyện chế tinh hạm hay là đặc điểm chiến huy của chúng đều tương đối dễ phân biệt, thoáng cái liền bị lão bà nhận ra với tính tình nóng như lửa của lão bà nếu đã phát hiện hạm đội đế quốc lại thấy đối phương quy mô không lớn làm gì còn quản được nhiều nếu có thể bắt tù một ít tinh hạm và tu tiên giả đế quốc trong kháng chiến bảo vệ liên bang sau này nhất định sẽ càng thêm phần nắm chắc không sai nhất định là như vậy lão bà vạn tuế lý diệu cuồng hỉ trong lòng chẳng qua nghĩ lại mặc dù dự tính ban đầu của đinh linh đang vào hạm đội liên bang là tới tìm hắn và cổ thánh giới nhưng sau khi trong lúc vô tình cuốn vào chiến đấu giữa đế quốc chân nhân loại và chính phủ hợp pháp Cộng hòa Tinh Hải, bọn họ nhất định sẽ thay đổi mục đích. Cộng hòa Tinh Hải chính là giai đoạn chuyển tiếp giữa đế quốc Tinh Hải và đế quốc chân nhân loại. Trong truyền thuyết Hắc Tinh Đại Đế Võ Anh Kỳ, trước là làm tới lãnh tụ tối cao Cộng hòa Tinh Hải, sau đó mới giải tán quốc hội, bắt giam nghị viên, biến Cộng hòa thành độc tài, khai sinh đế quốc chân nhân loại. Vốn Lý Diệu tưởng rằng Cộng hòa Tinh Hải chỉ còn là một danh từ lịch sử, đã chôn vùi trong dòng chảy lịch sử từ hơn 1.000 năm trước không ngờ còn có một chính phủ lưu vong chạy trốn tới ngay bên cạnh liên bang nhìn có vẻ trùng hợp nhưng cẩn thận ngẫm lại chuyện này cũng không kỳ quái bởi vì tuyệt đại bộ phận khu vực trong tinh thần đại hải đều bị đế quốc và thánh minh chia nhau thôn tính chính phủ lưu vong cộng hòa tinh hải không trốn tới tinh vực ở biên giới văn minh nhân loại thì còn biết trốn đi đâu đối với phe đã quyết định phải đối kháng đế quốc đến cùng như liên bang mà nói giá trị của chính phủ lưu vong cộng hòa tinh hải là điều không thể nghi ngờ huống hồ khi xưa đám nghị viên kia đều trốn ra từ cực thiên giới, nếu liên bang bắt tay hợp tác cùng bọn họ, đối với nắm giữ tình hình ở khu vực trung tâm văn minh nhân loại cũng rất có lợi. Càng không cần nhắc tới, còn có ngọc tỷ truyền quốc mà trong truyền thuyết đế hoàng từng sử dụng qua. Phỏng trừng, sau khi đánh tan tiểu hạm đội đế quốc, cứu được huỳnh hòa trùng hào, cũng biết trên đó trở theo chính phủ lưu vong Cộng hòa Tinh Hải, đám người đinh linh đang hẳn sẽ lấy đại cục làm trọng, hộ tống chính phủ Cộng hòa Tinh Hải và rất nhiều tù binh đế quốc trở về bản thổ liên bang. Lý Diệu không khỏi thở dài, tuy nhìn từ góc độ của hắn, thời gian hắn ở trong trạng thái thanh tỉnh chỉ mới gần gần vài năm mà thôi, nhưng trong thực tế thì đã là 100 năm trôi qua, tận 100 năm. 100 năm, không biết hiện nay liên bang rốt cục đã biến thành bộ dạng thế nào, lão bà đang ở đâu, làm gì. Đáy lòng Lý Diệu dâng lên xung động không cách nào ngăn cản, hận không thể lập tức hưu một tiếng truyền tống về lại liên bang ngắm nhìn quê hương và người thân xa cách đã trăm năm ngắm nhìn tinh diệu liên bang thoát thai hoán cốt phi tốc quật khởi xích diễm long vương biệt hiệu thật bá đạo lý diệu thật sự không kìm nén được khàn khàn giọng nói thực lực của nàng rốt cục mạnh đến đâu hóa thần ư lúc này ở trong tinh diệu liên bang làm sao lại thành là truyền kỳ tu vi nàng dù còn chưa xông tới cảnh giới hóa thần thì chắc cũng không cách bao xa ít nhất phải là nguyên anh kỳ đình phong trở lên còn tu luyện không ít thần thông cương mãnh bá đạo chắc không kém tu sĩ hóa thần trong ấn tượng của ta là bao riêng độ bạo ngược hung tàn hẳn chỉ có hơn chứ không có kém có thể nói là nửa bước hóa thần mí mắt hắc dạ lan nhảy loạn run giọng trả lời hiển nhiên tiềm thức còn đắm chìm trong bóng mờ đinh linh đang lưu lại mà không thể tự kiềm chế hai tay co lại khoanh trước ngực hơi ngừng thoáng chốc rồi tiếp tục nói còn về chi tiết cụ thể ta cũng không nắm rõ bởi vì tình hình lúc đó của chúng ta vô cùng tồi tệ không có nhiều thời gian để khảo vấn tù binh chẳng mấy chốc tinh hạm đã bị công phá tất cả tù binh đều được đối phương cứu đi, thậm chí phần đông chúng ta đều biến thành tù nhân. Hơn nữa, khi đó linh tử trong khắp tinh vực còn bị can nhiễu, bởi tạc đạn huỳnh hòa trùng hào phóng ra, đừng nói không cách nào liên lạc cùng mẫu hạm cách xa mấy trăm năm ánh sáng, dù là giữa hai chiếc tinh hạm hoặc hai tên khải sư gần trong găng tấc, tần số truyền tin cũng bị quấy nhiễu nghiêm trọng, tất cả thần niệm truyền thâu đều đứt quãng, phá thành mảnh nhỏ, ta chỉ sưu tập được một ít tin tức vụn vặt, sau đó đành phải cùng một chiếc huyết nhận còn sót lại đột phá vòng vây chúng ta tập trung tinh thần chạy trốn ý đồ chạy ra ngoài rồi nghĩ cách liên lạc với mẫu hạm sau căn bản không cách nào sưu tập thêm càng nhiều tin tức xích diễm long vương đinh linh đang kia hệt như một con rồng cuồng bạo đuổi sát không bỏ gắt gao cắn chặt nàng đánh cho hoang nha hào rách tung phá thành mảnh nhỏ đơn nguyên thông tin và đơn nguyên động lực đều bị hư hại nặng nề ngay cả đơn nguyên thực hiện bước nhảy cũng ẩn ẩn có phần bất ổn chúng ta bị nàng một đường truy sát vài ngày mắt thấy nếu còn không tìm cách ngắt đuôi liền đi đứt Cuối cùng, chúng ta đành phải mạo hiểm, trong tình trạng chiến hạm tổn hại nghiêm trọng thực hiện bước nhảy khẩn cấp. Nơi đến được thiết lập là một tinh vân hắc ám nằm bên cạnh chiến trường. Vu Tùy Vân nói, chính là cổ thánh giới chúng ta. Chúng ta vốn cũng không biết về sự tồn tại của cổ thánh giới, chỉ là muốn nhảy vào sâu trong tinh vân hắc ám để dễ bề lần tránh đối phương thôi. Hắc Dạ Lan khổ sở nói, bước nhảy khẩn cấp thực sự quá hung hiểm, chiến hạm rách tung căn bản không chịu nổi tinh bạo cuồng loạn trong không gian bốn chiều, mặc dù chiến hạm có thể nhảy qua nhưng xác suất sống sót của thuyền viên lại cực thấp, thấp đến gần như bằng không. Đây là cảnh báo được ghi rõ trong mỗi quyển sổ tay đi thuyền đế quốc. Quả nhiên, Hoàng Nha Hào tuy may mắn thực hiện bước nhảy thành công vào sâu trong tinh vân hắc ám, nhưng tình hạm vốn là rách nát tả tơi lần nữa bị trà đạp nghiêm trọng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà trừ ta ra, tất cả mọi người trong tinh hạm đều hoặc là bị tinh bạo của không gian bốn chiều xé rách, hoặc là bị phóng xạ vũ trụ xâm nhập, chết vô cùng thê thảm. Đợi một chút, Mông xích tâm cảnh giác hỏi dò, tất cả mọi người đều chết cả, vì sao ngươi lại không chết? Bởi vì ta có cự thần binh bảo hộ. Hắc dạ lan nhanh chóng đáp, cự thần binh của ta tuy bị xích diễm long vương đánh bại, toàn bộ tay chân đều gãy nát, nhưng khoang điều khiển thì ra chưa hoàn toàn hư hao, vẫn có được năng lực bảo hộ rất mạnh. Lúc thực hiện bước nhảy khẩn cấp, ta giấu mình bên trong khoang điều khiển, dựa vào cự thần binh bảo hộ mới tránh được một kiếp. Chẳng qua sau lần đó cự thần binh của ta cũng triệt để sụp đổ, không sử dụng tiếp được nữa mông xích tâm hử lạnh một tiếng nói như vậy ngươi may mắn tìm được đường sống lại vừa khéo phát hiện cổ thánh giới chúng ta hắc dạ lan lắc đầu nói không thể tính là vừa khéo ta dựa vào pháp bảo tự động tuần tra trên hoang nha hào tìm thấy dấu vết một luồng tín hiệu xuyên qua tinh vân hắc ám mới lần đến đây dấu vết mông xích tâm hơi ngớ đó là cái gì ta cũng nói không rõ ta không phải nhân viên phụ trách hải hành không quá hiểu về điều khiển tinh hạm hắc dạ lan suy nghĩ một lát rồi nói ví dụ thế này tinh vân hắc ám bao trùm bên ngoài cổ thánh giới giống như một mảnh đầm lầy ẩm ướt nếu có một con rắn bò qua trên đó thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết cần mất một khoảng thời gian nhất định mới có thể tan biến luồng tin tức xuyên qua tinh vân hắc ám cũng giống như rắn bò trên bùn nhão hay sa mạc sẽ lưu lại một đạo dấu vết nhàn nhạt bụi vũ trụ càng dày đặc mật thần niệm xuyên thấu trong đó sẽ lưu lại dấu vết càng rõ ràng lúc đó ta không còn lựa chọn nào khác dù thế nào cũng là con đường chết bèn dứt khoát lần theo dấu vết kia một đường đi tới cuối cùng tìm được cổ thánh giới đồng thời dùng chút linh năng còn sót lại trong hoang nha hào kích phát từ trường cuốn theo một nhóm lớn vẫn thạch ngụy trang thành mưa sao băng rơi xuống nơi này nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha